Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 1081, Thần Cấp Trung Kỳ Cao Thủ Thực Lực. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra, này làm cho Thiên Minh Minh Chủ Nghiêm Phi Trần đám người cảm giác thấy hơi không giải thích được. Nghiêm Thiên Giác càng thêm càn rỡ ha ha bắt đầu cười lớn, chân phải đột nhiên giẫm một cái địa, trên mặt đất để lại một cái dấu chân thật sâu, mà thân thể của hắn nhưng là hướng về Diệp Thần Phong lướt tới. Có cha của hắn Nghiêm Phi Trần cùng ba tên Thiên Minh Đế cấp cường giả tại, Nghiêm Thiên Giác trong lòng là 10 phần phấn khích, miệng quát: Diệp Thần Phong, ta ngược lại muốn xem là cái gì cho ngươi có sự tự tin như thế. Diệp Thần Phong, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người, bọn họ đều là từng chứng kiến Hắc Vẫn phòng ngự trận power được rồi, bọn hắn khóe môi nhếch lên từng tia nụ cười khinh thường, trên mặt là tự cho vẻ mặt bình tĩnh, dưới chân bước chân căn bản không có lui về phía sau một bước. Thiên Minh Minh Chủ Nghiêm Phi Trần đem tình cảnh này thu vào đáy mắt, sau đó hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, muốn mở miệng nhắc nhở con trai của hắn Nghiêm Thiên Giác, đáng tiếc đã là chậm một bước, chỉ nghe ầm một tiếng, Nghiêm Thiên Giác thân thể hung hăng đụng vào trong suốt lồng ánh sáng màu trắng thượng, làm cho lồng ánh sáng màu trắng tầm nhìn tăng cường mấy phần, này mới khiến Nghiêm Phi Trần đám người nhìn rõ ràng đem toàn bộ phong vệ doanh bao phủ lại lồng ánh sáng màu trắng. Mà thân thể cùng lồng ánh sáng màu trắng đột nhiên tiếp xúc Nghiêm Thiên Giác, bởi vì hắn vừa mới bắt đầu liền toàn lực đánh ra, này làm cho thân thể hắn té lăn trên đất, đồng thời, hắn cảm giác thân thể nhiễm là một trận huyết khí dâng lên, yết hầu khẩu ngọt ngọt, từng tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra ngoài. Thân thể té lăn trên đất Nghiêm Thiên Giác, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất rồi, được vô cùng tận âm trầm cho thay thế, hắn từ dưới đất đứng lên sau. Dùng hai tay hướng về trước mặt trong không khí sờ lên, hắn rõ ràng mò tới một tầng cách trở, bên trong thân thể lần nữa đem tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực đề được đưa lên, nắm tay phải đột nhiên hướng về lồng ánh sáng màu trắng oanh kích tới, ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Nghiêm Thiên Giác phảng phất cảm giác quả đấm của mình đánh vào một khối cứng rắn vô cùng bàn thạch thượng, này làm cho hắn nắm tay phải bên trong xương đều có loại yếu nát cảm giác. Đứng ở Diệp Thần Phong bên trái Trình Đại Hổ, hắn nhìn thấy Nghiêm Thiên Giác như thế dáng dấp chật vật, hắn là sảng khoái nói: thế nào? Nghiêm Thiên Giác, ngươi không phải là vừa vặn còn nói có chúng ta kêu cha gọi mẹ thời điểm sao? Lẽ nào đây chính là của ngươi tự tin? Ngươi Trình gia ông mày liền đứng ở chỗ này có loại đến phiến ngươi Trình gia ra tai của ta quang a hát. Ngươi Trình gia ông mày bảo đảm không hoàn thủ, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này a hát. Nghiêm Thiên Giác trên mặt biểu lộ là âm tình bất định. Hai con mắt của hắn là tức giận trừng lên Diệp Thần Phong đám người, Thiên Minh Đế cấp cường giả đỉnh cao Chu Bá Luân thấy thế, hắn đi liều mạng hai bước nói ra: thiếu chủ, để cho ta tới giúp ngươi phá tan tầng trở ngại này, ta cũng không tin tầng này đồ vật vẫn có thể chống đỡ được công kích của ta rồi. Thiên Minh Đế cấp cường giả đỉnh cao Chu Bá Luân trên mặt hắn là mang theo thần sắc tự tin, hắn biết gió này vệ doanh bên trong thực lực mạnh nhất cần phải cũng chỉ là đế cấp đỉnh phong Lâm Khang Thắng. Bọn hắn hiện nay còn không biết Lâm Khang Thắng thực lực đột phá đến thần cấp sơ kỳ sự tình, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong đám người làm không ra cái gì cường hãn trò gian tới. Tại Chu Bá Luân đứng lúc đi ra, Thiên Minh Minh Chủ Nghiêm Phi Trần hắn cũng không nói thêm gì, hắn cũng tương tự cho rằng thân là đế cấp cường giả đỉnh cao Chu Bá Luân đủ để kính mở tầng trở ngại này rồi. Chu Bá Luân lại đi đến Nghiêm Thiên Giác bên cạnh sau. Hắn nhẹ nhàng uốn éo nhúc nhích một chút cái cổ cùng cánh tay khớp xương, hai tay lật tay vì quyền trên người bỗng nhiên bạo phát ra nhất cổ cường hãn vô cùng linh hồn lực, này làm cho một bên Nghiêm Thiên Giác cũng không nhịn được lui về phía sau vài bước. Này Chu Bá Luân y phục trên người được kình khí thổi đến mức có một chút nhô lên, khi hắn đem trong cơ thể linh hồn lực tăng lên tới đế cấp đỉnh phong thời điểm, hắn là song quyền cũng xuất, tốc độ cùng sức mạnh đều đạt đến mức cực hạn, trong miệng chợt quát lên: phá cho ta. Phá cho ta. Ầm, ầm, hai tiếng. Đế cấp cường giả đỉnh cao Chu Bá Luân trên mặt hắn tự tin biểu lộ là chậm rãi cứng ngắc ở, hai con mắt của hắn trong tràn đầy vẻ khó mà tin nổi, miệng hơi hơi mở ra, chỉ vì trước mặt hắn tầng này lồng ánh sáng màu trắng nhận được hắn cực hạn công kích sau, rõ ràng chả là không có một chút biến hóa nào, đừng nói là thanh tầng này lồng ánh sáng màu trắng phá tan rồi, tầng này lồng ánh sáng màu trắng liền một điểm gợn sóng đều không có nhấc lên. Đứng ở một bên chờ Chu Bá Luân phá tan trở ngại Nghiêm Phi Trần đám người, bọn hắn đang nhìn đến kết quả này sau đó bọn hắn cũng từng cái có chút không dám tin tưởng rồi,
tầng này lồng ánh sáng màu trắng cường độ làm sao sẽ như thế, như phải biết này Chu Bá Luân nhưng không phải là cái gì a hát mèo a cẩu, hắn là thứ thiệt đế cấp cường giả đỉnh cao a hát. Ha 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 một hai, Trình Đại Hổ nhìn thấy kết quả này sau, hắn là lần thứ hai bắt đầu cười lớn, nói ra, đây chính là cái gọi là đế cấp cường giả đỉnh cao. Quả đấm của ngươi có hay không cọ rách ra? Có muốn hay không ngươi Trình ra ra ta giúp ngươi đi tìm một ít băng dán cá nhân đến? Tại Trình Đại Hổ tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, Dư Năm Được Mùa cùng Diệp Trấn Hồng các loại một đám lão gia tử, bọn hắn vừa vặn đang nhìn đến huy chương có phản ứng, sau đó bọn hắn đầu tiên là đi rồi một chuyến thao luyện tràng, khi biết Diệp Thần Phong bọn hắn tại phong vệ doanh cửa vào sau đó bọn hắn lại lập tức đi tới phong vệ doanh cửa vào. Diệp Thần Phong đang nhìn đến một cái phụ lão gia tử sau, hắn liền vội vàng nói, ra ra, các ngươi làm sao tới nơi này? Các ngươi hay là trước đến gió vệ trong doanh trại đi thôi. Trình Đại Hổ ngược lại là cười nói, Thần Phong, yên tâm đi. Những ngày qua mình oát con vô dụng, bọn họ là tuyệt đối không phá ra được Hắc Vân phòng ngự trận, khiến những này lão gia tử lưu lại nhìn xem siếc ảo thuật cũng là có thể. Diệp Thần Phong là bất đắc dĩ lắc đầu, nếu thiên minh người không làm gì được bọn họ, bọn hắn cũng không làm gì được thiên minh người, ngoài miệng qua đã nghiền ngược lại cũng đúng là không sai. Diệp Thần Phong cũng là tùy theo Trình Đại Hổ rồi. Thiên minh Nghiêm Phi Trần các loại cả đám, bọn hắn nghe được Trình Đại Hổ luôn mãi khiêu khích sau đó bao quát Nghiêm Phi Trần trong lòng cũng mơ hồ sinh sôi xuất phẫn nộ rồi. Hắn nói ra, Bá Luân, ngươi cho ta lui qua một bên, ta cũng không tin tầng trở ngại này vẫn có thể ngăn trở ta đường đường thần cấp trung kỳ linh hồn lực công kích. Nếu như Diệt Thiên Minh có như vậy phòng vệ biện pháp, lúc trước Diệt Thiên Minh cũng sẽ không bị chúng ta một lần quét ngang. Theo Nghiêm Phi Trần này phòng ngự trận là Lâm Khang Thắng các loại Diệt Thiên Minh người làm ra, hắn không tin Diệp Thần Phong một cái chỉ là tông cấp đỉnh phong linh hồn lực người, hắn có thể làm ra cường hãn như vậy phòng ngự đến. Đang nhìn đến Nghiêm Phi Trần yếu tự mình ra tay sau đó Nghiêm Thiên Giác cùng Chu Bá Luân đám người, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong đám người ánh mắt lập tức tràn đầy thương hại, bọn hắn biết Nghiêm Phi Trần là phẫn nộ rồi, mà Nghiêm Phi Trần dĩ vãng tức giận số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần phẫn nộ Nghiêm Phi Trần đều phải lấy tiên huyết đến bình tức tâm tình của chính mình. Nếu Lâm Khang Thắng nguyện ý làm con rùa đen rút đầu, như vậy hôm nay người ở chỗ này một cái không lưu, đây là các ngươi tự tìm. Nghiêm Phi Trần ngữ khí âm trầm nói. Tại Nghiêm Phi Trần tiếng nói hạ xuống xong, Nghiêm Phi Trần bốn phía không có dấu hiệu nào thổi lên một trận gió giật, đem trên mặt đất bùn đất cùng cho bụi là thổi đến mức đầy trời đều là. Nhất cổ cực kỳ cường hãn thật khí thế xuyên thấu qua lồng ánh sáng màu trắng, để Diệp Thần Phong bọn người trên thân áp lực đột nhiên gia tăng mãnh liệt, đặc biệt là Dư Nam Được Mùa cùng Diệp Trấn Hồng các loại một đám lão gia tử, sắc mặt của bọn họ bỗng nhiên thảm biến thành màu trắng. Diệp Thần Phong lập tức nói ra, Minh Hiên, chúng ta đồng thời tăng lên linh hồn lực để ngăn cản Nghiêm Phi Trần giật tiến vào linh hồn lực. Nói xong, Diệp Thần Phong, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người. Bọn hắn dồn dập đem trong cơ thể linh hồn lực để được đưa lên, này làm cho đứng sau lưng bọn họ một đám lão gia tử trên người áp lực đột nhiên giảm bớt, đồng dạng một cái chúng lão gia tử tại cảm nhận được Nghiêm Phi Trần thực lực sau, bọn hắn cũng bắt đầu chậm rãi đã minh bạch thiên minh mạnh mẽ. Nghiêm Phi Trần bén nhọn con ngươi là nhìn xem Diệp Thần Phong đám người, bị hắn đạp ở dưới chân mặt đất, bởi không chịu nổi gánh nặng, dĩ nhiên răng rắc, vỡ nứt ra. Hắn khí thế trên người không ngừng tăng vọt, thẳng đến mỗ trong nháy mắt, hắn đột nhiên vung ra nắm tay phải, hắn một quyền này phảng phất là tử thần quyền, dường như muốn đem thiên địa đều hủy diệt bình thường. Một tiếng. Tại Nghiêm Phi Trần quả đấm cùng lồng ánh sáng màu trắng tiếp xúc nháy mắt, này từ đầu đến cuối không có bất cứ rung động gì lồng ánh sáng màu trắng, dĩ nhiên nhấc lên một tầng lại một tầng gợn sóng đến, này làm cho Diệp Thần Phong đám người con mắt ngưng lại. Ánh mắt triệt để trở nên ngưng trọng lên, này thần cấp trung kỳ cao thủ thực lực quả nhiên không cho xem thường. Nghiêm Phi Trần đang nhìn đến lồng ánh sáng màu trắng thượng xuất hiện gợn sóng sau đó hắn khác một nắm đấm cũng lập tức phun ra ngoài, hắn muốn một hơi đem này Hắc Vân phòng ngự trận phá tan, hắn đã không có kiên nhẫn, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong bọn hắn loại hành vi này, này hoàn toàn là xúc phạm vào hắn uy nghiêm. Chương 1082, cực hạn tăng lên thuật. Phong vệ doanh thao luyện trên sân. Ngoại trừ Diệp Thần Phong bọn người ở tại phong vệ doanh cửa vào ở ngoài, những người còn lại đều tụ tập ở thao luyện trên sân,
đang thao luyện chàng đằng trước nhất có một khối to lớn tinh thể lỏng màn. Lúc này, tinh thể lỏng màn trong hình ảnh rõ ràng là phong vệ doanh cửa ra vào cảnh tượng. Thần cấp sơ kỳ thực lực Lâm Khang Thắng, hắn một bên không ngừng đem linh hồn lực đưa vào tám cái trong mắt trận, một vừa nhìn tinh thể lỏng màn trong hình ảnh, múa máy tại Nghiêm Thiên Giác cùng đế cấp cường giả đỉnh cao Chu Bá Luân oanh kích lồng ánh sáng màu trắng thời điểm, Lâm Khang Thắng không có cảm giác đến bất kỳ một tia áp lực. Nhưng khi Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần sử xuất toàn lực oanh kích lồng ánh sáng màu trắng thời điểm, Lâm Khang Thắng nhất thời cảm giác thao luyện trên sân tám cái mắt trận có cùng yếu vỡ vụn xu thế, thế là, hắn trước tiên gia tăng linh hồn lực đưa vào, hắn đem người bên trong thần cấp sơ kỳ linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, liều lĩnh đem những linh hồn này lực một mạch đưa vào tám cái trong mắt trận, này mới ngưng được tám cái mắt trận vỡ vụn xu thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vì duy trì hắc vẫn phòng ngự trận không bị công phá, Lâm Khang Thắng trong nháy mắt tiêu hao trong cơ thể một nửa linh hồn lực, bởi vậy có thể thấy được Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần công kích nhưng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Phong vệ doanh cửa vào. Tại Nghiêm Phi Trần quyền thứ nhất làm cho lồng ánh sáng màu trắng sản sinh gợn sóng sau đó Nghiêm Thiên Giác đám người trên mặt là lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạn, mà Diệp Thần Phong lông mày của bọn họ là càng nhăn càng chặt rồi. Làm Nghiêm Phi Trần vung ra quyền thứ hai thời điểm, Diệp Thần Phong bọn hắn thậm chí là nín thở, nhưng là làm Nghiêm Phi Trần cho rằng này quyền thứ hai đi xuống, hắn nhất định có thể đem này trở ngại phá vỡ thời điểm, ai biết này lồng ánh sáng màu trắng cứng rắn trình độ gia tăng rồi. Trên màn hào quang gợn sóng trong nháy mắt biến mất rồi, Nghiêm Phi Trần quyền thứ hai không có cho lồng ánh sáng màu trắng sản sinh bất kỳ tính thực chất thương tổn. Này quật, là Lâm Khang Thắng liều lĩnh đưa vào linh hồn lực hiệu quả. Tại thấy cảnh này sau, Diệp Thần Phong đám người cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thần Phong cười nói Thiên Minh Minh chủ cũng không gì hơn cái này đi. Xem ra ngươi hôm nay không cách nào tàn sát của ta phong vệ doanh rồi. Trình Đại Hổ cũng ở một bên hăng hái, nói ra, đúng rồi. Chính là, trả Thiên Minh Minh chủ đây, ta xem hắn liền một con chó cũng không bằng. Nghe được Trình Đại Hổ đem hắn tỉ dụ thành chó, này làm cho Nghiêm Phi Trần là nộ khí trùng thiên rồi. Bên trong thân thể của hắn lệ khí không ngừng tăng cường, trong tròng mắt bị giết chóc huyết hồng sắc cho tràn ngập, song quyền lần thứ hai oanh kích lồng ánh sáng màu trắng, đáng tiếc là phóng túng khiến Nghiêm Phi Trần sử xuất toàn lực rồi, hắn vẫn là không cách nào đem này lồng ánh sáng màu trắng phá tan, bây giờ này lồng ánh sáng màu trắng thượng liền một điểm gợn sóng cũng nhấc không lên đến rồi. Tuy rằng lồng ánh sáng màu trắng là ổn định lại, thế nhưng đứng ở Diệp Thần Phong phía sau bọn họ dư năm được mùa các loại một đám lão gia tử vẫn bị sợ đến quá chừng. Phải biết lúc trước Diệp Thần Phong thí nghiệm này hắc vẫn phòng ngự trận thời điểm, nhưng là liền đạn pháo đều không thể để lồng ánh sáng màu trắng sản sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng múa máy Nghiêm Phi Trần công kích lại làm cho lồng ánh sáng màu trắng sinh ra gợn sóng. Này không liền nói rõ Nghiêm Phi Trần một quyền kia power so với đạn pháo đều phải cường hãn hơn sao? Này làm cho một đám lão gia tử là không ngừng nuốt nước miếng, hôm nay Minh Minh chủ thực lực so với bọn họ tưởng tượng mạnh hơn vô số lần. Mà đứng sau lưng Nghiêm Phi Trần Nghiêm Thiên Giác cùng Chu Bá Luân đám người, bọn hắn đã sớm là từng cái bị dại ra, phải biết Nghiêm Phi Trần nhưng là đường đường chính chính thần cấp trung kỳ cường giả. Nói cách khác, tại Nghiêm Thiên Giác đám người xem ra Nghiêm Phi Trần bây giờ trên thế giới này thực lực mạnh nhất khổ một người. Này lồng ánh sáng màu trắng thậm chí ngay cả Nghiêm Phi Trần cũng không cách nào phá tan, này ngược lại là để Nghiêm Phi Trần bọn người không thể tiếp thụ được. Nghiêm Phi Trần mắt thấy chính mình không cách nào phá mở lồng ánh sáng màu trắng, hắn đột nhiên đình chỉ oanh kích, mục sở, nhìn hướng Chu Bá Luân các loại ba tên đế cấp cường giả, nói ra ta hiện tại yếu thi triển cực hạn tăng lên thuật, ba người các ngươi giúp ta một tay. Tại Nghiêm Phi Trần nói ra cực hạn tăng lên thuật mấy chữ này thời điểm, Chu Bá Luân, Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa ba người này, bọn hắn sắc mặt dồn dập biến đổi, phải biết này cực hạn tăng lên thuật là Nghiêm Phi Trần chính mình nghiên cứu ra, yêu cầu ba tên đế cấp cường giả phụ trợ, này Nghiêm Phi Trần có thể trong khoảng thời gian ngắn tạm thời đột phá đến thần cấp đỉnh phong thực lực, duy trì thời gian vì một giờ. Đương nhiên, này cực hạn tăng lên thuật cũng là có tác dụng phụ, chính là Chu Bá Luân các loại ba tên đế cấp cường giả đem linh hồn lực rót vào đến Nghiêm Phi Trần trong cơ thể sau. Ba người bọn hắn thực lực hội tạm thời lùi tới cấp 10 linh hồn lực tầng thứ, yêu cầu thời gian 10 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, mà Nghiêm Phi Trần tại cực hạn tăng lên thuật hiệu quả lấy đi sau đó thực lực của hắn cũng sẽ tạm thời lùi đến thần cấp sơ hướng tầng thứ,
yêu cầu 5-6 ngày mới có thể khôi phục thực lực. Chu Bá Luân, Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa ba người này, bọn họ là không dám vi phạm Nghiêm Phi Trần ý tứ, bọn hắn đi tới Nghiêm Phi Trần sau lưng, từng người duỗi ra một cái tay đặt tại Nghiêm Phi Trần sau lưng, ba người đồng thời đem trong cơ thể đế cấp linh hồn lực đề được đưa lên, đột nhiên đem linh hồn lực rót vào đã đến Nghiêm Phi Trần trong cơ thể. Một bên Nghiêm Thiên Giác thấy cảnh này sau, hắn cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, lúc này các ngươi thật sự chết chắc rồi, ngươi chờ ta tự tay bóp nát đầu ngươi đi. Các ngươi nơi này những người còn lại đều sắp trở thành cha ta dưới tay vong hồn. Tại ba cỗ đế cấp linh hồn lực hướng vào trong người sau đó Nghiêm Phi Trần trong cổ họng là quát nhẹ một tiếng, trong cơ thể hắn thần cấp linh hồn lực không ngừng hấp thu ba cỗ đế cấp linh hồn lực, hắn khí thế trên người đột nhiên lại tăng trưởng thêm lên. Diệp Thần Phong khi nghe đến Nghiêm Thiên Giác lời nói, cùng với nhìn thấy Nghiêm Phi Trần trên người khí thế biến hóa, trong lòng của hắn một cái lạc cắn, hắn lập tức nói ra, mọi người chúng ta lập tức trở về đến thao luyện trên sân đi. Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di mấy người cũng không ngu xuẩn, bọn hắn cũng cảm thấy Nghiêm Phi Trần linh hồn lực đang không ngừng tăng lên, bọn hắn không chút do dự nào đi theo Diệp Thần Phong hướng về phong vệ doanh thao luyện chàng bên trên đi tới rồi. Mà dư năm được mùa các loại một đám lão gia tử cũng đi theo Diệp Thần Phong sau lưng của bọn họ. Tại Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đám người múa máy đi tới thao luyện trên sân thời điểm, phong vệ doanh cửa vào, Nghiêm Phi Trần khí thế trên người tăng lên dữ dội đã đến một cái cực điểm, mà phía sau hắn ba tên đế cấp cường giả, sắc mặt của bọn họ có vẻ hơi trắng xanh, từng cái thân thể có vẻ lảo đảo. Nghiêm Phi Trần thực lực là hoàn toàn khóa nhập thần cấp đỉnh phong. Hắn không chút do dự nào lần nữa hướng về màu trắng sáng người cháo triển khai công kích, ầm. Một tiếng, lúc này, làm Nghiêm Phi Trần quả đấm đánh vào lồng ánh sáng màu trắng thượng thời điểm, trước mặt lồng ánh sáng màu trắng trở nên cực kỳ không ổn định lên, có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bại rách nát cảm giác. Mà phong vệ doanh thao luyện trên sân, Diệp Thần Phong đám người thông qua tinh thể lỏng màn nhìn xem cửa ra vào hình ảnh, này để cho bọn họ là càng thêm lo lắng. Một bên đem linh hồn lực không ngừng đưa vào tám cái trong mắt trận Lâm Khang Thắng, hắn màu máu trên mặt phảng phất được rút khô như thế, trong miệng hắn chật vật, nói ra, Thần Phong, ta nhanh không kiên trì nổi, ta xem tiếp tục như vậy không tốn thời gian dài, Nghiêm Phi Trần liền có thể triệt để công phá này hắc vẫn phòng ngự trận rồi. Diệp Thần Phong lập tức đi tới Lâm Khang Thắng trên người bên, hiện tại Lâm Khang Thắng trong cơ thể linh hồn lực là tiêu hao không sai biệt lắm. Nhất định muốn cho Lâm Khang Thắng không ngừng bổ sung linh hồn lực, này hắc vẫn phòng ngự trận mới có thể tiếp tục duy trì, cho nên, Diệp Thần Phong đồng dạng là đưa bàn tay đặt tại Lâm Khang Thắng sau lưng, đem trong cơ thể hắn linh hồn lực không ngừng nhắc đến cung cấp Lâm Khang Thắng, dùng này đến để Lâm Khang Thắng đưa vào 8 cái trong mắt trận linh hồn lực không gián đoạn. Tại Diệp Nhẫn Phong đem linh hồn lực cung cấp cho Lâm Khang Thắng sau, Lâm Khang Thắng trên mặt cuối cùng là khôi phục một ít màu máu rồi. Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người thấy thế, Thẩm Minh Hiên đưa bàn tay kề sát ở Diệp Thần Phong sau lưng thượng, Lâm Hân Di đưa bàn tay kề sát ở Thẩm Minh Hiên sau lưng thượng, Trình Đại Hổ đưa bàn tay kề sát ở Lâm Hân Di sau lưng thượng. Cứ thế mà suy ra, bọn hắn không ngừng đem linh hồn lực một tên tiếp theo một tên hướng về Lâm Khang Thắng trong cơ thể rót vào. Cuối cùng phàm là đang thao luyện trên sân linh hồn lực cao thủ. Bọn hắn đều sẽ linh hồn lực hướng về Lâm Khang Thắng trong cơ thể thâu nhập, như vậy chẳng khác gì là phong vệ doanh tất cả mọi người cộng đồng đối kháng Nghiêm Phi Trần rồi. Tại phong vệ doanh cửa ra vào Nghiêm Phi Trần, hắn khởi điểm tại sắp phá tan lồng ánh sáng màu trắng sau, theo Diệp Thần Phong đám người linh hồn lực rót vào, lồng ánh sáng màu trắng cường độ một lần nữa gia tăng rồi, này làm cho Nghiêm Phi Trần lông mày là hoàn toàn nhíu lại, tiếp tục như vậy, cho dù hắn sử dụng cực hạn tăng lên thuật, chỉ sợ cũng không cách nào phá mở này lồng ánh sáng màu trắng được rồi. Một bên Nghiêm Thiên Giác cùng Chu Bá Luân đám người, bọn hắn vốn cho là thể lực sau khi tăng lên Nghiêm Phi Trần hẳn có thể ung dung phá tan này lồng ánh sáng màu trắng, nhưng hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ một lần nữa tính toán sai lầm. Chương 1083, ta chờ các ngươi. Lấy phong vệ doanh bên trong hết thảy linh hồn Rikumu tay đến đối kháng thực lực trong thời gian ngắn đột phá đến thần cấp đỉnh phong Nghiêm Phi Trần, nếu như đơn riêng chỉ là đối kháng chính diện lời nói, e sợ Diệp Thần Phong cùng Lâm Khang Thắng đám người căn bản không phải Nghiêm Phi Trần đối thủ, nhưng đem linh hồn lực đưa vào 8 cái trong mắt trận sau, như vậy là có thể thật to tăng lên sức mạnh, cho nên tập hợp Diệp Thần Phong cùng Lâm Khang Thắng tất cả mọi người linh hồn lực,
bọn họ là có thể làm cho Hắc Vẫn phòng ngự trận tạm thời không bị Nghiêm Phi Trần công phá. Phòng vệ doanh cửa vào. Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần, hắn thấy công kích của mình lần nữa mất đi hiệu quả, sau đó lời này hắn lửa giận trong lòng là triệt để bắt đầu cháy rừng rực, lần này hắn liền cực hạn tăng lên thuật đều thi triển ra, hắn lại còn là không làm gì được rồi Diệp Thần Phong cùng Lâm Khang thắng đám người, này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu hiện thực này. Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần trong cổ họng bạo quát một tiếng, nắm chặt song quyền thượng là nổi gân xanh, tay phải của hắn ngón tay đột nhiên điểm vào trên người mình nhiều chỗ huyệt vị trong, phốc một tiếng, Nghiêm Phi Trần trong cổ họng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, bất quá, hắn khí thế trên người nhưng lại lần nữa để được đưa lên, mơ hồ có cùng yếu vượt qua thần cấp tầng thứ tột cùng cảm giác. Lúc này, Nghiêm Phi Trần là hoàn toàn bất cứ giá nào, hắn lợi dụng kích thích trên thân thể mấy cái đại huyệt vị, đem trong cơ thể ẩn giấu tiềm năng toàn bộ kích phát ra, bất quá, chuyện này đối với Nghiêm Phi Trần thân thể có phi thường thương tổn nghiêm trọng, lại tăng thêm Nghiêm Phi Trần múa máy thi triển cực hạn tăng lên thuật, e sợ sau Nghiêm Phi Trần muốn khôi phục lại thì ra là thực lực, trong này thời gian đều sẽ kéo dài không ít. Thế nhưng, Nghiêm Phi Trần không cố được nhiều như vậy, nguyên bản hắn lấy vì lần này có thể dễ dàng đem Lâm Khang thắng đám người lùng bắt ở, nhưng kết quả đây. Bọn hắn những người này thậm chí ngay cả phòng vệ doanh cửa vào cũng không đi vào được, này là bực nào trào phúng. Này làm cho Nghiêm Phi Trần như thế kiêu ngạo người gần như điên cuồng lên. Xé tan, xé kéo, xé tan, một. Nghiêm Phi Trần y phục trên người được linh hồn lực cho no đến mức vỡ nứt ra, này làm cho một bên Nghiêm Thiên Giác cùng Chu Bá Luân đám người trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Nghiêm Phi Trần như thế không kìm chế được nỗi nòng thời điểm. Này Nghiêm Phi Trần trên người cực hạn linh hồn lực, để Nghiêm Thiên Giác dưới chân bọn họ bước chân là không ngừng lùi về sau, bên trong thân thể là từng đợt huyết khí dâng lên. Nghiêm Phi Trần trên người được một tầng thật mỏng quang vụ cho bao phủ lại rồi, cực kỳ cường hãn linh hồn lực từ trong thân thể của hắn phân tán ra ngoài, hắn hai cái lông mày thật chặt vặn lại với nhau. Lần nữa vung quyển oanh kích lên trước mặt lồng ánh sáng màu trắng. Ầm, 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 một trong không khí hỏi tiếng vang là không dứt bên tai. Tại Nghiêm Phi Trần thực lực gần như yếu vượt qua thần cấp đỉnh phong sau, lồng ánh sáng màu trắng lần thứ hai trở nên không ổn định lên, này Nghiêm Phi Trần quả đấm phảng phất lúc nào cũng có thể xuyên qua này lồng ánh sáng màu trắng rồi. Phòng vệ doanh trong thao luyện trên sân. Theo Nghiêm Phi Trần thực lực lần thứ hai tăng vọt, ở đây hết thảy hướng về Lâm Khang thắng trong cơ thể đưa vào linh hồn lực người, sắc mặt của bọn họ dồn dập trắng bệch, nhìn xem tinh thể lỏng màn bên trong lúc nào cũng có thể bị phá ra lồng ánh sáng màu trắng. Một bên Dư Nam được mùa cùng Diệp Trấn Hồng các loại lão gia tử bắt đầu lo lắng, nếu để cho Nghiêm Phi Trần xông vào gió này vệ doanh lời nói, e sợ hôm nay phong vệ doanh bên trong không có bất cứ người nào có thể sống sót rồi. Diệp Thần Phong đem linh hồn lực một bên rót vào cho Lâm Khang thắng, hắn cũng tương tự ở một bên chú ý này tám cái mắt trận biến hóa, tại Nghiêm Phi Trần thực lực lần thứ hai tăng lên điên cuồng sau đó này Hắc Vẫn phòng ngự trận tám cái mắt trận lại bắt đầu trở nên lảo đảo lên, một khi này tám cái mắt trận bị phá hỏng, cái này Hắc Vẫn phòng ngự trận là triệt để vô dụng. Mọi người cho ta đồng tâm hiệp lực, nếu như này Hắc Vẫn phòng ngự trận phá hủy, chúng ta người nơi này có thể sống sót tỷ lệ hầu như là số 0. Diệp Thần Phong trong cổ họng la lớn, tuy rằng trong cơ thể hắn linh hồn lực tiêu hao vô cùng lớn, thế nhưng hắn quát mệnh, liều lĩnh lần nữa nghiền ép bên trong thân thể linh hồn lực, này cho thân thể của hắn đã tạo thành cực kỳ nghiêm trọng gánh nặng, thậm chí khóe miệng của hắn đều tràn ra tiên huyết đến rồi. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong liều mạng hành vi sau đó gió trong vệ đội còn lại thành viên, bọn hắn đương nhiên là theo sát Diệp Thần Phong bước tiến được rồi, từng cái liều mạng hướng về Lâm Khang thắng quán chú linh hồn lực. Này làm cho phòng vệ doanh cửa ra vào lồng ánh sáng màu trắng lần nữa trở nên thâm hậu lên, này lặp đi lặp lại nhiều lần biến hóa, để Nghiêm Phi Trần kiên trì là tiêu ma không còn chút nào. Lần sau hắn duy trì thần cấp đỉnh phong linh hồn lực thời gian vô cùng có hạn, một khi hiệu quả mất đi, như vậy ngược lại bọn hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm rồi. Diệp Thần Phong, Lâm Khang thắng, các ngươi trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15. Nghiêm Phi Trần trong miệng điên cuồng rít gào. Song quyền lần nữa đánh vào trước mặt lồng ánh sáng màu trắng thượng. Phòng vệ doanh thao luyện trên sân mọi người,
bọn hắn tại thông qua tinh thể lỏng màn nhìn thấy Nghiêm Phi Trần gần như điên cuồng song quyền, sau đó bọn họ là lần nữa không ngừng nghiền ép bên trong thân thể linh hồn lực, tại Nghiêm Phi Trần song quyền cùng lồng ánh sáng màu trắng đụng vào ta cái kia. Phốc, 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 tiểu. Phàm là tại đem linh hồn lực đưa vào Lâm Khang Thắng trong cơ thể người, bọn hắn trong miệng không hẹn mà cùng phun suốt một ngụm máu tươi đến, hình ảnh này là cực kỳ đồ sộ. Thân thể của bọn họ mỗi một người đều trở nên lung la lung lay lên, bao quát Diệp Thần Phong đám người. Phong vệ doanh cửa ra vào màu trắng giết cháo nổi lên một trận gợn sóng, sau đó tại Diệp Thần Phong đám người liều mạng nỗ lực, lại từ từ khôi phục yên tĩnh, cái này Nghiêm Phi Trần là tức giận ngực kịch liệt phập phồng. Nghiêm Phi Trần nhìn xem phía trước mặt vững vững vàng vàng lồng ánh sáng màu trắng, hắn tuy rằng trong lòng còn muốn hao tổn nữa. Nhưng hắn biết tiếp tục lưu lại nơi này là phi thường không lựa chọn sáng suốt, một khi cực hạn tăng lên thuật hiệu quả biến mất, mà ba tên đế cấp cường giả hay bởi vì giúp hắn thi triển cực hạn tăng lên thuật, ba người bọn họ thực lực toàn bộ tạm thời lùi tới cấp 10 linh hồn lực tầng thứ, đến lúc đó tình cảnh của bọn họ đem hội trở nên vô cùng nguy hiểm. Nghiêm Phi Trần ngược lại cũng đúng là một cái phi thường quả quyết người, hắn hít sâu một hơi, hướng về phong vệ doanh bên trong quát. Các ngươi diệt thiên minh minh chủ thẩm kinh vũ tại trên tay của ta, các ngươi lần này có thể tránh thoát một kiếp thì lại làm sao? Ta trên trời minh tổng bộ chờ các ngươi chính mình đi tìm cái chết, ta chỉ cho các ngươi thời gian 6 tháng, nếu như trong vòng 6 tháng các ngươi chưa từng xuất hiện trên trời minh tổng bộ lời nói, như vậy các ngươi đem sẽ thấy thẩm kinh vũ đầu lâu, đến cho chúng ta thiên minh tổng bộ ở nơi nào. Các ngươi tự chầm chầm tìm đi, các ngươi đã muốn chơi. Như vậy chúng ta liền đến chơi cái này 6 tháng trò chơi. Nói xong, Nghiêm Phi Trần rồi hướng Nghiêm Thiên Giác đám người, nói ra, ta trước tiên tạm thời rời đi, sau đó tình huống e sợ hội gây bất lợi cho chúng ta rồi. Nghiêm Thiên Giác đầy mặt không liếc nhìn gió doanh sau, hắn là đi sát Nghiêm Phi Trần phía sau, về phần Chu Bá Luân các loại ba tên đế cấp cường giả, bọn hắn đối với hiện nay tính thế cũng hiểu rõ vô cùng. Huống hồ bọn hắn thực lực hôm nay tạm thời lùi tới cấp 10 linh hồn lực rồi, bọn hắn cũng phi thường tán thành Nghiêm Phi Trần quyết định. Phong vệ doanh thao luyện trên sân Diệp Thần Phong các loại cả đám, bọn hắn thông qua tinh thể lỏng màn nhìn thấy Nghiêm Phi Trần đám người rời khỏi, sau đó bọn hắn lại tiếp tục đợi 5-6 phút, đang xác định không có bất kỳ tình huống dị thường dưới, Diệp Thần Phong nói ra, mọi người có thể mang linh hồn lực thu lại. Tại đem linh hồn lực thu lại trong nháy mắt, tất cả mọi người lập tức đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất, đồng thời thao luyện trên sân 8 cái mắt trận lần lượt bạo liệt ra, đem toàn bộ phong vệ doanh bao phủ lại bạch sắc quang, cháo bỗng nhiên biến mất rồi. Diệp Thần Phong cùng Lâm Khang Thắng đám người, trong thân thể của bọn họ hoàn toàn là thoát lực, trong cơ thể linh hồn, lực là nghiêm trọng tiêu hao hơi quá, hiện tại hẳn là coi như là một người bình thường cũng có thể đem Diệp Thần Phong bọn hắn dễ như ăn cháo giết chết. Nếu như này Nghiêm Phi Trần bọn hắn không hề rời đi, bọn hắn cũng còn là có thể quét ngang gió này vệ doanh, Diệp Thần Phong bọn hắn cũng chỉ là cung dương hết đà rồi. Dư Năm Được Mùa cùng Diệp Trấn Hồng các loại một đám lão gia tử, bọn hắn nhìn xem phía trước mặt lần này cảnh tượng, bọn hắn phía sau lưng quần áo đã sớm là ướt đẫm, bọn hắn lần này cuối cùng là chân chính lãnh hội đã đến thiên minh độ nguy hiểm, từng cái ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Đặt mông co quắp ngồi ở trên mặt đất gió về đội thành viên, bọn hắn cũng lần lượt đã trầm mặc, lần này thiên minh minh chủ Nghiêm Phi Trần chủ động công kích, này để cho bọn họ đã minh bạch cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Nếu không có này Hắc Vẫn phòng ngự trận tại, bọn hắn tuyệt đối chỉ có bị giết chết phần. Chương 1084, vẫn cứ chiếu kế hoạch làm việc. Ngồi liệt tại Diệp Thần Phong bên cạnh Thẩm Minh Hiên. Hắn là đem vừa mới bắt đầu ngày mới minh minh chủ Nghiêm Phi Trần lời nói một chữ không lầm đều nghe thấy được, 10 ngón tay của hắn là dùng sức lâm vào trong bùn đất, làm cho trên đầu ngón tay da thịt đều bị nát phá, từng tia máu tươi từ Thẩm Minh Hiên 10 ngón trên đầu ngón tay chảy ra, chính là tay đứt ruột sót, nhưng Thẩm Minh Hiên trên mặt lại bị nôn nóng cảm xúc cho lấp đầy. Thẩm Minh Hiên hai tay chống địa, hắn muốn từ mặt đất đứng lên, đáng tiếc là sức mạnh trong cơ thể tiêu hao không còn chút nào. Hắn này cùng hành vi chẳng khác gì là uổng công vô ích, lần nữa nghe được cha của hắn được thiên minh người bắt được, này làm cho tâm tình của hắn không cách nào bình tĩnh, trong lòng của hắn có cùng cực kỳ ý niệm mãnh liệt, hắn muốn lập tức đem cha của hắn Thẩm Kinh Vũ cho cứu ra, hắn không muốn cha của mình trên trời minh trong tay chịu khổ.
Diệp Thần Phong bên trong thân thể đồng dạng là không sử dụng ra được sức mạnh đến, hắn nhìn xem tâm tình hơi không khống chế được Thẩm Minh Hiên, hắn chỉ có thể mở miệng nói ra, Minh Hiên, ngươi cho ta bình tĩnh một điểm, bằng ngươi tình huống bây giờ cứu được Trầm Minh Chủ sao? Hiện tại ngươi không phải là tức giận thời điểm, tối thiểu Trầm Minh Chủ tại về sau trong vòng 6 tháng không có nguy hiểm đến tính mạng, trong 6 tháng này ta sẽ cùng đi với ngươi một chuyến Thiên Minh Tổng Bộ, ta bảo đảm sẽ không để cho Trầm Minh Chủ có chuyện. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại hỏi mặt khác một bên Lâm Khang Thắng, Dừng Phó Minh Chủ, người có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Thiên Minh Tổng Bộ cụ thể vị nam điều tra ra được sao? Lâm Khang Thắng cười khổ lắc lắc đầu, nói ra Thiên Minh Tổng Bộ cũng chính là Nghiêm Phi Trần chỗ ở một tòa đế đảo, muốn chuẩn xác không có sai sót biết đế đảo, đây là một chuyện vô cùng khó khăn, bất quá, ta nghe nói Thiên Minh 10 tôn bên trong hai vị trí đầu Thiên Tôn cùng Ma Tôn. Tại trong tay bọn họ nắm giữ hai tấm bản đồ, còn có Thiên Minh Ngũ Thánh trong tay cũng phân biệt nắm giữ một tờ bản đồ. Chỉ cần đem này 7 tấm bản đồ cho tập hợp, chúng ta là có thể chính xác tìm tới 3 tòa đế đảo, mà Thiên Minh 3 tên đế cấp trong tay cường giả cũng phân biệt nắm giữ một tờ bản đồ. Chỉ cần đem này 3 tấm bản đồ cho tập hợp tốt, chúng ta là có thể tìm tới Thiên Minh Tổng Bộ thần đảo rồi. Nói cách khác, muốn tìm được Thiên Minh Tổng Bộ, chúng ta nhất định muốn trước tiên giải quyết xong Thiên Minh 10 tôn, Ngũ Thánh cùng Tam Đế. Trong vòng 6 tháng yếu chủ động xuất kích giải quyết 10 tôn, Ngũ Thánh cùng Tam Đế, đây đối với Diệp Thần Phong bọn hắn tới nói là phi thường khó khăn, lại nói lần này bọn họ là lợi dụng Hắc Vẫn phòng ngự trận, bọn hắn mới tránh thoát tai nạn này, nếu như chủ động xuất kích lời nói, này Hắc Vẫn phòng ngự trận liền phái không hơn chỗ dùng. Thế nhưng Diệp Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ trên trời minh trên tay, Diệp Thần Phong có thể không thèm quan tâm Thẩm Kinh Vũ chết sống sao? Này liền không thể không để Diệp Thần Phong lần nữa kiên trì lên. Vậy chúng ta chỉ cần vẫn cứ dựa theo lão kế hoạch làm việc là tốt rồi, trước đem Thiên Minh 10 tôn giải quyết xong lại nói. Diệp Thần Phong bọn hắn trước kia chế định kế hoạch chính là từng cái đánh tan, hiện tại nếu Nghiêm Phi Trần đưa ra 6 cái. Nguyệt kỳ hạn sau đó này cũng chỉ có thể đủ đem kế hoạch sớm tiến hành rồi. Nghe được Diệp Thần Phong nói sau, Thẩm Minh Hiên này mới chậm rãi bình tĩnh lại, mà Diệp Thần Phong bên trong cơ thể của bọn họ cũng bắt đầu khôi phục một ít linh hồn lực rồi, bọn hắn chỉ ít có thể từ dưới đất đứng lên chính mình đi lại rồi. Diệp Thần Tất đối với người ở chỗ này, nói ra, mọi người đi nghỉ trước đi. Ta trước đêm này Hắc Vẫn phòng ngự trận 8 cái mắt trận tu bổ một cái. Phòng ngừa lấy hậu Thiên Minh công kích lần nữa. Thao luyện trên sân gió vệ đội thành viên, bọn hắn nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, bọn hắn lúc này mới từng cái rời khỏi thao luyện tràng, trải qua múa máy linh hồn lực cực hạn tiêu hao, bọn hắn xác thực cần muốn hảo hảo điều dưỡng thượng vài ngày thời gian rồi. Tại Lâm Khang Thắng mấy người cũng lần lượt rời đi thao luyện tràng sau đó thao luyện trên sân chỉ còn dư lại Diệp Trấn Hồng các loại một đám lão gia tử. Cùng với Tôn Mỹ Cầm cùng Vũ Hiểu Phỉ các loại nữ nhân. Nhìn xem Diệp Thần Phong đang thao luyện trên sân tu bổ Hắc Vẫn phòng ngự trận mắt trận, Diệp lão gia tử cau mày, nói ra, Thần Phong, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Thân thể của ngươi cũng sẽ mệt mỏi đổ. Mẫu thân của Diệp Thần Phong Vũ Mỹ Cầm là trực tiếp đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, ngăn trở Diệp Thần Phong tiếp tục tu bổ mắt trận, nói ra, Thần Phong, mẹ không muốn nhìn thấy ngươi mệt mỏi như vậy rồi. Bằng không chúng ta tìm một không ai biết địa phương bắt đầu ẩn cư đi. Vũ Hiểu Phỉ cùng Trần Tư Vũ các loại chúng nữ cũng mong đợi nhìn xem Diệp Thần Phong, các nàng đều đã được kiến thức Thiên Minh cường đại rồi, các nàng không muốn Diệp Thần Phong đi mạo hiểm rồi, các nàng chỉ muốn cùng Diệp Thần Phong mỗi ngày mau mau vui cười sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng Diệp Thần Phong trên người trọng trách đã chọn đi lên, hiện tại hắn thì lại làm sao nói thả xuống là có thể thả xuống. Lại nói nếu để cho Thiên Minh dã tâm thành công, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ là Thiên Minh thiên hạ rồi, đến lúc đó Diệp Thần Phong bọn hắn có thể trốn đến nơi đâu đi. Diệp Thần Phong cũng không muốn qua loại kia giấu đầu lòi đuôi sinh hoạt. Diệp Thần Phong kiên định lắc lắc đầu, nói ra, mẹ, đây là một lần cuối cùng, các tướng Thiên Minh cho diệt trừ sau đó ta bảo đảm hội an định lại, bằng không liền coi như chúng ta trốn đến chân trời góc biển, Thiên Minh người cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dư năm được mùa các loại một đám lão gia tử khi nghe đến Vũ Mỹ Cầm lời nói sau, bọn hắn một viên trái tim lập tức nâng lên, cũng may bây giờ nghe được Diệp Thần Phong kiên định trả lời, này mới khiến bọn hắn lần thứ hai an tâm xuống, nếu như Diệp Thần Phong đều không đi quản Thiên Minh rồi,
như vậy này làm cho Dư lão gia tử đám người thật không biết nên phải làm sao. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thần Phong là duy nhất cứu tinh rồi, muốn đem Thiên Minh diệt trừ cũng chỉ có dựa vào Diệp Thần Phong rồi. Thần Phong, ngươi liền trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi. Hết thảy trọng trách đều đặt ở trên bả vai của ngươi, này để cho chúng ta cũng không dễ chịu a hát. Dư Phong Mưu cũng mở miệng nói ra. Thần Phong, gần nhất 2 năm đúng là khổ cực ngươi rồi, rất nhiều chúng ta không giải quyết được phiền phức, đều là ngươi ra tay giải quyết xong, chúng ta đều dùng ngươi làm vinh a hát. Tinh khí trực sảng Vũ lão gia tử Vũ An Quốc thở dài nói ra. Thần Phong, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta, nhưng ngươi đồng dạng cũng là ta Trắng Hồng Phương Vũ con rể, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Có những gì là chúng ta có thể giúp một tay, ngươi cứ mở miệng. Bạch lão gia tử Trắng Hồng Trách quan tâm nói. Thư, Thần Phong, gia gia ta hy vọng nhất ngươi có thể bình an, nếu con đường này là ngươi tự chọn, như vậy gia gia ta cũng không tiện nói thêm cái gì, những chuyện ngươi làm là có lợi cho toàn thế giới, gia gia ta kỳ thực hẳn là ủng hộ ngươi. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng có phần xoắn quýt nói ra. Cuối cùng, tại mọi người khuyên, Diệp Thần Phong chỉ có thể trước tiên dừng lại nghỉ ngơi một hồi, từ linh hồn xuyên qua đến cái thời đại này về sau, Diệp Thần Phong liền không rảnh rỗi xuống, hắn thật sự muốn mau sớm đem tất cả mọi chuyện xử lý xong, sau đó cùng chúng nữ sinh hoạt chung một chỗ. Tại phong vệ doanh múa máy bình tĩnh lại thời điểm, Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần, Nghiêm Thiên Giác, Chu Bá Luân, Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa 5 người này một bọn hắn đã rời đi phong vệ doanh cực xa rồi, bọn hắn tại một chỗ núi rừng nguyên thủy bên trong ngừng lại. Lúc này, Nghiêm Phi Trần cực hạn tăng lên thuật hiệu quả đã biến mất rồi, thực lực của hắn lùi tới thần cấp sơ bắt nạt, muốn khôi phục thần cấp trung kỳ thực lực, e sợ không có 10 ngày nửa tháng là làm không được rồi. Nghiêm Thiên Giác vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cha của mình Nghiêm Phi Trần chật vật như vậy, trên mặt hắn biểu lộ có phần dữ tợn. Hắn không cam lòng hỏi cha, lẽ nào chúng ta cứ tính như vậy à? Hôm nay chúng ta thật sự là quá oan uổng rồi, ta tuyệt đối không thể thả Diệp Thần Phong cùng Lâm Khang thắng bọn hắn a hát. Nghiêm Phi Trần sắc mặt cũng hết sức khó coi, hắn khoát tay áo một cái, nói ra phong vệ doanh tầng kia trở ngại quá cường hãn, thật không biết bọn hắn là từ đâu làm ra này cùng trở ngại tới. Bây giờ thực lực của ta lùi tới thần cấp sơ kỳ. Mà Bá Luân 3 người bọn họ thực lực lùi tới cấp 10 linh hồn lực tầng thứ, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể đi về trước, đem thực lực trước tiên khôi phục như cũ. Lại nói, hiện tại Thẩm Kinh Vũ tại trên tay của chúng ta dám khẳng định Diệp Thần Phong bọn hắn sẽ không mặc kệ Thẩm Kinh Vũ chết sống, cho nên tại về sau trong vòng 6 tháng, Diệp Thần Phong bọn hắn nhất định sẽ xuất động công kích chúng ta Thiên Minh, đến lúc đó bọn hắn chỗ ỉ lại tầng kia trở ngại liền phái không hơn chỗ dùng. Đế cấp cường giả đỉnh cao Chu Bá Luân cũng phụ họa nói, đúng vậy. Thiếu chủ, chúng ta liền để cho bọn họ chủ động đưa tới cửa, ngươi bây giờ chỉ cần không đoạn tăng cao thực lực là được rồi. Các loại lần nữa nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, trực tiếp đưa hắn cho một chiêu miểu sát, như vậy chẳng phải là càng sảng khoái. Nghe vậy, Nghiêm Thiên Giác gật gật đầu, nói ra, được, ta liền mau chóng đem thực lực tăng lên tới cấp thánh linh hồn lực, các loại lần sau gặp được Diệp Thần Phong thời điểm. Ta muốn khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 1085, hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện. Thiên Hoành Sơn ở vào Hoa Hạ quốc phương Bắc, hôm nay Hoành Sơn đứng lặng khô một chỗ trong khu rừng rậm nguyên thủy, trong đó mãnh thú cùng quý trọng dược liệu là tùy ý có thể thấy được, bình thường hầu như không người nào dám đi vào hôm nay Hoành Sơn, có người nói phàm là đã từng ngày nữa Hoành Sơn thám hiểm người, bình thường đều cũng có tiến không ra. Đi ngang qua Diệt Thiên Minh Phó Minh Chủ Lâm Khang Thắng nhiều lần điều tra, hắn điều tra được tại đây Thiên Hoành Sơn trong, có một Thiên Minh cùng tử thành viên trụ sở huấn luyện, trong đó Thiên Minh thành viên đại đa số tại cấp 10 linh hồn lực đến tông cấp linh hồn lực trong lúc đó. Nguyên bản hôm nay Hoành Sơn hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện là do Thiên Minh Độc Tôn phụ trách, mà ở Độc Tôn sau khi chết, Thiên Minh Dược Tôn Ngô Trác Kỳ thay thế Độc Tôn vị trí, đã trở thành Thiên Minh 10 tôn bên trong thứ 3 tôn cấp cường giả. Thuốc này Tôn Ngô Trác Kỳ đồng dạng là am hiểu các loại dược vật phối chế, lúc trước bởi vì có Độc Tôn vững vàng vượt trên hắn một bậc, khiến hắn một mực không cách nào trên trời minh bên trong bộc lộ tài năng, bây giờ Độc Tôn được Diệp Thần Phong giết đi, thuốc này Tôn Ngô Trác Kỳ cuối cùng là nghênh đón hắn mùa xuân rồi. Diệp Thần Phong nghỉ ngơi 1-2 ngày,
đem người hoàn toàn khôi phục sau đó hắn liền lập tức chạy tới hôm nay Hoành Sơn, nguyên bản Diệp Thiên Minh phó minh chủ Lâm Khang Thắng muốn cùng Diệp Thần Phong cùng đi, bất quá, Diệp Thần Phong lo lắng phong vệ doanh an nguy, hắn đã đem Hắc Vẫn phòng ngự trận mắt trận là tu bổ lại rồi, hắn cố ý muốn cho Lâm Khang Thắng lưu lại, dù sao lần này muốn đối phó cũng chẳng qua chỉ là một gã tôn cấp cường giả đỉnh cao, cuối cùng Lâm Khang Thắng cũng sẽ đồng ý rồi, bất quá. Hắn đồng dạng là để một tên Diệt Thiên Minh tôn cấp đỉnh phong cao thủ cùng Diệp Thần Phong bọn hắn đồng hành. Lần này ngoại trừ có một tên tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim đồng hành ở ngoài, Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn cũng nhất định phải đi theo đi. Lần trước Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đi Hắc Vẫn Quáng Động thời điểm, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn ba người này, bọn hắn đã là không có tham dự. Cho nên lần này bất luận Diệp Thần Phong cùng Lâm Khang Thắng khuyên như thế nào, ba người này là đứng vững lập trường, Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể làm cho bọn hắn đồng thời đi theo rồi. Diệp Thần Phong đám người trên mặt toàn bộ mang theo mặt nạ ra người, ai biết Thiên Minh Thiên Hoành Sơn hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện bên trong người, bọn hắn có thể hay không nhận ra Diệp Thần Phong tướng mạo của bọn hắn. Cho nên vẫn là cẩn thận một ít tuyệt vời. Diệp Linh Chi Phong bọn hắn lại đi tiến rừng rậm nguyên thủy sau, bọn họ là không hẹn mà cùng dừng bước đến, Thẩm Minh Hiên nhìn qua nơi xa xỉ đứng thẳng Thiên Hoành Sơn, hỏi hắn, sáng ngời Phong, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Chúng ta muốn đi vào Thiên Minh cái này cùng tử thành viên trụ sở huấn luyện, trong tay chúng ta là muốn có ngày minh tính chất đặc biệt lệnh bài, bằng không máy móc quét đến trên người chúng ta không có lệnh bài, e sợ toàn bộ cùng tử thành viên trụ sở huấn luyện hội lập tức kéo lên cảnh báo tới. Diệp Thần Phong bọn hắn đương nhiên không thể lỗ mãng nhưng xông vào hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện rồi, ai biết bên trong rốt cuộc là tình huống thế nào. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là Diệp Thần Phong bọn hắn trước tiên lẫn vào trụ sở huấn luyện trong, các loại nắm rõ ràng rồi đại khái tình huống sau, bọn hắn mới có thể quyết định phải hay không trực tiếp động thủ. Diệp Thần Phong trầm ngâm một lát sau, hồi đáp, chỗ này trụ sở huấn luyện người phụ trách không phải Dược Tôn Ngô Trác Kỳ Ma. Ta nghĩ trụ sở huấn luyện bên trong người khẳng định thỉnh thoảng sẽ tới rừng rậm nguyên thủy bên trong đến áp dụng dược liệu, chúng ta chỉ cần đem trên người bọn hắn lệnh bài thu vào trong tay, chúng ta là có thể thuận lợi tiến vào Thiên Minh hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện rồi. Nghe vậy, tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim là tán đồng gật gật đầu, nói ra, Minh Hiên, Diệp Thiếu nói không sai, tại chúng ta không biết Thiên Minh trụ sở huấn luyện bên trong tình huống trước đó, chúng ta không thích hợp vào lúc này đánh rắn động cỏ. Được, cái kia cứ dựa theo Thần Phong ý tứ làm, chúng ta trước tiên ở rừng rậm nguyên thủy bên trong đến nhọn đi một chút, xem có thể hay không gặp phải hạt giống trụ sở huấn luyện bên trong người. Thẩm Minh Hiên cũng đồng ý. Thế là, Diệp Thần Phong bọn hắn dồn dập đem trong cơ thể linh hồn lực phóng thích ra ngoài, lợi dụng linh hồn lực đến cảm ứng chung quanh gió thổi cỏ lay, ước chừng tại hành tẩu sau một tiếng, cảm ứng nhất là bén nhạy Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên dừng bước. Nói ra, phía trước có người đang lại đây, bởi khoảng cách phải vô cùng xa, ta cảm ứng không phải phi thường rõ ràng, bất quá, ta nghĩ hẳn là Thiên Minh hạt giống trụ sở huấn luyện bên trong người, chúng ta trước đem trong cơ thể linh hồn lực ẩn giấu đi lại nói. Tại Diệp Thần Phong dứt tiếng hơn một phút đồng hồ sau, tại trước mặt bọn họ cách đó không xa thình lình xuất hiện minh mông cuồn cuộn chừng 10 người, này chừng 10 người thuần một sắc thực lực đều tại vương cấp linh hồn lực tầng thứ. Trong đó ngoại trừ một người là vương cấp đỉnh phong cao thủ bên ngoài, những người còn lại đều là vương cấp sơ kỳ cao thủ. Này chừng 10 tên vương cấp linh hồn lực Thiên Minh thành viên, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong đám người thời điểm, bọn họ là không tự chủ được ngẩn người, trong đó cầm đầu tên kia vương cấp đỉnh phong cao thủ, cười nói ta vừa vặn lâu không có tại cái này rừng rậm nguyên thủy trong, nhìn thấy có người bình thường dám xông vào rồi, thực sự là một ít không biết sống chết ra hỏa. Cùng với bị dã thú cho giết chết không bằng chúng ta tới đưa bọn hắn đoạn đường. Diệp Thần Phong khi nghe đến tên này vương cấp đỉnh phong cao thủ lời nói sau, hắn không có lập tức vội vã động thủ, hắn lần nữa cảm ứng một thoáng bốn phía, phát hiện tại bốn phía chỉ có này một nhóm người sau, hắn nói ra, không thành vấn đề, chúng ta có thể động thủ, tiết kiệm có những gì bất ngờ phát sinh, bọn hắn bên hông phải là thông hành lệnh bài rồi. Bởi Diệp Thần Phong không có hạ thấp giọng, hắn theo như lời nói là trực tiếp truyền vào cái kia chừng 10 tên Thiên Minh thành viên trong tai, cầm đầu tên kia vương cấp đỉnh đẳng linh hồn lực cao thủ, hắn nhíu nhíu mày, hỏi các ngươi là người nào?
Diệp Thần Phong cười nói, đến giết người của các ngươi. Diệp Thần Phong trong cơ thể tông cấp đỉnh phong linh hồn lực trong giây lát bão tố được đưa lên, tại Diệp Thần Phong không tiếp tục ẩn giấu linh hồn lực sau, Lý Gỗ Lim, Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn năm người này, bọn hắn cũng dồn dập đem linh hồn lực để được đưa lên. Cảm thụ Diệp Thần Phong đám người linh hồn lực, này chừng 10 tên vương cấp linh hồn lực cao thủ là triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn trong miệng nói lắp bắp, tông cấp đỉnh phong cao thủ, tôn cấp đỉnh phong cao thủ, tôn cấp trung kỳ cao thủ. Nhanh, mau trở lại trụ sở huấn luyện, nói cho Dược Tôn xảy ra vấn đề rồi. Cầm đầu tên kia Thiên Minh vương cấp đỉnh phong cao thủ, hắn tại cảm ứng được Diệp Thần Phong thực lực của bọn họ sau, hắn lập tức nghĩ tới Diệp Thần Phong đám người rất có thể là Diệt Thiên Minh dư nghiệt. Bọn hắn người nơi này căn bản không phải Diệp Thần Phong đám người đối thủ. Tại chừng 10 tên vương cấp linh hồn lực cao thủ thất kinh chuẩn bị trốn lúc đi, Diệp Thần Phong dưới chân không chút do dự sử dụng Bạo Huyền Bộ Pháp, thân thể của hắn nhanh chóng chặn lại rồi này chừng 10 tên vương cấp linh hồn lực cao thủ đường đi, trong miệng lạnh nói các ngươi cho là mình đi được không? Đối với cái này chừng 10 tên vương cấp linh hồn lực cao thủ, Diệp Thần Phong trong lòng là không tồn tại bất kỳ lòng thương hại. Dù sao múa máy này chừng 10 tên vương cấp linh hồn lực cao thủ cho rằng Diệp Thần Phong đám người là người bình thường thời điểm, bọn họ là không chút do dự muốn đem Diệp Thần Phong đám người giết chết. Cầm đầu tên kia vương cấp đỉnh phong linh hồn lực cao thủ, hắn vẫn tính có thể gắng giữ tỉnh táo, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra các ngươi là Diệt Thiên Minh người. Bây giờ Diệt Thiên Minh đã triệt để xong đời, các ngươi chả cần phải hướng về Diệt Thiên Minh hiệu lực sao? Lấy thực lực của các ngươi đầy đủ gia nhập chúng ta Thiên Minh rồi, chỉ muốn các ngươi không giết ta, ta lập tức hướng lên trời minh dẫn tiến các ngươi. Ngươi cho rằng Thiên Minh hội tiếp thu ta sao? Diệp Thần Phong hí hành hạ cười nói. Hội, sẽ, Thiên Minh nhất định sẽ tiếp thu các ngươi. Tên kia vương cấp đỉnh phong cao thủ vội vàng gật đầu nói ra. Nếu như ta là Diệp Thần Phong đâu này? Diệp Thần Phong tùy ý ngồi giỏ vai. Diệp Thần Phong. Ngươi là Diệp Thần Phong, tên kia Thiên Minh vương cấp đỉnh phong cao thủ trợn to hai mắt, hắn từng thấy Diệp Thần Phong bức ảnh, nhưng Diệp Thần Phong không phải trưởng bộ dáng này đó a. Hắn là căn bản không nghĩ tới trên thế giới này có loại kỹ thuật gọi dịch dung. Diệp Thần Phong không lại nói nhảm nhiều rồi, thân ảnh của hắn trong nháy mắt nhanh chóng đến đó tên vương cấp đỉnh phong cao thủ trước mặt, tại đối phương chả chưa kịp phản ứng thời khắc, hắn trực tiếp đem cổ của đối phương cốt cho vặn gãy. Thuận tay đem bên hông đối phương thông hành lệnh bài cho nắm xuống. Tại Diệp Thần Phong động thủ giết chết tên kia vương cấp đỉnh phong cao hồ sau, Lý Gỗ Lim, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người, bọn hắn cũng dồn dập động thủ, những này vương cấp linh hồn lực cao tử lại làm sao là Lý Gỗ Lim các loại đối thủ của người. Cuộc chiến đấu này căn bản là không có chút hồi hộp nào, trong vòng một phút, chừng 10 tên vương cấp linh hồn lực cao thủ toàn bộ chết rồi. Mà Lý Gỗ Lim mấy người cũng thuận lợi lấy được thông hành khiến thanh bài, hiện tại Diệp Thần Phong bọn hắn có thể yên tâm hướng về Thiên Hoành Sơn đi tới. Chương 1086, thanh tài nguyên tu luyện đều giao ra đây. Sau 20 phút, làm Diệp Thần Phong bọn hắn sắp đến Thiên Hoành Sơn thời điểm, ở trước mặt của bọn họ đột nhiên xuất hiện mảng lớn sương mù, này mảng lớn sương mù ngăn cản đường đi của bọn họ. Chính lúc Diệp Thần Phong suy tính có muốn hay không đi vào trong sương mù thời điểm, từ bọn hắn treo ở bên hông lệnh bài trên phân biệt bắn ra một đạo hồng sắc tia sáng, này tia sáng màu đỏ tạo thành một ngón tay đường bảng chỉ đường. Diệp Thần Phong thấy thế, hắn nói ra, chúng ta đi theo này tia sáng màu đỏ đi, đây chính là lệnh bài một cái chỗ dùng, từ lệnh bài bên trong bắn ra tia sáng màu đỏ là có thêm chỉ đường tác dụng, nếu như không có lệnh bài người mạo muội xông vào này trong sương mù lời nói. E sợ 100% hội lạc đường. Đi theo tia sáng màu đỏ đi lại ước chừng sau 10 phút, Diệp Thần Phong bọn họ là thuận lợi đi ra trong sương mù, Thiên Hoành Sơn rốt cục hiện lên hiện tại trước mặt bọn họ, chỉ thấy cả tòa Thiên Hoành Sơn chính giữa được móc giống, tạo thành một cái lớn vô cùng sơn cốc, tại sơn cốc cửa vào đứng ở 8 tên Thiên Minh thành viên, những thành viên này thực lực đều tại tông cấp đỉnh phong tầng thứ. Diệp Thần Phong đám người đem thực lực duy trì ở cấp 10 sơ kỳ linh hồn lực tầng thứ, tại Diệp Thần Phong đám người đi tới cửa sơn cốc thời điểm, phụ trách canh gác 8 tên tông cấp đỉnh phong cao thủ nhìn lướt qua Diệp Thần Phong đám người, khởi điểm bọn họ là hơi hơi nhíu mày, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong đám người bên hông lệnh bài lúc, bọn hắn lại đem lông mày cho lỏng ra,
một người trong đó hỏi, mấy người các ngươi hẳn là mới tới đây phải không? Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, chúng ta hôm nay mới vừa tới hạt giống này trại huấn luyện đưa tin, về sau kính xin các vị huynh đệ chiếu cố nhiều hơn a hát. Nghe được Diệp Thần Phong trả lời sau đó cửa vào canh gác người là hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, phất phất tay, nói ra, được rồi, không nên ở chỗ này lôi kéo làm quen rồi. Cho ta lập tức đến đi vào bên trong, tự nhiên có người sẽ an bài các ngươi. Diệp Thần Phong đám người hướng về trong sơn cốc đi vào, khi bọn họ đi tới cửa vào sơn cốc nơi một nửa thời điểm, từ bốn phía trên vách đá bắn ra từng đạo hào quang màu trắng, tiếp lấy. Một cái cơ giới hóa thanh âm vang lên, quét hình xong xuôi. Quét hình xong xuôi, có thể tiến vào, có thể tiến vào. Vách đá này bốn phía ánh sáng màu trắng hẳn là xác nhận thông hành lệnh bài thực hư, tại do máy móc xác nhận sau đó Diệp Thần Phong đám người là thuận lợi đi tới hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện bên trong. Hôm nay hoành trong núi Sơn Cốc là phi thường to lớn, làm đi vào bên trong thung lũng này, chỉ thấy tại thung lũng này cửa ra vào nơi tụ lập một tấm bảng hiệu. Tại đây tấm bảng hiệu thượng dán vào chừng 10 chương hình khổng lồ. Tại đây tấm bảng hiệu trên cùng viết Diệt Thiên Minh Dư Nghiệt này 5 chữ to, đây là chừng 10 tấm hình bên trong Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cũng may Diệp Thần Phong trước đó có chuẩn bị, tướng mạo của bọn hắn đều trải qua thay đổi. DJXMM, những ngày qua Minh con rùa, ta Trình Đại Hổ bức ảnh có xấu như vậy sao? Trình Đại Hổ nhìn xem trên bảng hiệu bức ảnh. Trong miệng hắn là hùng hùng hổ hổ nói ra. Đại hổ, được rồi, chúng ta trước tiên tìm một nơi tìm hiểu tin tức lại nói. Diệp Thần Phong đưa mắt từ trên bảng hiệu rời ra, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy chỉnh cái cự đại trong sơn cốc là phòng ốc san sát, có thể nói cái này hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện là một thành trì nhỏ rồi. Theo, Diệp Thần Phong đám người một đường đi vào, chung quanh thiên minh người là càng ngày càng nhiều. Những người này thực lực phổ biến tại cấp 10 linh hồn lực đến tông cấp linh hồn lực trong lúc đó, bất quá, đại đa số là cấp 10 linh hồn lực cùng vương cấp linh hồn lực người, liền ngay cả tông cấp linh hồn lực người cũng thập phần hiếm thấy. Rất nhanh, Diệp Thần Phong bọn hắn nhìn thấy một chỗ người người nhốn nháo địa phương, bọn hắn không chút do dự hướng về nơi đó đi tới, chỉ thấy một cái cự đại võ đài xuất hiện tại trước mặt bọn họ, trên võ đài đang có thiên minh thành viên đang luận bàn tỉ thí. Lôi đài chu vi đầy người xem cuộc chiến quần. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn vừa vặn đứng lại thời điểm, một tên 27-28 tuổi thanh niên đi tới. Tên thanh niên này đang quan sát một phen Diệp Thần Phong đám người sau, hắn cười nói, ta xem các ngươi rất lạ mặt, các ngươi là mới tới. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Triệu Nghiêm Tùng, ta đối hạt giống này thành viên trụ sở huấn luyện tình huống toàn bộ đều hiểu. Có muốn hay không ta cho các ngươi giới thiệu một chút? Diệp Thần Phong liếc nhìn trước phía này mang nụ cười Triệu Nghiêm Tùng, hắn lặng lẽ cảm ứng một thoáng này Triệu Nghiêm Tùng thực lực, này Triệu Nghiêm Tùng tại tông cấp đỉnh phong tầng thứ, thế là, Diệp Thần Phong nói ra, mấy người chúng ta đích thật là mới tới, kính xin vị tiền bối này nói cho chúng ta một chút hạt giống này thành viên trụ sở huấn luyện tình huống. Khi nghe đến Diệp Thần Phong trả lời sau đó này Triệu Nghiêm Tùng nụ cười trên mặt là càng thêm thịnh vượng, nói ra các ngươi biết trước mặt cái lôi đài này có tác dụng gì sao? Cái lôi đài này là thành viên cùng thành viên trong lúc đó giao đấu dùng, tại đây trụ sở huấn luyện bên trong cạnh tranh nhưng là phi thường kịch liệt, mỗi tháng đều sẽ có thực lực xếp hạng, đương nhiên chỉ cần ngươi có thể ở nơi này đột phá đến tôn cấp linh hồn lực, như vậy ngươi là có thể rời đi nơi này, thiên minh cũng sẽ trọng dụng các ngươi, đối với những thứ này ta nghĩ các ngươi cũng có thể có hiểu biết rồi. Triệu Nghiêm Tùng dừng lại một chút chi sau tiếp tục nói, tại đây trụ sở huấn luyện trong. Chỉ cần ngươi xem thượng đối phương huấn luyện tư nguyên, mà đối phương lại không chịu thanh huấn luyện của mình tài nguyên cho ngươi, như vậy các ngươi là có thể tại trên võ đài giao đấu rồi, thua phía kia nhất định phải đem tu luyện của mình tài nguyên cho thắng phía kia, bằng không cũng sẽ bị đá ra trụ sở huấn luyện, nếu như bị đá xuất trụ sở huấn luyện, như vậy ngươi liền hầu như trên trời minh không có ngày trở dậy rồi. Diệp Thần Phong lại hỏi, vị tiền bối này, tại đây trụ sở huấn luyện bên trong ngoại trừ dược tôn bên ngoài, có còn hay không còn lại tôn cấp cường giả? Triệu Nghiêm Tùng lắc lắc đầu, hồi đáp, không có, nơi này chỉ có dược tôn một vị tôn cấp cường giả đỉnh cao, những người khác thực lực đều tại tôn cấp linh hồn lực bên dưới. Triệu Nghiêm Tùng nhìn xem Diệp Thần Phong vấn đề không ngừng, hắn cười nói, các ngươi chả có muốn biết hay không một ít liên quan với thiên minh tin tức mới nhất.
trong tay ta nhưng là nắm giữ rất nhiều. Kính xin Triệu tiền bối cho chúng ta nói một chút, Diệp Thần Phong trực tiếp nói. Lần này tại Bắc Cực cực địa sông băng trong, phát hiện băng tuyết liên hoa tung tích, này băng tuyết liên hoa đối cường giả cấp thánh đều có tăng lên tác dụng, ta nghe nói chúng ta thiên minh 10 tôn chẳng mấy chốc sẽ tụ tập đến cực địa sông băng đi, dược tôn tại mấy ngày nay cũng có thể hội động thân. Triệu Nghiêm Tùng đè thấp âm thanh nói ra. Băng tuyết liên hoa. Diệp Thần Phong cũng là biết vật này, hắn tại Diệt Thiên Minh dược liệu sách thượng từng thấy, này làm cho trong lòng của hắn không khỏi vui vẻ, nếu như có thể đạt được này băng tuyết liên hoa, như vậy thực lực của hắn không chỉ có thể tăng lên, hắn vẫn có thể tăng lên gió vệ đội thành viên thực lực. Một bên Lý Gỗ Lim, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người, bọn hắn nghe thấy băng tuyết liên hoa sau, con mắt của bọn họ bên trong cũng không hẹn mà cùng thả ra ánh sáng đến. Bất quá, vừa lúc đó, Triệu Nghiêm Tùng lại mở miệng, được rồi, ta đối với các ngươi nói rồi nhiều như vậy nội mạc, các ngươi thanh lần này mang tới tất cả tu luyện tài nguyên giao cho ta, đây coi như là giao dịch giữa chúng ta. Triệu Nghiêm Tùng đột nhiên trở mặt, này làm cho Diệp Thần Phong bọn họ là vi vi ngẩn người, Diệp Thần Phong nói ra, Triệu tiền bối, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói ta đây là ý gì? Tại đây trụ sở huấn luyện bên trong không có phân tình nhưng giảng, vội vàng đem các ngươi trên người tài nguyên tu luyện cho giao ra đây, bằng không chúng ta lên lôi đài giao đấu một phen, mấy người các ngươi mới chỉ là cấp 10 sơ kỳ linh hồn lực tầng thứ, tự coi như các ngươi cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ta, huống hồ giao đấu chỉ có thể một chọi một. Triệu Nghiêm Tùng một mặt ngạo khí tiếp tục nói, các ngươi biết ta Triệu Nghiêm Tùng tại trụ sở huấn luyện trong xếp hạng sao? Ta xếp hạng thứ 3, tại đây chút hạt giống thành viên bên trong, thực lực ta là tuyệt đối dẫn trước, các ngươi hiện tại hẳn không có cái gì lời oán hận đi nha. Không nên lãng phí thời gian của ta, đem tất cả tu luyện tài nguyên đều giao cho ta. Diệp Thần Phong bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng này Triệu Nghiêm Tùng là một cái như quen thuộc người, mà kết quả nguyên lai này Triệu Nghiêm Tùng sớm đã nhìn chằm chằm bọn họ, nếu này trụ sở huấn luyện bên trong chỉ có dự tôn một tên tôn cấp cường giả. Như vậy Diệp Thần Phong bọn hắn cũng không có cái gì tốt băn khoăn rồi. Nếu như chúng ta trên người không có tài nguyên tu luyện đâu này? Diệp Thần Phong cười hỏi. Không có tài nguyên tu luyện, này làm cho Triệu Nghiêm Tùng sắc mặt trở nên âm trầm, trên người tông cấp đỉnh phong linh hồn lực là không ngừng nhấp nhô, trong miệng cười lạnh nói, xem ra không cho các ngươi những này người mới một chút giáo huấn, các ngươi là không biết ta Triệu Nghiêm Tùng lợi hại. Ta cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Đem các ngươi mang tới trụ sở huấn luyện tới tất cả tu luyện tài nguyên đều giao ra đây cho ta. Chương 1087, ai dám xông ta dược tôn địa bàn. Diệp Thần Phong bọn hắn động tĩnh bên này, đưa tới chung quanh lôi đài chú ý của mọi người, khi bọn họ nhìn thấy Triệu Nghiêm Tùng phách lối dáng dấp, cùng với Diệp Thần Phong bọn hắn nơi đó vài tờ khuôn mặt xa lạ lúc, những người này trên mặt biểu lộ dồn dập trở nên chơi mùi. Hôm nay lại có người mới gia nhập vào trụ sở huấn luyện bên trong đến rồi. Xem đến cái này Triệu Nghiêm Tùng lại muốn bắt nạt người mới a hát. Nhớ lúc đầu chúng ta vừa vặn gia nhập trụ sở huấn luyện thời điểm, trên người chúng ta tài nguyên tu luyện nhưng cũng là bị hắn cho đoạt đi. Này Triệu Nghiêm Tùng mặc dù có thể nhanh như vậy đột phá đến tông cấp đỉnh phong, còn không phải có chúng ta rất nhiều thành viên trong tay tài nguyên tích lũy ma. Sáu người này đều nằm ở cấp 10 sơ kỳ linh hồn lực tầng thứ. Hôm nay bọn hắn sáu cái là bị Triệu Nghiêm Tùng ăn chắc, nếu như bọn hắn không giao ra tài nguyên tu luyện lời nói, e sợ lấy Triệu Nghiêm Tùng tính cách thật sự lại ở chỗ này ra tay đánh nhau, lấy Triệu Nghiêm Tùng tại trụ sở huấn luyện trong thực lực xếp hạng, cho dù hắn đem mấy cái này người mới đánh cho tàn phế, đoán chừng dược tôn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chu vi thiên minh hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện người bên trong, bọn hắn dồn dập ngươi một lời ta một lời, bất quá. Những người này trong giọng nói không chút nào mang tình cảm, phàm là bước vào trụ sở huấn luyện người, ở nơi này không có tình bạn cùng huynh đệ có thể nhờ vào nhân tình mà thoát, bọn hắn mục đích của duy nhất chính là nỗ lực tăng cao thực lực, sớm ngày trở thành thiên minh bên trong chân chính thành viên trọng yếu. Đối với Triệu Nghiêm Tùng uy hiếp, Diệp Thần Phong là thản nhiên tự nhiên cười nói, nếu muốn chúng ta trên người tài nguyên tu luyện, trước đem ta đánh ngã lại nói. Diệp Thần Phong câu này bình thản xuất kỳ lời nói, nhất thời là một lời gây nên ngàn cơn sóng, này làm cho chu vi thiên minh thành viên là không dám tin móc móc lỗ tai, bọn hắn đều cho rằng này Diệp Thần Phong là điên rồi, một cái cấp 10 sơ kỳ linh hồn lực người,
lại dám cùng tông cấp đỉnh phong cao thủ đối chiến, tại những người này xem ra e sợ Triệu Nghiêm Tùng sử xuất toàn lực một quyền, vậy thì đầy đủ đem Diệp Thần Phong đưa đi Tây Thiên đi rồi. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, Triệu Nghiêm Tùng trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi mấy phần, lúc trước chả không có người mới dám ở trước mặt hắn nhảy nhảy đây này. Này làm cho khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, nói ra, nếu như ta xuất thủ. Này chỉ sợ không phải đem ngươi đánh ngã đơn giản như vậy, ta đã quên nói cho ngươi biết mặt khác một cái quy tắc rồi, phàm là thành viên cùng thành viên đơn độc đối chiến, đang đối chiến bên trong thường thường sẽ phát sinh tử vong sự kiện, Dược Tôn cũng sẽ không truy cứu chuyện như vậy, nói cách khác, ta liền tính thật sự đem ngươi đánh chết. Ta cũng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Tại đêm này phen lời nói sau khi đi ra, nguyên bản Triệu Nghiêm Tùng cho rằng Diệp Thần Phong sẽ lộ ra vẻ sợ hãi, ai biết Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt vẫn không có thay đổi, này làm cho Triệu Nghiêm Tùng là thật sự không cách nào nhịn được rồi. Một bên một gã khác Thiên Minh thành viên, hỏi Triệu ca, có muốn hay không đem võ đài cho ngươi dọn ra đến? Những này mới bây giờ tới là quá không biết sống chết rồi. Triệu Nghiêm Tùng ngữ khí âm trầm nói, không cần. Lên võ đài cũng khó khăn, đối với loại này rác rưởi, một quyền của ta là có thể giải quyết xong, hôm nay ta Triệu Nghiêm Tùng liền cho bọn họ đến miễn phí học một lớp, để cho bọn họ biết rõ hạt giống này thành viên trụ sở huấn luyện tàn khốc. Nói xong, nhất cổ tông cấp đỉnh phong khí thế liền từ Triệu Nghiêm Tùng bên trong thân thể phóng thích ra ngoài. Chu Vi xem cuộc chiến Thiên Minh thành viên dồn dập lui ra một ít, mà Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di mấy người cũng không có ý xuất thủ. Bọn họ cũng đều biết lấy Diệp Thần Phong thực lực bây giờ đối phó tôn cấp trung kỳ cao thủ đều không tồn tại vấn đề rồi, huống chi là chỉ là một tên tông cấp đỉnh phong cao thủ. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong cùng Triệu Nghiêm Tùng liền cách nhau 2 mét khoảng cách, Triệu Nghiêm Tùng chân phải mũi chân đột nhiên chĩa xuống đất, trên mặt đất nhất thời ao hãm đi xuống một khối nhỏ, mà Triệu Nghiêm Tùng dường như mãnh hổ phát thực bình thường. Thân thể nghiêng về phía trước, tay phải biến trưởng thành quyền. Nắm đấm bốn phía được bén nhọn linh hồn lực cho bao trùm rồi, tấn mãnh nắm đấm hướng về Diệp Thần Phong ngực đánh tới, có loại không đem Diệp Thần Phong ngực oanh cái đối xuyên, thề không bỏ qua dũng mãnh khí thế. Tiểu tử này xong đời, Triệu Nghiêm Tùng căn bản cũng không có hạ thủ lưu tình. Lấy tiểu tử này chỉ là cấp 10 linh hồn lực trình độ, hắn 100% sẽ trực tiếp được Triệu Nghiêm Tùng cho một quyền đấm chết. Đừng nói là cấp 10 linh hồn lực cao thủ, coi như là tông cấp sơ kỳ cao thủ. Tại thừa nhận lấy Triệu Nghiêm Tùng một quyền này sau. Ta xem cũng là quá sức, người mới này là chắc chắn phải chết rồi. Ở xung quanh một đám Thiên Minh thành viên lần thứ hai khinh thường nghị luận lúc thức dậy, đứng sau lưng Diệp Thần Phong Trình Đại Hổ, hắn tự nhủ thật là một đám ngớ ngẩn. Chúng ta cũng gần như có thể làm chuẩn bị, hôm nay cũng không làm được buông tha nơi này bất cứ người nào. Trình Đại Hổ làm nóng người, trên mặt là một bộ nóng lòng muốn thử biểu lộ. Nhưng mà, chính lúc Triệu Nghiêm Tùng quả đấm chặn đánh bên trong Diệp Thần Phong ngực lúc, Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh hồn lực mãnh liệt để được đưa lên, từ cấp 10 linh hồn lực khóa nhập vương cấp linh hồn lực, lại từ vương cấp linh hồn lực khóa nhập tông cấp linh hồn lực, cuối cùng vững vàng đứng tại tông cấp đỉnh phong tầng thứ. Bất thình lình biến hóa để bốn phía Thiên Minh thành viên từng cái nín thở, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Diệp Thần Phong dĩ nhiên cũng là tông cấp đỉnh phong cao thủ. Đồng dạng được tình cảnh này choáng váng còn có Triệu Nghiêm Tùng, nhưng hôm nay trước mắt tình thế, để hắn không có thời gian đang suy tư cái gì, chỉ có thể quyết chí tiến lên tiếp tục đi. Một tiếng, Diệp Thần Phong nắm tay phải cũng chuyển động, quả đấm của hắn cùng Triệu Nghiêm Tùng quả đấm lẫn nhau sờ đụng vào nhau, nguyên bản Triệu Nghiêm Tùng cho rằng cho dù đối phương là tông cấp đỉnh phong cao thủ, hai người bọn họ trong lúc đó nhiều nhất bất phân cao thấp. Mà khi quả đấm của hắn cùng Diệp Thần Phong quả đấm tiếp xúc thời điểm, hắn hiểu được của mình ý nghĩ này đúng là 10 phần sai rồi. Răng rác, răng rác, răng rác. Triệu Nghiêm Tùng trên cánh tay phải ống tay áo trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, cánh tay phải bên trong xương cũng đoạn nứt ra, chính lúc Triệu Nghiêm Tùng thân thể cũng bị Diệp Thần Phong lực đạo đánh bay ra ngoài thời điểm, Diệp Thần Phong tay trái lại bắt được Triệu Nghiêm Tùng vai. Này làm cho trên cánh tay phải đau đớn khó nhịn Triệu Nghiêm Tùng trong miệng hoang mang mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần Phong cười nói, đương nhiên là tiễn ngươi đi một chỗ tốt rồi. Diệp Thần Phong bàn tay phải nhanh chóng hướng về Triệu Nghiêm Tùng đầu vỗ tới, ầm. Một tiếng, tiên huyết cùng óc tung tóe,
Diệp Thần Phong tiện tay đem Triệu Nghiêm Tùng thân thể nhét vào trên mặt đất. Vù vù, vù vù, vù vù. Đồng dạng là tông cấp đỉnh phong cao thủ, Diệp Thần Phong dĩ nhiên đem Triệu Nghiêm Tùng lập tức cho miểu sát. Này làm cho chung quanh một đám Thiên Minh thành viên mũi cùng trong miệng hô hấp là trở nên dồn dập, trong cổ họng bọn họ là dồn dập chật vật nuốt nước miếng. Còn không có đợi Thiên Minh những thành viên này phục hồi tinh thần lại, Diệp Thần Phong trực tiếp đem trên mặt mặt nạ ra người cho xé xuống, hiện tại hắn cũng không dùng tới che giấu thân phận rồi. Hắn huyết tẩy rồi Thiên Minh chỗ này hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện sau, Thiên Minh người nhất định sẽ liên tưởng đến trên người bọn hắn đi, cho nên lại che giấu thân phận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Diệp Thần Phong đối với Thẩm Minh Hiên đám người, nói ra, được rồi, chúng ta bây giờ là thời điểm hướng lên trời Minh thu hồi một ít lợi tức. Tại Diệp Thần Phong đem trên mặt mặt nạ ra người kéo xuống đến sau đó Lý Gỗ Lim, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di mấy người cũng dồn dập đem trên mặt mặt nạ ra người cho xé xuống, ngăn tại chàng một đám Thiên Minh thành viên nhìn thấy Diệp Thần Phong đám người chân thực tướng mạo sau, bọn hắn khiếp sợ trong lòng là càng thêm lớn rồi, thậm chí có thực lực không đủ người, hai chân của bọn họ bắt đầu run rẩy. Đi thông báo Dược Tôn, nhanh đi thông báo Dược Tôn, Diệt Thiên Minh dư nghiệt xông vào. Trong đám người cũng không biết là ai giống lên như thế một tiếng. Theo này một tiếng vang lên, Diệp Thần Phong đám người bóng người dồn dập chuyển động, ở đây những ngày qua Minh thành viên thực lực chỉ có tại cấp 10 linh hồn lực cùng tông cấp linh hồn lực trong lúc đó, bọn hắn tại Diệp Thần Phong đám người trước mặt căn bản là không chút nào đủ nhìn, Diệp Thần Phong đám người hầu như mỗi lần ra tay, đều sẽ có một tên Thiên Minh thành viên chết ở trên tay bọn họ. Trong lúc nhất thời, chỗ này Thiên Minh hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện là tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trên mặt đất cũng rất nhanh bị tiên huyết cho nhiễm đỏ, đến cái cuối cùng cái Thiên Minh thành viên là khắp nơi chạy thục mạng, bọn hắn căn bản liền dũng khí phản kháng cũng cầm lên không nổi rồi. Nhưng là, chính lúc Diệp Thần Phong đám người giết thống khoái thời điểm, một đạo nương lý nương khí thanh âm từ đằng xa truyền tới, là ai dám đến sông ta Dược Tôn địa bàn. Đồng thời nhất cổ tôn cấp đỉnh phong khí thế, hướng về Diệp Thần Phong đám người ép đi qua. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn nghe được cái thanh âm này thời điểm, điều này không khỏi làm bọn hắn sau lưng lên một thân nổi da gà. Chương 1088, lần này phiền toái. Một vệt bóng người màu đỏ nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong bọn hắn bên này lướt đi tới, chỉ là thời gian mấy hơi thở, này đạo bóng người màu đỏ liền xuất hiện tại khoảng cách Diệp Thần Phong bọn hắn xa 5-6 mét địa phương, tại đây bôi bóng người màu đỏ xuất hiện nháy mắt. Ở giữa không trung đột nhiên lưu loát phiêu tán rất nhiều màu phấn hồng cánh hoa. Một bộ màu đỏ sợi tơ quần áo, mái tóc là chói mắt màu tím đậm, trên môi tô vẽ tươi đẹp son môi, một cái nhíu mày một nụ cười giữa đều tràn đầy mùi vị của nữ nhân. Nếu như lối ăn mặc này xuất hiện tại trên người một nữ nhân, như vậy này ngược lại là không gì đáng trách rồi, nhưng phải chết là lối ăn mặc này xuất hiện tại một cái đại lão gia trên người, vậy thì để Diệp Thần Phong bọn hắn đầy đủ buồn nôn rồi. Trước mặt này bất nam bất nữ người, hắn chính là Dược Tôn Ngô Trác Kỳ, bình thường trang phục thành nữ nhân dáng dấp, đây là Ngô Trác Kỳ một cái đặc thù háo sắc, có thể nói này Ngô Trác Kỳ chính là coi chính mình là làm một người phụ nữ tới đối xử, cho nên hắn trên trời Minh 10 tôn bên trong là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, còn lại cửu tôn cũng không muốn cùng này Ngô Trác Kỳ tiếp xúc nhiều. Ngô Trác Kỳ thập phần nương khí vuốt vuốt hắn cái kia mái tóc màu tím, phỉnh lên lan hoa chỉ. Nói ra, các ngươi những người này lại dám xông vào ta Dược Tôn địa bàn. Bằng vào điểm này các ngươi liền không cách nào tha thứ, huống chi là tại ta tắm rửa thời điểm, các ngươi quấy rầy ta hưởng thụ tắm tuyệt vời, các ngươi là tội đáng muôn chết. Này Ngô Trác Kỳ nguyên bản mới vừa tốt tại trong phòng của mình rửa ráy, mà khi hắn rửa đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có mãnh liệt linh hồn lực chấn động truyền đến, thế là, hắn liền trước tiên đuổi tới xem một chút tình huống. Dược Tôn Ngô Trác Kỳ đang nhìn Diệp Thần Phong đám người sau một lúc, hắn lần thứ hai nương khí mở miệng, các ngươi là Diệt Thiên Minh dư nghiệt. Diệp Thần Phong, Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Ngô Trác vị tướng hiếm thấy Diệp Thần Phong tên của bọn họ là lần lượt nói ra. Này làm cho tính cách thô cuồng Trình Đại Hổ, trong cổ họng hắn nôn khan lên, người cái bất nam bất nữ đồ vật, người không nên ở chỗ này buồn nôn chúng ta. Khi nghe đến bất nam bất nữ bốn chữ này sau, Dược Tôn Ngô Trác Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Phải biết bốn chữ này là cấm kỵ của hắn, hắn hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trình Đại Hổ, không bao lâu thời gian,
trên mặt hắn lại khôi phục nụ cười, đối với Trình Đại Hổ nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi lần thứ nhất nhận thức ta không trách ngươi đối với ta vô lễ. Ta Dược Tôn là một cái lòng dạ trống trải người. Nói xong, Dược Tôn Ngô Trác Kỳ liếc nhìn trên mặt đất nằm đầy thi thể, cùng với từng cái nơm nớp run run lẩn đi rất xa Thiên Minh thành viên. Hắn tiếp tục nói, không tệ, không tệ, ba tên tông cấp đỉnh phong cao thủ, một tên tôn cấp sơ kỳ cao thủ, một tên tôn cấp trung kỳ cao thủ cùng một tên tôn cấp đỉnh phong cao thủ, xem ra các ngươi là quyết tâm yếu diệt trừ của ta chỗ này hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện. Ngươi cái bất nam bất nữ quỷ đồ vật, ngươi phí cái gì lời nói. Sau đó để Trình ra ông mày đến một quyền luân tử ngươi. Nhìn xem Ngô Trác Kỳ này bộ diện mạo, này làm cho Trình Đại Hổ là cả người không dễ chịu. Lần nữa nghe được bất nam bất nữ bốn chữ này, lúc này, Dược Tôn Ngô Trác Kỳ trong lòng là hoàn toàn phẫn nộ rồi, hắn đối với Trình Đại Hổ, nói ra ta vừa nãy đã nhắc nhở qua ngươi rồi, ngươi đã như thế không thức thời, như vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử thần tiên y hệt tư vị. Nghe Ngô Trác Kỳ trong lời nói ẩn hàm ý tứ, này làm cho Trình Đại Hổ thân thể là run lên một cái, Trình Đại Hổ như vậy thô cuồng nam nhân nhưng đối với bất nam bất nữ đồ vật không có bất kỳ một tia hứng thú. Có Diệp Thần Phong cùng tôn cấp đỉnh phong Lý Gỗ Lim tại. Trình Đại Hổ trong lòng là 10 phần phấn khích, trong miệng tiếp tục uống nói, người Trình gia gia ta chính là nói người bất nam bất nữ rồi. Người có thể nắm Trình gia ông mày thế nào? Dược Tôn Ngô Trác Kỳ loay hoay mái tóc dài của hắn, tự tin nói, các ngươi hôm nay ai chạy không thoát con của ta tử thành viên trụ sở huấn luyện rồi. Diệp Thần Phong nhìn thấy Dược Tôn Ngô Trác Kỳ trấn định tự nhiên dáng dấp, này làm cho lông mày của hắn là nhíu lại, theo lý tới nói trước mắt tình thế, tuyệt đối là Diệp Thần Phong bọn hắn bên này chiếm ưu thế, này Ngô Trác Kỳ không khỏi cũng quá bình tĩnh một chút chứ. Này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng sinh ra một ít dự cảm không tốt. Làm Diệp Thần Phong cúi đầu xem đến mặt đất thượng từng mảng màu hồng cánh hoa lúc, này loại dự cảm xấu càng thêm mãnh liệt, trong lòng thầm nghĩ, những này màu phấn hồng cánh hoa nên không có độc chớ. Dù sao Ngô Trác Kỳ nhưng là dược tôn, thuốc này tôn khẳng định cũng là am hiểu điều chế độc dược. Chuyện, Diệp Thần Phong lập tức nói ra, đánh nhanh thắng nhanh, ta cuối cùng có loại dự cảm xấu, vừa vặn này tung bay đến mặt đất thượng hồng nhạt trong cánh hoa, vô cùng có khả năng hàm có độc tố. Trình Đại Hổ sau đó nhặt lên một cánh hoa đặt ở trên lỗ mũi ngửi một cái, nói ra, Thần Phong, hoa này mũi căn bản không có bất kỳ mùi vị, ta xem là cái này bất nam bất nữ đồ vật vì để cho chính mình có vẻ càng thêm nữ nhân, cho nên những cánh hoa này hẳn là không có độc. Mà khi Trình Đại Hổ vừa dứt lời, Trình Đại Hổ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc một cái, hắn cảm giác tứ chi của mình đang nhanh chóng cứng ngắc hóa, thân thể muốn hành động bắt đầu trở nên khó khăn lên. Tại Trình Đại Hổ trên thân thể có phản ứng, sau đó Diệp Thần Phong mấy người cũng dồn dập bắt đầu có phản ứng. Khởi điểm Diệp Thần Phong đám người vẫn có thể miễn cưỡng hành động, thế nhưng tại sau một phút, Diệp Thần Phong đám người khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ đầu lâu bên ngoài, bọn hắn còn lại địa phương là hoàn toàn cứng ngắc lại. Căn bản liền bước ra một bước đều làm không đến. Dược Tôn Ngô Trác Kỳ có nhiều ý vị nhìn xem Diệp Thần Phong, cười nói, Diệp Thần Phong, khó trách ngươi là thiếu chủ tự tay yếu giết người rồi, ngươi thông minh phi thường cao, ta đây thiên nữ tán hoa tư vị thế nào? Đây là ta nghiên cứu một loại độc dược, tên là cương thi bệnh độc, ta nhưng nghe nói độc tôn là bị ngươi Diệp Thần Phong cho giết chết, bây giờ ngươi Diệp Thần Phong rơi xuống ta Dược Tôn trên tay rồi, điều này cũng làm cho có thể chứng minh ta Dược Tôn Ngô Trác Kỳ muốn so độc tôn cường. Lúc trước có độc tôn ở thời điểm, Dược Tôn chỉ có thể sống ở độc tôn bóng mở dưới. Bây giờ độc tôn tuy rằng chết rồi, thế nhưng độc tôn vẫn là dược tôn trong lòng một cái kết. Tại dược tôn Ngô Trác Kỳ xem ra, chỉ cần hắn có thể sống nắm Diệp Thần Phong, như vậy hắn liền muốn so với độc tôn mạnh, như vậy nỗi khúc mắc của hắn cũng có thể giải lái tới. Tứ chi hoàn toàn cứng ngắc hóa Diệp Thần Phong, hắn cảm thấy bên trong đan điền đoàn kia hồng sắc khí thể tại vận chuyển lại rồi, theo hồng sắc khí thể không ngừng vận chuyển, hắn tứ chi cứng ngắc cũng đang chậm chậm khôi phục lại. Phải biết này đoàn hồng sắc khí thể nhưng là có giải độc công hiệu, bất quá, Diệp Thần Phong vẫn là duy trì tư thế cũ, hắn không muốn Dược Tôn nhìn ra bên trong thân thể của hắn độc dược đang chậm chậm hóa giải. Bây giờ Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên bọn người trúng độc, nếu như Diệp Thần Phong phải nhanh giết chết Dược Tôn Ngô Trác Kỳ, như vậy hắn nhất định muốn tiến vào loại kia có thể khống chế trạng thái nổi khùng trong, chỉ khi nào trạng thái nổi khùng biến mất,
Diệp Thần Phong cũng sẽ trở nên cả người vô lực, mà hạt giống này thành viên trụ sở huấn luyện người bên trong vẫn chưa hoàn toàn giết chết, vạn nhất hắn trạng thái nổi khùng đột nhiên biến mất, như vậy hắn sẽ phải thật sự khổ rồi rồi, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ Diệp Thần Phong là sẽ không thi triển có thể khống chế trạng thái nổi khùng. Một bên còn lại còn sống Thiên Minh thành viên, trên người bọn hắn đều mang một cái tính chất đặc biệt túi thơm, cái này trong túi thơm mặt dược liệu là dược tôn đặc biệt chế biến. Có cái này túi thơm sau đó bọn hắn thì sẽ không bên trong cương thi virus. Vừa vặn những này trả chạy trốn tứ phía Thiên Minh thành viên, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong đám người được trị phục rồi sau đó bọn hắn từng cái lại sinh long hoạt hổ lên. Lúc này Diệp Thần Phong bọn họ là ngã xuống đi, lại dám xông đến chúng ta hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện bên trong đến. Chả thật sự cho rằng dược tôn là ngồi không sao. Lần này chết đi một số người cũng tốt. Chúng ta sau đó ở trụ sở huấn luyện tháng ngày nhưng là ung dung hơn nhiều, chúng ta chả hẳn là yếu cảm tạ Diệp Thần Phong bọn họ đâu. Nghe chu vi Thiên Minh thành viên ngôn ngữ, Trình Đại Hổ là khổ gương mặt, nói ra, Thần Phong, Lý Thúc, hiện tại ta nên làm gì? Lẽ nào cứ như vậy bó tay chịu trói sao? Nhớ tới vừa vặn dược tôn Ngô Trác Kỳ nói, Trình Đại Hổ sau lưng liền thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tôn cấp cường giả đỉnh cao Lý Gỗ Lim. Bên trong thân thể của hắn không ngừng vận chuyển linh hồn lực, nỗ lực muốn dùng này đến chống cự trong cơ thể độc tố, nhưng là hắn tất cả những thứ này đều là uổng công vô ích. Hắn bất đắc dĩ nói, Đại Hổ, e sợ vậy chúng ta yếu phiền toái, hiện tại chúng ta căn bản không còn sức đánh trả. Mà ở Trình Đại Hổ cùng Lý Gỗ Lim trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong trong cơ thể độc tố là tiêu trừ không sai biệt lắm, hắn ánh mắt nhìn dược tôn Ngô Trác Kỳ, chỉ cần chờ này Ngô Trác Kỳ khẽ dựa gần. Diệp Thần Phong liền sẽ lập tức sử dụng phải giết chiêu, tranh thủ có thể đem Ngô Trác Kỳ một đòn miểu sát, như vậy cũng là không dùng tới tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng rồi. Chương 1089, người chết, ta sống. Thiên Hoành Sơn. Thiên Minh chỗ này hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện bên trong. Giữa bầu trời nóng hừng hực ánh mặt trời thiêu nướng đại địa. Này làm cho một đám múa máy từ Diệp Thần Phong các loại trong tay người tử lý đảo xanh Thiên Minh thành viên, bọn hắn trong miệng là khô lưỡi khô, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong đám người chúng rồi dược tôn cương thi bệnh độc, hiện tại Diệp Thần Phong đám người thuần túy là cái thớt gỗ thượng thịt cá mặc người chém giết rồi. Nương lý nương khí dược tôn Ngô Trác Kỳ, một bên hướng về Diệp Thần Phong sau lưng Trình Đại Hổ đi đến một trong miệng vừa nói, vị tiểu huynh đệ này. Ngươi đã múa máy chưa hề đem lời của ta nghe thấy đi, như vậy hiện tại là thời điểm cho ngươi trải nghiệm thần tiên y hệt cảm giác. Thân thể hoàn toàn cứng ngắc hóa Trình Đại Hổ, hắn nhìn thấy hướng về chính mình đi tới Ngô Trác Kỳ, đặc biệt là Ngô Trác Kỳ vặn vẹo eo dáng dấp, này làm cho hắn người cứng ngắc có vẻ càng gia tăng hơn banh rồi, trong miệng điên cuồng quát lên, ngươi cái, bất nam bất nữ đổ vật, ngươi không nên tới gần Trình gia ông mày. Tại dược tôn Ngô Trác Kỳ từng bước tới gần Trình Đại Hổ thời điểm, Diệp Thần Phong hoàn toàn đã làm xong lạnh lùng hạ sát thủ chuẩn bị, hắn tận lực điều chỉnh hô hấp của mình, tại Ngô Trác Kỳ đi qua bên cạnh hắn, đi tới Trình Đại Hổ trước mặt lúc, Trình Đại Hổ là hoàn toàn biến thành mặt khổ qua rồi, nhìn xem gần như gang tấc Ngô Trác Kỳ, cổ họng của hắn bên trong là chật vật nuốt nước miếng. Nhưng mà, vừa lúc đó, đứng ở dược tôn Ngô Trác Kỳ sau lưng Diệp Thần Phong đột nhiên chuyển động. Trong cơ thể hắn tông cấp đỉnh phong linh hồn lực tiêu thăng đến cực hạn, khắc đầy toàn lực một trường hướng về Ngô Trác Kỳ sau gáy vỗ xuống đi, muốn một trường đem Ngô Trác Kỳ đầu cho đập bảo. Diệp Thần Phong lần này đột nhiên công kích, này làm cho một bên xem cuộc chiến Thiên Minh thành viên là trợn to hai mắt, Diệp Thần Phong không phải chúng rồi dược tôn Ngô Trác Kỳ cương thi virus sao? Đồng dạng nhìn thấy Diệp Thần Phong ra tay Trình Đại Hổ, trong lòng của hắn cũng coi như là thở ra một hơi. Bằng không Trình Đại Hổ tình nguyện chết cũng không muốn được này bất nam bất nữ đồ vật đùa bỡn. Một tiếng. Tại Diệp Thần Phong bàn tay phải yếu vỗ tới Ngô Trác Kỳ trên ót lúc, này Ngô Trác Kỳ sau não. Thượng phảng phất là dài ra ánh mắt, thân thể của hắn dĩ nhiên nhanh chóng đi phía trái trách trốn nhoáng tới. Bất quá, Ngô Trác Kỳ né tránh vẫn là chậm một chút Diệp Thần Phong thủ trưởng tại đầu của hắn bên trái lướt tới. Cường nhấn kinh khí là đột nhiên đánh trúng vào Ngô Trác Kỳ đầu trái. Làm cho hắn bên trái trên ót là nứt ra rồi từng cái vết rạn nứt, từng tia máu tươi từ vết rạn nứt bên trong tràn ra ngoài. Diệp Thần Phong này ngoài tất cả mọi người dự liệu một đòn cũng không có khả năng đem Ngô Trác Kỳ cho miểu sát.
Tại bên bờ tử vong đi rồi một vòng dược tôn Ngô Trác Kỳ hắn tại miễn cưỡng tránh thoát Diệp Thần Phong sau một đòn, thân ảnh của hắn đột nhiên lui về phía sau chừng 10 bước, cảm thụ sau gáy đau đớn kịch liệt, này Ngô Trác Kỳ trên mặt nương khí biểu lộ bỗng nhiên biến mất rồi, hắn ngưng lông mày nhìn hướng Diệp Thần Phong âm thanh không mang theo bất luận cảm tình gì nói, Diệp Thần Phong quả nhiên là Diệp Thần Đặng, ta hiện tại biết độc tôn vì sao lại chết, tại trên tay của ngươi. Chỉ sợ hắn cuối cùng là được độc dược của mình cho độc chết a. Mà ngươi lại có bách độc bất xâm thể chất, thậm chí ngay cả của ta cương thi bệnh độc cũng đúng ngươi không dùng xem ra độc tôn chết trong tay ngươi thượng thật sự không có chút nào oan uổng. Ngô Trác Kỳ đưa tay sờ sờ của mình sau gáy, đang nhìn đến trên bàn tay tiên huyết sau đó hắn hai cánh tay đột nhiên hướng về hai bên giãn ra triển khai, xé tan. Xé tan. Xé tan, y phục trên người hắn toàn bộ vỡ nứt ra lộ ra hắn trên thân thể to lớn cường tráng cơ bắp, lúc này Ngô Trác Kỳ liền hắn lan hoa chỉ cũng đã biến mất, trên mặt biểu lộ mang theo dữ tợn, bên trong thân thể tràn ngập tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực cực hạn khí thế. Diệp Thần Phong cũng may ta Ngô Trác Kỳ nguy hiểm năng lực nhận biết yếu so người bình thường mạnh hơn mười mấy lần, bằng không ta múa máy thật là cũng bị ngươi cho đập hư thúi đầu, tiếp đó, liền để cho ta tới mở mang ngươi thực lực chân chính. Ta dược tôn khẳng định so với độc tôn cường. Bởi vì lúc trước một mực sống ở độc tôn bóng mở dưới, độc tôn tại dược tôn Ngô Trác Kỳ trong lòng có một cái đặc thù vị trí, bây giờ Diệp Thần Phong bắt hắn cho đả thương, này làm cho hắn càng phát yếu chứng minh chính mình so với độc tôn mạnh, cho tới trên người của hắn nương khí cũng đã biến mất, e sợ đây mới là dược tôn chân chính khi tức giận đợi dáng dấp. Không có một đòn đem dược tôn Ngô Trác Kỳ miểu sát, này làm cho Diệp Thần Phong ánh mắt ngưng trọng lên. Hắn đã đem khống chế trạng thái nổi khủng thủ vòng tay đeo tại trên tay, trong tay cũng nhét vào một viên có thể kích phát hắn phẫn nộ tâm tình cúc áo. Hắn đã bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khủng chúng rồi. Ở tình huống như vậy Diệp Thần Phong chỉ có tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khủng rồi. Tại Diệp Thần Phong trong đầu suy nghĩ thời khắc, dự tôn Ngô Trác Kỳ trong cơ thể ngưng tụ tôn cấp đỉnh phong khí thế. Thân thể của hắn dường như phi ưng bắt thỏ bình thường hướng về Diệp Thần Phong nhanh chóng lướt tới, chân phải hướng về Diệp Thần Phong trên đầu đá vào rồi. Diệp Thần Phong phản ứng cũng không chậm, hắn đột nhiên đem nắm tay phải vung ra ngoài, một quyền đánh vào Ngô Trác Kỳ chân phải chân trong lòng, Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác có một nguồn sức mạnh truyền đến, ầm. Một tiếng, dưới chân hắn bước chân lui về phía sau 5 bước, chỉnh cánh tay là hoàn toàn mất đi chi giác. Nếu không phải Diệp Thần Phong bây giờ nhục thân cường độ đã tới cấp thánh tầng thứ, e sợ này cứng đối cứng một đòn, đầy đủ để Diệp Thần Phong cánh tay trong xương đứt gãy. Không tệ, không tệ, ngươi tuy chỉ có tông cấp đỉnh phong thực lực, nhưng ngươi tại lực héo thượng không có chút nào bại bởi tôn cấp trung kỳ cao thủ rồi. Bất quá, ta là tôn cấp đỉnh phong thực lực, kém một bậc trung quy là kém một bậc. Sự tôn Ngô Trác Kỳ lần thứ hai hướng về Diệp Thần Phong triển khai công kích. Một bên trong cơ thể chúng rồi cương thi bệnh độc tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim, hắn lắc lắc đầu, nói ra, Diệp Thiếu nguy hiểm a hát. Lấy bây giờ Diệp Thiếu thực lực đối phó tôn cấp trung kỳ cao thủ vẫn được, có thể gặp đến vị này cấp đỉnh phong cao thủ, Diệp Thiếu có thể chiến thắng tỷ lệ hầu như là số 0. Lý Thúc, hiện tại chúng ta hy vọng toàn bộ tại thần phong trên người, nếu như thần phong không cách nào đánh bại thuốc này tôn lời nói. E sợ lần này chúng ta toàn bộ đều sẽ trở thành thiên minh bắt làm tù binh. Thẩm Minh Hiên cau mày nói ra. Một bên khác, một đám thiên minh thành viên, bọn hắn cũng bắt đầu nhao nhao nghị luận. Diệp Thần Phong thực lực trả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, nếu như đổi phó còn lại tông cấp đỉnh phong cao thủ, sợ là sớm đã được dược tôn đánh bại rồi, chẳng trách Diệp Thần Phong sẽ trở thành thiếu chủ yếu giết người rồi. Lời này của ngươi cũng không đúng rồi. Này Diệp Thần Phong tối đa cũng là kéo dài hơi tàn mà thôi, dược tôn rất nhanh có thể đủ kết thúc cuộc chiến đấu này rồi, dù sao hai người bọn họ không phải là tại một cấp độ thượng, dược tôn thực lực muốn so Diệp Thần Phong cao hơn đến tận một cái đại tầng thứ, Diệp Thần Phong căn bản không khả năng chiến thắng dược tôn. Diệp Thần Phong, ngươi cho ta bó tay chịu trói đi. Dược tôn Ngô Trác Kỳ hai bàn tay hóa thành ưng chảo, đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong hai con vai tóm tới. Mắt thấy cuộc chiến đấu này liền muốn lúc kết thúc, Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực kích phát rồi trong tai cúc áo, các loại khiến hắn tức giận hình ảnh hiện lên hiện tại trong đầu của hắn, hắn bên trong đan điền đoàn kia hồng sắc khí thể bỗng nhiên trốn ra, nồng nặc lệ khí bao quanh toàn thân của hắn cái kia tóc đen thui cũng trở thành màu đỏ nhạt,
trong cơ thể linh hồn lực trong nháy mắt từ tông cấp đỉnh phong đột phá đến tôn cấp sơ kỳ tầng thứ. Đột phá đến tôn cấp sơ kỳ sau, Diệp Thần Phong sức mạnh có thể cùng tôn cấp đỉnh phong cao thủ tương đẳng, nếu như hắn sử dụng bạo huyền bộ pháp lời nói, như vậy tốc độ của hắn liền xa xa dẫn trước tôn cấp đỉnh phong cao thủ. Mái tóc hiện ra màu đỏ nhạt, quanh thân được nhạt hồng sắc khí thể lượn lờ Diệp Thần Phong, hắn giờ khắc này trong lòng tràn đầy khí tức sát phạt, bất quá, đây là hắn có thể đủ khống chế phạm vi, trong đầu hắn cũng không hề mất đi ý thức. Dưới chân đột nhiên đạp ra bạo huyền bộ pháp. Gió giật cuồng xuất hiện, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong né tránh dự tôn Ngô Trác Kỳ công kích đồng thời, thân ảnh của hắn nhanh chóng vọt đến Ngô Trác Kỳ phía sau. Tại Diệp Thần Phong tiến vào có thể khống chế bạo tẩu cuồng thái, thực lực đột nhiên tăng lên tới tôn cấp sơ kỳ thời điểm, đây đã là để Ngô Trác quan tâm bên trong khiếp sợ rồi, mà đảo mắt Diệp Thần Phong thân ảnh lại biến mất ở trước mặt hắn. Này làm cho Ngô Trác Kỳ là lập tức xoay người lại, Diệp Thần Phong lạnh lẽo biểu lộ tại trong con mắt hắn phóng to, uy nghiêm đáng sợ lời nói từ Diệp Thần Phong răng trong hàm răng bật đi ra, ngươi chết, ta sống. Tiếp lấy, tại dự tôn Ngô Trác Kỳ chả chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần Phong thủ trưởng trực tiếp giữ ở Ngô Trác Kỳ cổ, dùng sức sờ một cái, Ngô Trác Kỳ cổ được trong nháy mắt phê thành mảnh vỡ, đầu của hắn là lăn đã rơi vào trên mặt đất. Chương 1090, đi tới cực địa sông băng. Từ Diệp Thần Phong tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng trong, lại tới Diệp Thần Phong đem dược tôn Ngô Trác Kỳ giải quyết, một loạt chuyện này chỉ phát sinh tại ngăn ngắn 5-6 giây bên trong, để một bên chúng rồi cương thi bệnh độc Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người, cùng với một đám xem cuộc chiến Thiên Minh thành viên đều không thể ngay đầu tiên phục hồi tinh thần lại. Ở đây ai cũng không có nghĩ đến hội là kết cục như vậy. Rõ ràng là dược tôn Ngô Trác Kỳ chiếm thượng phong, nhưng này Diệp Thần Phong làm sao sẽ trong chớp mắt tăng cao thực lực. Lấy tôn cấp sơ kỳ tầng thứ trực tiếp đem tôn cấp đỉnh phong dược tôn cho miểu sát. Này làm cho một đám Thiên Minh thành viên trong cổ họng bắt đầu khô khốc lên, bọn hắn nhìn trên mặt đất dược tôn mắt mở thật to đầu lâu, thuốc này tôn hiển nhiên là một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, e sợ tại trước khi chết một khắc đó, dược tôn Ngô Trác Kỳ cũng không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ chết tại Diệp Thần Phong trong tay. Mái tóc biến thành màu đỏ nhạt, chu vi lượn lờ nhạt hồng sắc khí thể Diệp Thần Phong, hắn tại đem dược tôn Ngô Trác Kỳ miểu sát sau đó hắn lập tức lại vọt vào một bên Thiên Minh thành viên trong đám người. Phải biết này có thể khống chế trạng thái nổi khùng thời gian duy trì có hạn, một khi trạng thái nổi khùng biến mất rồi, Diệp Thần Phong liền sẽ tiến vào một đoạn toàn thân vô lực thời gian, nếu như không nhanh chóng đem Thiên Minh chỗ này cùng tử thành viên trụ sở huấn luyện người bên trong toàn bộ giải quyết xong. Đến lúc đó Diệp Thần Phong thật là muốn bắt mù. Nằm ở có thể khống chế trạng thái nổi khùng bên trong Diệp Thần Phong, suy nghĩ của hắn mặc dù là rõ ràng, thế nhưng trong cơ thể có cuồn cuộn không đoạn lệ khí đang bốc lên đến, khiến hắn tại động thủ thời điểm căn bản không mang có bất luận kẻ nào loại cảm xúc, mà những kia xem cuộc chiến Thiên Minh thành viên, bọn hắn căn bản là trốn không ra Diệp Thần Phong công kích, từng cái chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chết ở Diệp Thần Phong trên tay. Tại đem chung quanh lôi đài xem cuộc chiến Thiên Minh thành viên toàn bộ giải quyết sau đó Diệp Thần Phong thân ảnh trên trời minh chỗ này hạt giống trụ sở huấn luyện bên trong khắp nơi du đãng lên, chỉ cần nhìn thấy Thiên Minh thành viên hắn liền động thủ giải quyết, nửa giờ xuống, chỗ này tay áo trụ sở huấn luyện bên trong, ngoại trừ Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên các loại người sống bên ngoài, những người còn lại đều bị Diệp Thần Phong đưa đi thấy Diêm Vương ra rồi. Tại đem tất cả mọi người giải quyết xong sau đó nằm ở có thể khống chế trạng thái nổi khùng bên trong Diệp Thần Phong, hắn lần thứ hai về tới võ đài phụ cận hắn nhìn xem vẫn cứ nằm ở cứng ngắc trạng thái trong Thẩm Minh Hiên cùng Lý Gỗ Lim đám người. Hắn tại chung quanh lôi đài trên thi thể tìm tòi lên, nếu những ngày qua Minh thành viên không có trúng độc, như vậy này liền nói rõ trên người bọn hắn nhất định là có giải dược. Diệp La Phong tại trên thi thể lục lọi một lần sau hắn rất nhanh sẽ tại trên thi thể tìm tới một cái túi thơm. Hơn nữa nhiều bộ thi thể trên người đều cũng có một cái túi thơm, Diệp Thần Phong đem túi thơm đặt ở trên lỗ mũi người một cái sau đó hắn lập tức liền đã xác định túi thơm này phải là có thể đi trừ cương thi bệnh độc giải dược. Diệp Thần Phong từ 5 bộ thi thể thượng cởi xuống 5 cái túi thơm sau đó hắn nhanh chóng đi tới Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người bên cạnh hắn cảm giác trong cơ thể linh hồn lực càng ngày càng không ổn định rồi, e sợ này có thể khống chế trạng thái nổi khùng liền phải biến mất. Hắn nhất định muốn để Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người mau chóng khôi phục năng lực hoạt động. Thần Phong ngươi,
Trình Đại Hổ muốn cổ hỏi múa máy sự tình, liền trực tiếp được Diệp Thần Phong cắt đứt. Diệp Thần Phong đem trong đó một cái túi thơm đặt ở Trình Đại Hổ trên lỗ mũi. Trình Đại Hổ tại nghe thấy một lát sau, tại tứ chi của hắn khôi phục một ít năng lực hoạt động sau, Diệp Thần Phong liền đem túi thơm nhét vào trong tay hắn, để chính hắn trừ đi thân trong cơ thể độc tố rồi. Bệ sau, Diệp Thần Phong lại giúp Lý Gỗ Lim, Lâm Hân Di, Thẩm Minh Hiên cùng Tiêu Lập Viễn giải độc. Tại tất cả mọi người chậm rãi khôi phục năng lực hoạt động thời điểm, Diệp Thần Phong trong đầu là càng ngày càng hôn mê, sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi trở nên trắng bệch. Hắn cái kia nhạt mái tóc màu đỏ, khi thì biến thành màu đen, khi thì lại khôi phục thành màu đỏ nhạt, như thế nhiều lần. Lượn lờ tại Diệp Thần Phong chung quanh nhạt hồng sắc khí thể, đồng dạng là trở nên không ổn định lên, đột nhiên, nhạt hồng sắc khí thể đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong trong cơ thể thu dục trở về. Tại nhạt hồng sắc khí thể biến mất nháy mắt, Diệp Thần Phong tóc cũng khôi phục lại màu đen, bên trong thân thể trở nên không hề khí lực, dưới chân bước chân một cái không đứng vững, thân thể hướng xuống đất thượng ngã xuống. Cũng may, cách Diệp Thần Phong gần nhất Lâm Hân Di, nàng nhìn thấy hướng về trên đất ngã đi Diệp Thần Phong sau, người vội vàng duỗi ra hai tay đem Diệp Thần Phong đỡ lên, nhìn xem Diệp Thần Phong khí tức hỗn loạn, môi trắng bệch dáng vẻ sau, sắc mặt lạnh lẽo Lâm Hân Di. Trong lòng nàng không có từ trước đến nay đau xót, từ khi kiến thức Diệp Thần Phong về sau, mỗi lần cùng Diệp Thần Phong cùng đi ra đến, có vẻ như cuối cùng đều là Diệp Thần Phong ra tay hóa giải nguy cơ, Lâm Hân Di không tự chủ hỏi. Diệp Thần Phong, ngươi không sao chứ? Một bên khôi phục năng lực hoạt động Trình Đại Hổ đám người, bọn hắn cũng lập tức xông tới, Trình Đại Hổ cũng hỏi, Thần Phong, ngươi làm sao? Diệp Thần Phong hữu khí vô lực khoát tay áo một cái. Nói ra ta không sao, chỉ là thể lực nghiêm trọng tiêu hao mà thôi, múa máy ta lợi dụng đặc thù con đường đem thực lực trong thời gian ngắn tăng lên tới tôn cấp sơ kỳ, đây chính là lưu lại di chứng về sau rồi, chỉ cần nghỉ ngơi mấy tiếng là có thể hoàn toàn khôi phục. Khi nghe đến Diệp Thần Phong trả lời sau đó, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn người mới an tâm xuống, xem ra hôm nay bọn hắn chỉ có thể tại đây Thiên Minh cùng Tử Thành viên trụ sở huấn luyện vượt qua. Tại Thẩm Minh Hiên đám người triệt để khôi phục sau đó, tại Thẩm Minh Hiên cùng Trình Đại Hổ nâng đỡ, Diệp Thần Phong bọn hắn đi tới Dược Tôn Ngô Trác Kỳ nơi ở. Diệp Thần Phong lo lắng này trụ sở huấn luyện bên trong còn có người sống tồn tại, cho nên Diệp Thần Phong để Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn lại đi cẩn thận siêu tầm một lần. Về phần Lâm Hân Di cùng Lý Gỗ Lim nhưng là cùng Diệp Thần Phong đồng thời ở lại Dược Tôn nơi ở rồi. Sau mấy tiếng, Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh hồn lực từ từ khôi phục lại, hắn có thể đủ đứng lên một mình đi lại, mà Thẩm Minh Hiên mấy người cũng không có tại trụ sở huấn luyện bên trong phát hiện còn lại người sống rồi, có thể nói tới có người đều bị Diệp Thần Phong cho giết chết. Diệp Linh Chi Phong bọn hắn tại Dược Tôn Ngô Trác Kỳ nơi ở trong, phát hiện một đài cao trí năng máy tính, làm Diệp Thần Phong pháp lãm cái này đài cao trí năng máy tính sau. Diệp Thần Phong phát hiện trụ sở huấn luyện bên này mỗi ngày đều sẽ cho Thiên Minh Tổng Bộ hồi báo một chút tình huống. Nếu như ngày nào đó không có báo cáo, Thiên Minh Tổng Bộ đoán chừng là có thể đoán ra trụ sở huấn luyện bên này xảy ra vấn đề. Thế là, Diệp Thần Phong xem mèo vẽ hổ, hắn không chỉ đem hôm nay báo cáo phát đưa ra ngoài, hắn trả biên tập sau này một tháng báo cáo, đến lúc đó cái này đài cao trí năng máy tính mỗi ngày đều sẽ tự động gửi đi rồi. Thiên Minh trong khoảng thời gian ngắn cần phải cũng không sẽ phát hiện chỗ này trụ sở huấn luyện được tàn sát sự tình rồi. Đồng dạng, Diệp Thần Phong bọn hắn còn tại Dược Tôn Ngô Trác Kỳ trên bàn, phát hiện một tấm cực địa băng 11 bản đồ, tại múa máy đi tới trụ sở huấn luyện thời điểm, Diệp Thần Phong bọn hắn từ Triệu Nghiêm Tùng trong miệng đã được biết đến, tại Bắc Cực cực địa sông băng phát hiện băng tuyết liên hoa, khoảng thời gian này Thiên Minh 10 tôn đều sẽ chạy tới cực địa sông băng đi. Bản đồ này phải là băng tuyết liên hoa tại cực địa sông băng đại thể vị trí. Thẩm Minh Hiên đang nhìn đến cực địa sông băng bản đồ sau đó hắn mở miệng nói ra, Thần Phong, chúng ta trước tiên không phải về phong vệ doanh rồi, chúng ta trực tiếp đi cực địa băng 11 đi. Nơi đó nhưng là có băng tuyết liên hoa, chỉ cần chúng ta có thể có được băng tuyết liên hoa, thực lực của chúng ta liền lại có thể tăng lên một cấp độ rồi. Ta đồng ý, Minh Hiên nói, nếu như chúng ta trở về phong vệ doanh, như vậy cha ta chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta một mình hành động. Lâm Hân Di cũng gật đầu nói. Trình Đại Hổ là cười một cách tự nhiên cho biết, Thiên Minh còn lại cửu tôn không phải cũng muốn đi cực địa sông băng sao. Thẳng thắn lần này chúng ta Thanh Thiên Minh mặt khác cửu tôn cho tận diệt rồi,
như vậy chúng ta cũng có thể sớm ngày tìm tới Thiên Minh Thần Đảo vị trí. Tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim, hắn là nhíu nhíu mày, nói ra, Minh Hiên, các ngươi không nên hồ nháo rồi, chúng ta một mình đi cực địa sông băng, trong đó độ nguy hiểm lớn vô cùng, chúng ta hay là trước cùng rừng phó minh chủ nói một tiếng đi. Diệp Thần Phong ở trong lòng ngẫm nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn suy tính nhiều nhân tố, Lâm Khang Thắng là khẳng định không thể rời đi phong vệ doanh còn cần Lâm Khang Thắng đến tọa trấn. Lần này nếu như bọn hắn một mình đi hướng cực địa sông băng, này ngược lại cũng không là chuyện không thể nào, chỉ cần không bị Thiên Minh mặt khác cửu tôn phát hiện, bọn hắn lại có thể trước một bước đạt được băng tuyết liên hoa lời nói, điều này cũng đúng một cái lựa chọn tốt. Diệp Thần Phong trước tiên đối với Lý Gỗ Lim nói ra, Lý Thúc, chúng ta lần này liền đi một chuyến cực địa sông băng đi. Trước tiên không nên cùng rừng phó minh chủ hồi báo cho. Sau đó, Diệp Thần Phong rồi hướng Thẩm Minh Hiên đám người, nói ra, lần này cần đơn độc đi hướng cực địa sông băng có thể, bất quá, toàn bộ các ngươi muốn nghe từ mệnh lệnh của chúng ta, các ngươi thấy thế nào? Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người nhiều lần được Diệp Thần Phong cứu, bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối đề nghị của Diệp Thần Phong rồi, mà Lý Gỗ Lim nhìn thấy trước mắt tình cảnh này sau, hắn chỉ có thể bị ép buộc tiếp nhận rồi đi hướng cực địa sông băng kế hoạch rồi. Chương 1091, tùy thời mà động. Sau mấy ngày, Diệp Thần Phong, Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di cùng Lý Gỗ Lim một nhóm người, bọn họ là thuận lợi đi tới Bắc Cực. Nhìn xem phía trước mặt này mênh mông vô bờ đóng băng, nhìn xem phía trước mặt cái này tuyết trắng thế giới, Diệp Thần Phong bọn hắn không khỏi đem y phục trên người nắm thật chặt. Tại đến Bắc Cực thời điểm, Diệp Thần Phong trên người bọn hắn đã đổi lại tương đối dày thật y phục. Mà Diệp Thần Phong trong không gian giới chỉ cũng chữ bị các loại nhu phẩm cần thiết. Diệp Thần Phong đem tại dược tôn trong phòng lấy được bản đồ lấy ra, đang xác định một cái phương hướng sau, ngón tay hắn chỉ vào bên trái, nói ra, muốn đến cực địa sông băng, căn cứ địa trên bức vẽ biểu thị, chúng ta nên chỉ cần một mực hướng bên trái hành tẩu là tốt rồi, bất quá, từ chúng ta nơi này muốn đạt tới cực địa sông băng, e sợ còn có một đoạn khá dài khoảng cách. Trình Đại Hổ hướng về trong lòng bàn tay hà ra từng hơi nhiệt khí sau đó hắn nói ra, Thần Phong, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Nói không chắc Thiên Minh mặt khác cửu tôn còn chưa tới nơi cực địa sông băng, đến lúc đó chúng ta thần không biết quỷ không hay đem băng tuyết liên hoa nắm bắt tới tay, bảo đảm có thể tức chết Thiên Minh những người này. Đối với Trình Đại Hổ thuyết pháp này, Diệp Thần Phong là cười cười một chút, nếu Thiên Minh người tại cực địa sông băng phát hiện băng tuyết liên hoa tung tích. Như vậy Thiên Minh người tuyệt đối sẽ phái người canh gác cực địa sông băng, cho nên Trình Đại Hổ ý nghĩ này trên căn bản là không có khả năng thực hiện. Mọi người phải tùy thời chú ý tình huống chung quanh, dù sao lần này Thiên Minh mặt khác cửu tôn đều sẽ đến Bắc Cực đến, vạn nhất được Thiên Minh người phát hiện hành tung của chúng ta, bằng vào chúng ta nơi này 6 người thực lực, e sợ căn bản vô pháp chống cự Thiên Minh cửu tôn công kích. Diệp Thần Phong tại cố ý nhắc nhở một câu sau đó hắn liền dẫn đầu hướng về bên tay trái phương hướng lao đi rồi. Cực địa sông băng vô cùng tiếp cận Bắc Cực cực điểm, mà càng tiếp cận cực điểm vị trí, nhiệt độ lại càng có vẻ lạnh giá, năng lực kém nhất đủ đến dưới 0-70 độ, đây cũng không phải là người bình thường có thể chống cự nhiệt độ rồi. Theo, Diệp Thần Phong bọn hắn càng đến gần cực địa sông băng, nhiệt độ chung quanh là bỗng nhiên giảm xuống. Vừa mới bắt đầu Diệp Thần Phong bọn hắn không cần dùng lợi dụng linh hồn lực đến chống cự lạnh giá, đến cuối cùng bọn hắn không thể không toàn bộ đem trong cơ thể linh hồn lực để được đưa lên. Trải qua 7 tiếng hết tốc lực đi sau khi đi, Diệp Thần Phong bọn họ là phi thường tới gần cực địa sông băng rồi, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân đột nhiên ngừng lại, nhìn qua nơi xa dường như dòng sông giống như dựng thẳng lên khối băng, nơi đó phải là cực địa sông băng rồi, Diệp Thần Phong trong miệng hít một hơi lạnh lẽo không khí. Nói ra, mọi người tận lực đem linh hồn lực khống chế lại, hiện tại không thích hợp lại lợi dụng linh hồn lực đem tốc độ tăng lên rồi, chúng ta từng bước từ từ tới gần. Ta nghĩ Thiên Minh 89 phần 10 đã tới cực địa sông băng rồi. Lý Gỗ Lim, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người, bọn hắn đối Diệp Thần Phong lời nói không có bất kỳ ý kiến, dù sao lần này tới cực địa băng châu đã là liều lĩnh phi thường nguy hiểm to lớn rồi, này để cho bọn họ không thể không chú ý cẩn thận một ít. Tại đem linh hồn lực co rút lại sau khi đứng lên, bao quát Diệp Thần Phong ở bên trong, tất cả mọi người không kìm lòng được run lên một cái, một bên cẩn thận chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay, một bên tìm kiếm có che chắn vật địa phương,
từng bước hướng về cực địa sông băng tới gần. Ước chừng lại đi lại sau một tiếng. Diệp Thần Phong bọn họ là chân chính đã tới cực địa sông băng, bọn hắn tại một khối to lớn khối băng mặt sau lẩn trốn đi, quả nhiên không ra Diệp Thần Phong sở liệu, Thiên Minh người đã là đến cực địa sông băng rồi, liền ở Diệp Thần Phong bọn hắn phía trước 100 mét có hơn địa phương, nơi đó chú đóng từng cái lều vải, tại lều vải chu vi chả thỉnh thoảng có ngày minh thành viên đang đi lại. Diệp Thần Phong thông qua cảm giác bén nhạy năng lực, hắn rõ ràng cảm thấy trên trời minh đóng quân chỗ đó dưới lòng đất, có cuồn cuộn không đoạn sóng năng lượng tại truyền thượng mặt đất, sau đó hướng về bốn phương tám hướng chỗ khuếch tán, nơi đó phải là sinh trưởng băng tuyết liên hoa địa phương. Thần Phong, Thiên Minh người đều đã đến, chúng ta bây giờ hẳn là phải làm sao? Thẩm Minh Hiên dò hỏi. Diệp Thần Phong trầm ngâm một hồi, nói ra, lấy thực lực của chúng ta không thích hợp xuất hiện tại Thiên Minh thành viên trong tầm mắt, này băng tuyết liên hoa là sinh trưởng ở khối băng dưới đáy, ta vừa vặn cảm thấy băng tuyết liên hoa sóng năng lượng, vậy thì chứng minh Thiên Minh người chả không có được băng tuyết liên hoa, hiện tại chúng ta chỉ có thể tùy thời mà chuyển động, nhìn xem Thiên Minh người tiếp đó sẽ có hành động gì. Đúng, ta đồng ý Diệp Thiếu lời nói, chúng ta không thích hợp cùng trời minh người cứng đối cứng. Chúng ta trước tiên ở nơi này nhìn xem tình huống rồi nói sau đi. Tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Dương gật đầu nói. Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn bốn người này, bọn hắn cũng không tiện lại nói thêm gì nữa rồi. Thế là, Diệp Thần Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra từng cái lều vải đến, thuận tiện lại lấy ra một ít đồ ăn, nói ra chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một hồi, bổ sung một cái nhiệt lượng. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn đến cực địa sông băng thời điểm, trăm mét có hơn Thiên Minh chỗ đóng quân địa phương, đỉnh đầu lớn nhất bên trong lều cỏ, trong lều là hiện lên rất nhiều đống lửa, làm cho toàn bộ bên trong lều cỏ nhiệt độ nếu so với phía ngoài ấm áp không ít. Ở cái này lều vải hai bên cùng chính giữa trên cùng bầy 10 cái bàn cùng cái ghế, ngoại trừ một tấm lâm tử thượng không có ngồi người bên ngoài, còn lại trên ghế đều là ngồi đầy người, trong đó ngồi ở trên cùng chính giữa hai người. Bọn hắn chính là trời minh thiên tôn quý phi thuyền cùng mà tôn trương hình thiên rồi, còn lại 7 cái ghế lên ngồi mọi người là thiên minh 10 tôn một trong. Ngồi ở cuối cùng nhất một người trung niên nam nhân đứng lên, từ khi độc tôn sau khi chết, thứ tư dược tôn điền vào độc tôn vị trí, thiên minh 10 tôn bên trong lại thêm ra đến rồi một cái chỗ trống. Cái này chỗ trống được điền phong đức cho tranh thủ đã đến, này điền phong đức vốn là diệt thiên minh tôn cấp đỉnh phong cao thủ. Hắn tại nương nhờ vào thiên minh sau đó bởi thực lực tại tôn cấp đỉnh phong trong cao thủ cũng coi như là đột xuất được rồi, lần sau thiên minh cũng phải cân nhắc để diệt thiên minh những người này tâm cam tình nguyện thần phục. Cho nên để thiên minh người đến bổ khuyết 10 tôn chỗ trống, điều này cũng đúng một cái động viên lòng người biện pháp, cho nên này điền phong đức thuận Lý Thành Trương đã trở thành thiên minh 10 tôn một trong, bất quá, hắn xếp hạng cũng chỉ có thể đủ tại 10 tôn bên trong thuộc về cuối cùng tầng thứ. Điền phong đức hướng về phía ngồi ở chủ vị thiên tôn quý phi thuyền cùng mà tôn trương hình thiên khẽ cười cười, sau đó nghĩa tránh ngôn từ nói ra, quý ca, trương ca, thuốc này tôn không khỏi cũng quá không giống bảo chứ. Chúng ta toàn bộ đều đến cực địa sông băng rồi, hắn thậm chí ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Này điền phong đức cũng biết bất nam bất nữ dược tôn, tại 10 tôn bên trong nhân duyên cực kém, không người nào nguyện ý cùng dược tôn tiếp xúc nhiều. Cho nên hắn thời điểm này đứng ra nói rồi lời nói này, hắn quả thực là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, này điền phong đức dù sao mới vừa vặn gia nhập vào 10 tôn hàng ngũ, hắn nhất định muốn cho những người khác lưu dưới một cái ấn tượng tốt, tranh thủ không chịu đến những người khác xa lánh. Ngồi ở chủ vị thiên tôn quý phi thuyền, hắn khoát tay áo một cái, nói ra, thuốc này tôn cũng xác thực quá không giống bảo, lần này băng tuyết liên hoa sự tình. Trong liên minh nhưng là để cho chúng ta 10 tôn đồng thời phụ trách, có thể thấy được minh chủ đối chuyện lần này coi trọng rồi, thuốc này tôn mới vừa vặn thay thế độc tôn vị trí, lẽ nào hắn sẽ không đem chúng ta để ở trong mắt. Thuốc này tôn từ trước đến giờ là một cái tính tình cổ quái người. Quý ca, lẽ nào thuốc này tôn một ngày không đến, chúng ta liền muốn tiếp tục chờ đợi như vậy sao? Điền phong nức mở miệng lần nữa hỏi. Thiên tôn quý phi thuyền lắc lắc đầu. Nói ra, mặc kệ dược tôn có hay không đến cực địa sông băng, ngày mai chúng ta đúng giờ khai thác băng tuyết liên hoa. Ngược lại, thiên tôn lại nói, được rồi, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị một chút chuyện của ngày mai. Rất nhanh, trong lều chỉ còn lại có thiên tôn quyền tàu cao tốc cùng mà tôn trương hình thiên rồi.
Thiên Tôn có nhiều ý vị nhìn xem mà tôn, nói ra, Trương lão đệ, ta nhưng nghe nói ngươi trong tay Diệp Thần Phong mặt thua thiệt lớn. Chả để thiếu chủ đối với ngươi nổi giận. Mà tôn Trương Hình Thiên trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nói ra, Diệp Thần Phong xác thực là một cái nhân vật, lẽ nào ngươi không nghe nói trước đây không lâu minh chủ cùng tam đế cùng đi hướng về kinh thành sao? Cuối cùng bọn hắn lại là tay trắng trở về, chuyện này trên trời trong liên minh chỉ có số ít người biết, bởi vậy có thể thấy được, Diệp Thần Phong không đơn giản. Thiên Tôn Quý Phi Thuyền cười nói, Trương lão đệ, ta xem ngươi thuần túy là suy nghĩ nhiều, bây giờ Lâm Khang thắng các loại diệt thiên minh dư nghiệt cùng với Diệp Thần Phong, ta xem lần này minh chủ cùng tam đế sở dĩ tay trắng trở về, hoàn toàn là bởi vì diệt thiên minh dư nghiệt, nếu để cho ta gặp Diệp Thần Phong, ta bảo đảm giúp Trương lão đệ ngươi đòi lại khẩu khí này. Hừ, chuyện của ta không dùng tới ngươi phí tâm. Nói xong, mà tôn Trương Hình Thiên cũng trực tiếp hướng về phía ngoài lều đi đến, hắn và Thiên Tôn Quý Phi Thuyền trong lúc đó là có chút mâu thuẫn, bọn hắn năm đó nhưng là tranh cướp Thiên Tôn vị trí, cuối cùng Trương Hình Thiên lấy một chiêu kém đã thua bởi Quý Phi Thuyền. Chương 1092, yếu bị phát hiện rồi. Ngày kế, Diệp Thần Phong đám người là sáng sớm tự đứng lên, ngày hôm qua bọn hắn 6 người thay phiên gác đêm, quan sát trăm mét có hơn thiên minh nhất cử nhất động, vạn nhất thiên minh người phát hiện hành tung của bọn hắn cũng có thể ngay đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần Phong bọn người ở tại đơn giản rửa mặt xong xuôi, ăn một ít gì đó sau đó Diệp Thần Phong đem lều vải thu sạch tiến trong không gian giới chỉ, Diệp Thần Phong cảm giác lần này bọn hắn có thể có được băng tuyết liên hoa tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ. Hắn mở miệng nói ra, chúng ta tại chờ thêm 3 ngày thời gian, nếu như chúng ta vẫn không có cơ hội tiếp cận sinh trưởng băng tuyết liên hoa địa phương, chúng ta liền rời đi này cực địa sông băng đi. Trình Đại Hổ không cam lòng nói ra, nếu chúng ta đều đi tới cực địa sông băng rồi, lẽ nào chúng ta liền một điểm thu hoạch đều không có liền trở về sao? Này chẳng phải là quá mất mặt. Kỳ thực, cái này cũng là Diệp Thần Phong hoàn toàn bất đắc dĩ quyết định. Diệp Thần Phong lẽ nào liền không nghĩ đến băng tuyết liên hoa sao? Diệp Thần Phong lẽ nào sẽ không muốn tăng cao thực lực sao? Nhưng đây đều là yếu đang bảo đảm sinh mệnh an toàn điều kiện tiên quyết, nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, thì càng thêm không nên nói chuyện rồi khác. Đại Hổ, người phải muốn hảo hảo sửa đổi một chút tính khí của ngươi rồi, ta biết tại sao mỗi lần chỉ cần có Diệp thiếu tại, rừng phó minh chủ là có thể yên tâm các ngươi đi ra. Các ngươi đều phải hướng về Diệp thiếu hảo hảo học một ít, rất nhiều lúc không phải chỉ dựa vào một hơi đi làm việc, tương lai các ngươi phải đi đường còn rất xa. Nếu như các ngươi ra chút chuyện gì, về sau ai đi đem minh chủ cho cứu ra? Tôn cấp cường giả đỉnh cao Lý Gỗ Lim ngữ trọng tâm trường nói ra. Lý Thúc, chúng ta biết chuyện nặng nhẹ, huống hồ trước khi tới, chúng ta đều đáp ứng rồi muốn nghe Thần Phong. Nếu như trong vòng 3 ngày chúng ta thật sự chả không cách nào tiếp cận sinh trưởng băng tuyết liên hoa địa phương, chúng ta liền lập tức rời đi. Thẩm Minh Hiên gật đầu nói, hai tay của hắn là không tự chủ nắm chặt, hắn biết mình còn chưa thể chết ở chỗ này, hắn chả muốn tự tay đem cha của hắn Thẩm Kinh Vũ từ phía trên trong liên minh cứu ra. Ánh mắt trước sau chú ý trăm mét có hơn Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên nhíu nhíu mày, nói ra các ngươi nhìn, thiên minh có hành động rồi. Đoán chừng bọn hắn yếu chuẩn bị khai thác băng tuyết liên hoa. Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người ánh mắt dồn dập nhìn hướng trăm mét có hơn, chỉ thấy nguyên bản thiên minh đóng quân địa phương, có ngày minh thành viên tại đem lều vải cho từng cái thu lại. Rất nhanh, thiên minh hết thảy lều vải đều bị thanh lý xong rồi, thiên minh cửu tôn là tụ tập lại với nhau. Tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim, hắn là nhận ra thiên tôn cùng mà tôn, hắn ngữ khí ngưng trọng nói ra. Xem ra thiên minh mặt khác cửu tôn toàn bộ tụ tập đến cực địa sông băng rồi, xem ra lần này chúng ta chỉ có thể rời khỏi. Một bên Trình Đại Hổ, trên mặt hắn đột nhiên bị phẫn nộ cho lấp đầy. Quát lên, đây không phải là Điền Phong Đức Ma. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đúng rồi, hắn hẳn là đã nương nhờ vào thiên minh được rồi. Tên khốn này, lão tử sớm muộn yếu vặn mất đầu của hắn. Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di cùng Tiêu Lập Viễn ba người này. Bọn hắn đồng dạng là nhìn thấy Điền Phong Đức thân ảnh, này để cho bọn họ trong con ngươi là lóe lên lửa giận. Thẩm Minh Hiên nói ra, những kia đầu phục thiên minh kẻ phản bội, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn toàn bộ đều hối hận. Lý Gỗ Lim thở dài nói ra, này Điền Phong Đức cùng thiên tôn bọn hắn đứng chung một chỗ,
chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã là thiên minh 10 tôn một thành viên, nói đến thực lực, Điền Phong Đức còn mơ hồ vượt qua ta một bậc. Ngược lại, Lý Gỗ Lim lại nói, lần này ngoại trừ cửu tôn bên ngoài, còn có còn lại chừng 10 tên thiên minh thành viên, ta xem thực lực của bọn họ đều tại tông cấp đỉnh phong đến tôn cấp sơ kỳ tầng thứ, chúng ta ở nơi này xem một lúc sau. Liền rời đi đi, lần này chúng ta không có cơ hội lấy được băng tuyết liên hoa. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn nhìn không chớp mắt quan sát thiên minh hành động lúc. 100 mét có hơn, thiên tôn quý phi thuyền, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, nói ra, được rồi, nếu dược tôn đến bây giờ cũng không có đến. Như vậy các loại chuyện lần này xử lý xong, ta sẽ đem sự tình đầu đuôi hồi báo cho minh chủ, hiện tại chúng ta nắm chặt thời gian bắt đầu khai thác băng tuyết liên hoa đi. Một tên thiên minh tông cấp đỉnh phong thành viên, hắn đem một cái lớn chừng bàn tay máy móc cung kính đưa cho thiên tôn quý phi thuyền. Quý phi thuyền tại nhận lấy máy móc sau đó hắn lập tức đem máy móc mở ra, sau đó tại trên dụng cụ nhanh chóng nhấn xuống hai cái nút, tiếp lấy, máy móc trên màn ảnh liền xuất hiện một cái màu đỏ mũi tên. Thiên tôn đi theo màu đỏ mũi tên đi ra chừng 10 bước sau đó ních ních. Ních ních, ních ních, từ máy móc cái loa bên trong đột nhiên phát ra thanh âm chói tai. Thiên tôn dưới chân bước chân cũng cho nên ngừng lại, hắn đem máy móc đặt ở trên mặt băng, máy móc bên trong phát ra âm thanh càng thêm lớn rồi. Thiên tôn quý phi thuyền nói ra, băng tuyết liên hoa hẳn là liền sinh trưởng ở phía dưới này rồi, bất quá, sau đó tại khai thác băng tuyết liên hoa thời điểm nhất định phải chú ý cẩn thận một ít, thứ nhất là vì phòng ngừa đem băng tuyết liên hoa cho hư hại, thứ hai nhưng là nghe đồn phàm là sinh trưởng ra băng tuyết liên hoa địa phương, đều sẽ phát sinh một ít chuyện cổ quái. Bằng không minh chủ lần này cũng sẽ không đồng thời cho chúng ta biết 10 tôn cùng đi khai thác nơi này băng tuyết liên hoa. Được rồi, mọi người chuẩn bị công cụ khai thác đi. Thiên tôn quý phi thuyền nhìn xem mặt khác chừng 10 tên thiên minh thành viên nói ra. Bọn hắn 10 tôn tới nơi này chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, về phần khai thác loại này việc nặng, bọn hắn đương nhiên không muốn tự mình ra tay được rồi. Cái kia chừng 10 tên thiên minh thành viên. Khi nghe đến thiên tôn sau khi phân phó, bọn hắn dồn dập cầm lên công cụ, đầu tiên bọn hắn phải đem mặt băng cho đào ra, bọn hắn đã biết khai thác băng tuyết liên hoa rất nhiều chi tiết nhỏ rồi. Theo, thanh âm vang lên, trên mặt băng là vụn băng 4P, có chừng 10 tên tông cấp đỉnh phong đến tôn cấp sơ kỳ cao thủ khai thác, này khai thác tốc độ là phi thường nhanh. Ước chừng sau 10 phút, trên mặt băng đã là được đào ra một cái lỗ thủng to rồi. Nhất cổ cho người sảng khoái sóng năng lượng đột nhiên từ bên trong cái hang lớn tấn mãnh bay ra, thiên tôn quý phi thuyền lập tức nói ra, các ngươi ngừng tay, băng tuyết liên hoa hẳn là lập tức muốn xuất hiện, bước cuối cùng này, ta tự mình đến động thủ. Thiên tôn tại nhận lấy khai thác công cụ sau đó hắn thận trọng bắt đầu động thủ, hắn đem linh hồn lực khống chế cực kỳ tinh tế, một bên mặt khác bát tôn, bọn họ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đào bới đi ra ngoài hang lớn. Phải biết này băng tuyết liên hoa là cực kỳ hiếm thấy, từ hôm qua minh chủ cũng chỉ là tại Bắc Cực một nơi khác, một lần tình cờ đã nhận được 3 đóa băng tuyết liên hoa mà thôi. Này băng tuyết liên hoa nhưng là đối cường giả cấp thánh đều có tác dụng, chớ nói chi là những này tôn cấp đỉnh phong cao thủ, theo băng tuyết liên hoa lập tức muốn xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, này khiến những người này từng cái không tự chủ nín thở, nếu như có thể đạt được một đóa băng tuyết liên hoa. Bọn hắn nói không chắc là có thể bước vào cấp thánh tầng thứ. Bạch, một tiếng. Một đạo sáng chói ánh sáng màu trắng, đột nhiên từ được đào bới bên trong cái hang lớn phóng lên trời. Ở đây thiên minh thành viên, bao quát thiên minh cửu tôn, bọn hắn nhìn xem bên trong cái hang lớn cảnh tượng. Từng cái trong cổ họng là nuốt nước miếng, đặc biệt là rời đi gần nhất thiên tôn. Chỉ thấy toàn bộ bên trong cái hang lớn đột nhiên xuất hiện từng đóa trắng noãn hoa sen, ước chừng có chừng 10 đóa nhiều. Này hoàn toàn ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Từ nơi này chừng 10 đóa băng tuyết liên hoa trong, bay ra khỏi từng viên một như cùng loại tử băng hạt, thân thể phảng phất là có thể hấp dẫn những này băng hạt, rất nhiều băng hạt hướng về bốn phía thiên minh thành viên bay qua, chui vào thân thể của bọn họ bên trong, để cho bọn họ có loại toàn thân sảng khoái, linh hồn lực trở nên càng thêm tinh khiết cảm giác. Thế nhưng, đột nhiên, này vô số băng hạt hướng về thiên minh thành viên phía sau ngoài trăm thước phương hướng bay đi rồi, không lại đi vào thiên minh thành viên bên trong thân thể rồi, thật giống nơi đó có càng thêm hấp dẫn đồ đạc của bọn nó. Thiên minh thành viên phía sau ngoài trăm thước Diệp Thần Phong đám người, bọn hắn đồng dạng là nhìn thấy băng tuyết liên hoa bộ dáng,
nên không số băng hạt hướng về bọn hắn phi đến đây thời điểm, này làm cho Diệp Thần Phong âm thầm hô, gay gâu. Băng tuyết liên hoa vốn là tinh khiết đồ vật, mà này băng tuyết liên hoa lại là tăng lên linh hồn lực, những này băng hạt hẳn có thể cảm ứng được ai trong cơ thể linh hồn lực tinh khiết nhất, chúng nó yêu thích tinh khiết linh hồn lực, nếu bàn về linh hồn lực tinh khiết, đương nhiên không phải chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí không còn ai, chẳng trách những này băng hạt lại đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong bọn hắn bên này bay tới. Một bên Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên mấy người cũng nhanh nhíu mày đến, tình huống trước mắt đối với bọn hắn tới nói là phi thường gay gâu, sợ sợ hành tung của bọn họ cũng bị Thiên Minh người phát hiện. Chương 1093, tuyệt cảnh. Tại vô số từ băng tuyết liên hoa thượng tung bay đi ra ngoài băng hạt, hướng về Diệp Thần Phong đám người bay đi thời điểm. Thiên Minh Thiên Tôn Quý Phi Thuyền cùng mà Tôn Trương Hình Thiên đám người, bọn hắn trước tiên truy đuổi lên băng hạt, Thiên Tôn Quý Phi Thuyền miệng quát, mọi người cẩn thận, nơi đó có người. Diệp Thần Phong các loại người biết mình hành tung là hoàn toàn bại lộ, lại trốn ở đó cũng không làm nên chuyện gì rồi, bọn hắn dồn dập từ to lớn khối băng mặt sau đi ra, nhìn xem chạy như bay đến Thiên Minh Cửu Tôn, Diệp Thần Phong đám người căn bản không kịp đào thoát. Cái kia vô số băng hạt lập tức toàn bộ chui vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể bên trong, để Diệp Thần Phong nhất thời toàn thân sảng khoái. Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tên tiểu súc sinh nhà ngươi. Thiên Tôn Quý Phi Thuyền trong miệng kinh quát lên. Mà Tôn Trương Hình Thiên đồng dạng là tức giận gầm rú, tại Hắc Vân Quáng Động thời điểm, hắn nhưng là được Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đùa bỡn, trong lòng của hắn đối Diệp Thần Phong là hết sức căm hận. Chạy đi ở trước nhất Thiên Tôn Quý Phi Thuyền cùng mà Tôn Trương Hình Thiên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người bọn họ trong con ngươi lộ ra vui sướng ánh sáng, lần này tại cực địa sông băng gặp phải Diệp Thần Phong đám người, nếu như bọn hắn có thể thanh Diệp Thần Phong đám người bắt lại, như vậy này đối với bọn hắn tới nói là một cái công lớn, nói không chắc bọn hắn liền có tư cách dùng khai thác đi ra ngoài băng tuyết liên hoa. Diệp Thiếu, làm sao bây giờ? Lấy Thiên Minh Cửu Tôn tốc độ, chúng ta căn bản trốn không thoát. Diệt Thiên Minh Tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim cau mày hỏi. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong trong lòng cũng không có bất kỳ suy nghĩ, nguyên bản bọn họ là chuẩn bị muốn rời khỏi được rồi, ai biết này vô số băng hạt đột nhiên hướng về bên này bay vụt đi qua. Khiến được hành tung của bọn họ bị phát hiện rồi, bây giờ trốn cũng trốn không thoát, nếu như cùng Thiên Minh Cửu Tôn cứng đối kháng. Cho dù Diệp Thần Phong tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng, chỉ sợ hắn cũng đánh không lại Cửu Tôn liên hợp công kích. Tại Diệp Thần Phong suy nghĩ thời khắc, Thiên Minh Cửu Tôn đã là đi tới chung quanh của bọn hắn, đem bọn hắn cho bao quanh bao vây lại. Mà Tôn Trương Hình Thiên ánh mắt tức giận nhìn xem Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên, quát lên, hai người các ngươi tiểu súc sinh, lần trước nhưng là để cho ta Trương Hình Thiên trở thành Thiên Minh trong chê cười, lần này rơi xuống trong tay ta. Ta sẽ cho các người biết cái gì là gọi là cầu sinh không thể, muốn chết không được. Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn bốn người này, bọn hắn nhìn lên trời Minh Cửu Tôn bên trong nhân mô cầu dạng Điền Phong Đức. Trong lòng bọn họ tức giận liền hung hăng bay lên, tương đối với Thiên Minh những người khác, bọn hắn càng thêm căm hận dường như Điền Phong Đức như vậy kẻ phản bội, Trình Đại Hổ hướng về trên mặt băng nhổ một bãi nước miếng. Quát lên, Điền Phong Đức. Người cái này lão cẩu, người còn có mặt mũi xuất hiện tại trước mặt chúng ta sao? Lúc trước Diệt Thiên Minh có chỗ nào có lỗi với ngươi? Cho ngươi yếu phản bội Diệt Thiên Minh. Điền Phong Đức trên mặt không có bất kỳ thần sắc khó xử, một mặt thản nhiên nói, Diệt Thiên Minh là không hề có lỗi với ta, nhưng ta không muốn cho Diệt Thiên Minh chôn cùng, gia nhập Thiên Minh đối với ta mà nói là lựa chọn tốt nhất, các ngươi cho rằng Diệt Thiên Minh vẫn có thể có phiên thiên ngày sao? Các ngươi cho rằng dựa vào các ngươi những này Diệt Thiên Minh dư nghiệt là có thể thành sự. Loại ý nghĩ này quả thực thật là tức cười. Điền Phong Đức ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, ta nhưng nghe nói các ngươi đều thanh hy vọng ký thác vào tiểu tử này trên người. Một cái chỉ là tông cấp tầng thứ tột cùng tiểu tử, chờ hắn trưởng thành đến thần cấp tầng thứ, Nghiêm Minh chủ sớm liền không biết muốn đạt tới cái gì tầng thứ. Kỳ thực Diệt Thiên Minh sớm nên cũng bị Thiên Minh cho tóm thâu. Điền Phong Đức nhìn ra mà Tôn Trương Hình Thiên đối Diệp Thần Phong căm hận. Hắn không ngại vào lúc này làm thấp đi một phen Diệp Thần Phong, trên đất Tôn Trương Hình Thiên trong lòng lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Được rồi, Thiên Tôn Quý Phi Thuyền tùy ý khoát tay áo một cái, ánh mắt có nhiều ý vị nhìn xem Diệp Thần Phong,
nói ra, người tự ít đi chủ muốn tự tay giết chết người. Các ngươi là tới nơi này chính mình chịu chết. Hôm nay chúng ta chẳng những nhận được băng tuyết liên hoa, vẫn có thể bắt lại các ngươi những này dư nghiệt. Chúng ta thật đúng là yếu cảm ơn các ngươi, cho chúng ta cái này cơ hội lập công. Trương lão đệ, nếu này Diệp Thần Phong cùng ngươi có quan hệ, như vậy ngươi hãy theo hắn vui đùa một chút đi. Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đối với Trương Hình Thiên nói ra. Điền Phong Đức cũng mở miệng nói, quý ca, này Diệt Thiên Minh dư nghiệt Lý Gỗ Lim, liền để ta tới đối phó đi. Trước đây tại Diệt Thiên Minh thời điểm, ta liền cùng hắn là đối thủ cạnh tranh. Quý Phi Thuyền gật gật đầu, tính là đồng ý Điền Phong Đức đề nghị, Quý Phi Thuyền rồi hướng Thiên Minh 10 tôn bên trong thứ tư ngũ thừa nước, nói ra, lão ngũ, còn lại mấy cái Thiên Minh dư nghiệt, ngươi liền cùng bọn họ vui đùa một chút đi. Những người khác đều ở một bên nhìn xem là được rồi. Quý Phi Thuyền hoàn toàn chưa hề đem Diệp Thần Phong đám người coi là chuyện to tát, hắn thuần túy là đang đùa bỡn Diệp Thần Phong đám người đây. Thiên Minh cửu tôn bên trong những người còn lại đều đứng ở bốn phía, phòng ngừa Diệp Thần Phong đám người đào tẩu hành vi. Điền Phong Đức mũi chân vi vi chỉa xuống đất, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Gỗ Lim trước mặt, trong miệng cười nói, Lý Gỗ Lim, lúc trước tại Diệt Thiên Minh thời điểm, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Hôm nay ta thân là Thiên Minh 10 tôn một trong, mà ngươi Lý Gỗ Lim lại lạc phách chỉ có lưu vong phần, ngươi nhưng cũng không phải Thiên Minh điểm danh yếu để lại người sống người, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lý Gỗ Lim sầm mặt lại, không nói một lời đem trong cơ thể tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực đề được đưa lên, y phục trên người được kình khí cho no đến mức phình phình, hai tay là thật chặt nắm thành quyền đầu. Điền Phong Đức không có tại nói nhảm nhiều rồi, bóng người hướng về Lý Gỗ Lim nhoáng tới. Ngập trời khí thế trong nháy mắt đem Lý Gỗ Lim cho bao phủ lại rồi. Một bên khác, Thiên Minh 10 tôn bên trong thứ tư ngũ thừa nước, hắn đã cùng Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ, Tiêu Lập Viễn bốn người này đối chiến. Thẩm Minh Hiên là tôn cấp trung kỳ thực lực, Lâm Hân Di là tôn cấp sơ kỳ thực lực, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn đều là tông cấp đỉnh phong thực lực, lấy ngũ thừa nước tôn cấp đỉnh phong thực lực, hơn nữa tại 10 tôn bên trong thứ tư. Hắn muốn đối phó Thẩm Minh Hiên bọn bốn người hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần Diệp Thần Phong cùng Thiên Minh địa tôn Trương Hình Thiên. Mà tôn Trương Hình Thiên mang trên mặt nụ cười dữ tợn, quát lên, tiểu súc sinh, ta không biết ngươi lần trước là như thế nào tại ta ngay dưới mắt chạy trốn, bất quá, lần này ngươi tuyệt đối không có số may như vậy rồi. Mà tôn Trương Hình Thiên cánh tay đột nhiên run lên, hắn đem linh hồn lực rót vào đã đến hai nắm đấm bên trong. Hắn hai nắm đấm trong nháy mắt phồng lớn lên mấy phần, trên mu bàn tay là tráng kiện nổi gân xanh. Nếu như Diệp Thần Phong lập tức tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng lời nói, hắn hay là vẫn có thể có sức đánh một trận, thế nhưng hắn tiến vào trạng thái nổi khùng, e sợ một bên Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đám người liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn rồi, đến lúc đó trạng thái nổi khùng một khi biến mất, hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận mệnh phần rồi. Mà tôn Trương Hình Thiên nhưng là không kịp chờ đợi phải đem Diệp Thần Phong đánh gục rồi, chân hắn trưởng đạp ở trên mặt băng, thân thể hướng về Diệp Thần Phong nhanh chóng bay qua, hai con phồng lớn lên mấy phần nắm đấm, hướng về Diệp Thần Phong ngực đập tới. Nếu tạm thời còn chưa thể sử dụng có thể khống chế trạng thái nổi khùng, Diệp Thần Phong đối mặt mà tôn Trương Hình Thiên công kích, con ngươi của hắn vi vi co rụt lại, hắn nhất định muốn một bên ứng phó Trương Hình Thiên, vừa muốn xuất biện pháp giải quyết đến. Diệp Thần Phong sử dụng tới Bạo Huyền Bộ Pháp đồng thời, hắn lại thi triển ra U Minh Quỷ Bước, tại Diệp Thần Phong hai bên lập tức xuất hiện hai cái vô cùng chân thật ảo ảnh, này làm cho nằm ở trong công kích Trương Hình Thiên hơi sững sờ, mà Diệp Thần Phong liền thừa cơ hội này tránh qua Trương Hình Thiên lần đầu công kích. Hai tiếng. Trương Hình Thiên hai nắm đấm đột nhiên đánh vào trên mặt băng là lập tức nổ nứt ra, trong lúc nhất thời là vụn băng 4P. Tiểu súc sinh. Ngươi ngược lại thật đúng là có chút tài năng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Mà tôn Trương Hình Thiên hứng thú giạt rào cười nói. Diệp Thần Phong nhìn xem chu vi thiên tôn các loại tôn cấp cường giả, lại nhìn xem Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người tình cảnh, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Diệp Thần Phong trong lòng thật sự không nghĩ ra hoàn mỹ gì thoát thân biện pháp đến rồi, cần phải là còn tiếp tục như vậy, bọn hắn chỉ có được Thiên Minh cầm nã phần, nếu như được Thiên Minh cho cầm nã rồi. Như vậy bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ yếu diệt trừ Thiên Minh rồi. Mà tôn Trương Hình Thiên khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt,
dưới chân đạp ra một cái hết sức đặc thù bộ pháp, thân ảnh của hắn trong nháy mắt giống như quỷ mị, hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, tốc độ muốn so vừa vặn tăng lên thật nhiều lần. Diệp Thần Phong thấy thế, hắn biết lần này hắn là muốn tránh cũng không được, chỉ có thể chính diện thanh mà tôn trương hình thiên công kích cho tiếp đó, bên trong thân thể là điên cuồng tăng lên tông cấp đỉnh phong linh hồn lực, trong miệng nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng, a. Chương 1094, bị bao vây băng tuyết thế giới. Hai quyền tương đối, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân đột nhiên lui về phía sau ba bước, hắn và mà tôn trương hình thiên đối oanh nắm tay phải thượng, nhất thời là máu me đầm đìa, thậm chí là xương đều có chút tế vi vỡ vụn, bởi vậy có thể thấy được mà tôn trương hình thiên đòn đánh này có cỡ nào cường hãn. Ha ha ha, Lý Gỗ Lim, người nhất định là ta Điền Phong Đức bại tướng dưới tay rồi. Một bên khác, Điền Phong Đức đem Lý Gỗ Lim cho kích ngã xuống trên mặt băng, từng tia máu tươi từ Lý Gỗ Lim trong miệng chảy ra, Lý Gỗ Lim trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Quý ca, cái này mấy tên tiểu quỷ một điểm tính khiêu chiến cũng không có, thực sự là mất hứng cực điểm a hát. Đồng dạng, Thiên Minh 10 tôn bên trong thứ tư ngũ thừa nước, hắn cũng là đem Thẩm Minh Hiên đám người cho đánh ngã xuống trên mặt đất. Bây giờ còn chưa kết thúc chiến đấu cũng chỉ có Diệp Thần Phong cùng Thiên Minh địa tôn Trương Hình Thiên rồi. Diệp Thần Phong chảy tiên huyết cánh tay phải là khẽ run, trong miệng hắn hàm răng là thật chặt cắn, đối mặt như thế tuyệt cảnh, Diệp Thần Phong chỉ có cuối cùng lại liều mạng một lần rồi, nhưng mà, chính lúc hắn yếu thi triển có thể khống chế trạng thái nổi khùng lúc. Bốn phía đột nhiên thổi lên một trận lạnh lẽo gió lạnh, này cỗ gió lạnh là lạnh đến trong xương cốt người ta. Liền ngay cả dùng linh hồn lực chống cự lạnh giá thiên tôn quý phi thuyền đám người, thân thể của bọn họ cũng là không kiềm hãm được run lên một cái. Tại đây trận gió lạnh quát xong sau, giữa bầu trời lại đã nổi lên như lông ngỗng tuyết lớn đến, nơi xa, khai thác suốt băng tuyết liên hoa địa phương, thả ra chói mắt ánh sáng màu trắng đến, chỗ kia ở bên trong cái hang lớn chừng 10 đóa băng tuyết liên hoa, quỷ dị nhiều đóa bay lên trời rồi, ở giữa không trung bày ra một cái vòng tròn hình dạng. Này nhiều đóa băng tuyết liên hoa rất có thứ tự xoay tròn. Này làm cho Diệp Thần Phong cùng thiên tôn quý phi thuyền bọn người sững sờ rồi. Này hình ảnh kỳ lạ để cho bọn họ có phần không biết làm sao, thiên tôn quý phi thuyền tại phục hồi tinh thần lại sau đó hắn nói ra, Trương lão đệ. Ngươi tiếp tục đối với giao Diệp Thần Phong, ta đi xem băng tuyết liên hoa tình huống. Nhưng mà, tại quý phi thuyền chuẩn bị trở về băng tuyết liên hoa giờ địa phương, có một bóng người tốc độ so với hắn càng tăng nhanh hơn, này bôi nhạt bóng người màu đỏ trên trời tôn quý phi thuyền đám người chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn đã là hướng về bay lên trời băng tuyết liên hoa lao đi rồi, tốc độ mơ hồ vượt qua vậy tôn cấp đỉnh phong cao thủ. Này bôi nhạt bóng người màu đỏ chính là Diệp Thần Phong rồi. Tại quý phi thuyền đám người khiếp sợ băng tuyết liên hoa quỷ dị lúc, hắn trước tiên tiến vào trạng thái nổi khùng bên trong, hắn luôn cảm giác này băng tuyết liên hoa có gì đó quái lạ. Hiện tại hắn không lo được nhiều như vậy, hắn suy đoán hay là này quỷ dị băng tuyết liên hoa có thể cứu bọn họ một mạng, cho nên hắn mới liều lĩnh tiến vào trạng thái nổi khùng, hướng về mấy chục đóa băng tuyết liên hoa lướt tới. Tại Diệp Thần Phong xẹt qua thiên tôn quý phi thuyền bên cạnh. Này quý phi thuyền mới trong miệng chợt quát lên, Diệp Thần Phong. Ngươi dám. Ngược lại, thiên tôn quý phi thuyền cũng đi sát Diệp Thần Phong phía sau. Mà tôn trương hình thiên cảm thụ Diệp Thần Phong trên người tản mát ra thật khí thế, thân sắc của hắn trở nên ngưng trọng lên, trong miệng tự nhủ, Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này, hắn vừa vặn lại vẫn không có sử dụng toàn bộ thực lực đến. Diệp Thần Phong đối với thiên tôn quý phi thuyền quát ầm, hắn vốn là không nhúc nhích, hắn tại đi tới mấy chục đóa băng tuyết liên hoa phía dưới sau. Hắn hai chân đột nhiên đạp đất, trực tiếp đem một đóa băng tuyết liên hoa cho nắm trong tay. Nhất thời nhất cổ cực hạn lạnh giá trải rộng Diệp Thần Phong toàn thân, Diệp Thần Phong cầm băng tuyết liên hoa toàn bộ trên cánh tay trái lại bị một tầng thật mỏng tầng băng cho nhốt lại, hắn toàn bộ cánh tay trái là nhất thời mất đi chi giác. Vô chi tiểu tử, người lại dám lấy tay đi trực tiếp đụng vào băng tuyết liên hoa, người chẳng lẽ không biết này băng tuyết liên hoa là cực hàn chi vật sao? Không trải qua xử lý, thân thể căn bản vô pháp trực tiếp đi tiếp xúc băng tuyết liên hoa. Nếu không phải thiếu chủ muốn tự tay giết ngươi, ta hiện tại liền một cái tát đập chết ngươi. Thiên tôn quý phi thuyền cực kỳ khinh thường nói. Cùng lúc đó, mà tôn trương hình thiên cũng đi tới thiên tôn bên cạnh, thiên tôn lắc lắc đầu, nói ra, Trương lão đệ, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, ngươi liền một cái Diệp Thần Phong đều xem không ở,
xem tới vẫn là để cho ta ra tay trị phục Diệp Thần Phong tiểu tử này đi. Nơi xa được đánh ngã xuống đất mặt núi Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong hầu như đã trở thành cua trong giọ, mà lần này Diệp Thần Phong liền trạng thái nổi khùng cũng thi triển, Diệp Thần Phong không thể nào là thiên tôn đối thủ của bọn họ rồi, này làm cho Thẩm Minh Hiên các loại trong lòng người bắt đầu sinh sôi hối hận rồi, bọn hắn hối hận lần này tới đến này cực địa sông băng bên này. Mái tóc hiện ra màu đỏ nhạt, chu vi được nhạt hồng sắc khí thể lượn lờ Diệp Thần Phong. Hắn đem phải tay nắm chặt tay trái cổ tay, hắn trong con ngươi là do dự bất định, hắn muốn đem trên tay trái thủ vòng tay cho bóp nát, như vậy là hắn có thể đủ tiến vào chân chính trạng thái nổi khùng rồi. Bất quá, tiến vào chân chính trạng thái nổi khùng, Diệp Thần Phong cả người sẽ mất đi ý thức, liền ngay cả chính hắn cũng không biết hội xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ muốn sống cũng chỉ có biện pháp này, này quỷ dị băng tuyết liên hoa cũng không có sản sinh cái gì thay đổi. Thế nhưng chính lúc Diệp Thần Phong yếu liều lĩnh bóp nát vòng tay thời điểm, đạp ở dưới bàn chân mặt băng đột nhiên chấn động lên, hơn nữa chấn động tần suất tại càng lúc càng nhanh, mà giữa không trung còn lại chừng 10 nhiều băng tuyết liên hoa, trong chớp mắt đột nhiên bạo liệt ra. Ầm, 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 tiếng vang là không dứt bên tai. Đầy trời vụn băng từ giữa không trung lưu loát tung bay xuống. Chừng 10 đóa băng tuyết liên hoa không giải thích được nổ tung. Này làm cho thiên tôn quý phi thuyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn suy đoán đây cũng là Diệp Thần Phong cầm trong đó một đóa băng tuyết liên hoa nguyên nhân, này làm cho trên mặt hắn là hoàn toàn bị phẫn nộ cho lấp đầy, nhưng hắn lại không thể đủ lập tức giết Diệp Thần Phong, hắn chỉ có thể thanh khí xuất ở một bên mà tôn Trương Hình Thiên trên người. Trương Hình Thiên, lần này đều là bởi vì ngươi không có xem trọng Diệp Thần Phong, các loại trở về Diệt Thiên Minh tổng bộ sau đó chính ngươi hướng về Minh chủ giải. Thích đi. Trên trời tôn quý phi thuyền tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, đạp ở dưới chân mặt băng đột nhiên sáng ngời chuyển động, chu vi này cả một mảnh cực địa sông băng bỗng nhiên hướng xuống đất chìm xuống dưới, chìm nghỉm tốc độ phi thường nhanh, cho tới không có bất cứ người nào là phản ứng lại. Chuẩn bị liều lĩnh tiến vào chân chính trạng thái nổi khùng Diệp Thần Phong, tại chỉnh mảnh cực địa sông băng chìm nghỉm thời điểm, hắn muốn hướng về cực địa sông băng bên ngoài lao đi, đáng tiếc là, thân thể hắn thật giống không cách nào nhúc nhích. Cái cảm giác này giống như là được hàn băng cho phong bế như thế, không chỉ có là Diệp Thần Phong, tại cực địa sông băng trong tất cả mọi người đều có cái cảm giác này. Theo, toàn bộ cực địa sông băng không ngừng chìm nghỉm, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, hắn cả người nhất thời mất đi hết thảy chi giác. Cũng không biết là quá rồi bao lâu. Chung quanh là một mảnh trắng xóa, ngoại trừ thâm hậu tầng băng ở ngoài, chính là từng tòa trắng phao phao tuyết sơn rồi. Nhanh nhắm mắt Diệp Thần Phong là nằm ở một khối trên tầng băng, tại chung quanh hắn không có người khác tồn tại, nằm ở hôn mê Diệp Thần Phong đang run rẩy hai lần mí mắt sau đó hắn là cật lực mở mắt ra đến, khi hắn vừa vặn mở mắt ra, thân thể của hắn liền run lên, này bốn phía nhiệt độ so với cực địa sông băng còn muốn lạnh giá, mà Diệp Thần Phong lại kết thúc có thể khống chế trạng thái nổi khùng, hắn hiện tại hoàn toàn nằm ở vô lực giai đoạn. Trong thân thể căn bản tăng lên không khởi linh hồn lực để chống đỡ lạnh giá. Cho nên, tại Diệp Thần Phong trên người đã là kết lên tầng băng đến rồi, Diệp Thần Phong nhẫn nhịn lạnh giá nhìn quanh một lần bốn phía, đang xác định không có trời minh người sau đó trong lòng của hắn mới hơi chút an tâm một ít, hắn nỗ lực muốn từ tầng băng đứng lên, trong thân thể hư không cùng cảm giác vô lực, khiến hắn một lần lại một lần uổng công vô ích. Trong nhiều lần thử nghiệm sau đó Diệp Thần Phong dứt khoát liền thành thật thật nằm ở trên tầng băng rồi, một bên khôi phục trong cơ thể linh hồn lực, một bên thầm nghĩ, đây là địa phương nào? Nơi này hẳn là cực địa sông băng dưới lòng đất chứ? Diệp Thần Phong nhìn qua đỉnh đầu, hắn phát hiện trên đỉnh đầu cũng là một mảnh trắng xóa. Lý Thúc cùng Minh Hiên bọn hắn cũng có thể đi tới nơi này chứ? Chỉ cần không gặp được thiên minh người, bọn hắn hẳn có thể tránh thoát một kiếp. Diệp Thần Phong có phần lo lắng thầm nghĩ. Hắt xì. Diệp Thần Phong trong lỗ mũi là không nhìn được hắt xì hơi một cái, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, nơi quỷ quái này, thật mẹ hắn lạnh, các loại khôi phục linh hồn lực sau đó ta liền đi tìm Minh Hiên bọn hắn, đoán chừng tại đây đóng băng trong thế giới chả sẽ gặp phải thiên minh người, ta nhất định phải suy nghĩ thật kỹ kế tiếp kế sách ứng đối mới được. Chương 1095, công kích trận pháp hiển uy. Sau 5 tiếng, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực lần thứ 2 khôi phục được trạng thái đỉnh cao,
hắn từ thâm hậu trên tầng băng đứng lên, vận chuyển một cái trong cơ thể linh hồn lực, hắn phát hiện tại vận chuyển linh hồn lực đồng thời, trên thân thể của hắn được một tầng thật mỏng sương mù màu trắng cho bao trùm rồi, tầng này sương mù màu trắng phảng phất có cách lạnh tác dụng, đem này băng tuyết thế giới lạnh giá cho toàn bộ cô lập. Diệp Thần Phong nhìn thấy trên người của hắn tầng này sương mù sau, hắn hầu như có thể khẳng định đây cũng là hắn hấp thu vô số băng hạt nguyên nhân, này mới khiến thân thể của hắn sinh ra biến hóa như thế. Diệp Thần Phong đi ra thâm hậu tầng băng, đạp ở giày tuyết trắng thật dày thượng, từ trong tuyết mặt phát ra chít rồi. Chít rồi, tiếng vang, nhìn xem này mênh mông vô bờ băng tuyết thế giới, Diệp Thần Phong dự định tìm được trước Thẩm Minh Hiên đám người lại nói, bất quá, lại tìm Thẩm Minh Hiên đám người trước đó, Diệp Thần Phong tại vừa vặn trong vòng 5 tiếng, trong lòng của hắn đã nghĩ ra một cái biện pháp rồi. Diệp Thần Phong bước nhanh đi tới phụ cận một tòa đại tuyết sơn trước mặt, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra 30 khối hắc vẫn khoáng thạch, lần trước tại phong vệ doanh bố trí hắc vẫn phòng ngự trận thời điểm, này hắc vẫn khoáng thạch là hầu như tiêu hao hết tất rồi, chỉ còn dư lại này 30 khối, tại hắc vẫn khoáng thạch trên trận pháp, không chỉ có mạnh mẽ phòng ngự trận, cũng có mạnh mẽ công kích trận pháp, bất quá, công kích trận pháp không có phòng ngự trận pháp tới bền chắc, bằng không lúc trước Diệp Thần Phong liền ở phong vệ doanh bên ngoài bố trí công kích trận. Pháp. Này 30 khối hắc vẫn khoáng thạch chỉ có thể bố trí xuất một cái cỡ nhỏ công kích trận pháp, lấy một cái tiểu hình công kích trận pháp power, đương nhiên là không cần tôn cấp cường giả tính mạng được rồi, cho nên Diệp Thần Phong chỉ có thể lấy đầu cơ trục lợi phương pháp rồi. Diệp Thần Phong yếu bố trí trận pháp này tên là thiên địa đấu chuyển trận. Hắn đã là đem hắc vẫn khoáng thạch trận pháp toàn bộ ghi vào trong đầu rồi, hắn thuần thục tại đại tuyết sơn trước mặt bày ra 30 khối hắc vẫn khoáng thạch đến. Thiên địa này đấu chuyển trận sắp xếp cũng là hết sức phức tạp, trong đó đã bao hàm tinh thần phương thức sắp xếp. Cùng với phương vị phương thức sắp xếp, nhưng đây đối với Diệp Thần Phong tới nói cũng không phải là cái gì việc khó. Sau 8 phút, Diệp Thần Phong liền đem một cái phiên bản thu nhỏ thiên địa đấu chuyển trận cho hoàn thành, Diệp Thần Phong đem ngón tay của chính mình bị rạch rách rồi, đem thiên huyết tích nhập thiên địa đấu chuyển trận trong mắt trận. Thế giới này đấu chuyển trận đang hấp thu Diệp Thần Phong tiên huyết sau đó nó lập tức tránh qua một đạo hào quang óng ánh. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong cũng cảm giác giờ khắc này mình và thiên địa này đấu chuyển trận có vẻ như có liên hệ nào đó. Dưới chân hắn bước chân lui về phía sau hơn 30 bước, linh hồn lực hướng về thiên địa đấu chuyển trận mắt trận tập kích tới, tại thiên địa đấu chuyển trận mắt trận tiếp thu được Diệp Thần Phong linh hồn lực sau. Toàn bộ thiên địa đấu chuyển trận nhất thời hào quang chói lọi. Nhất cổ cường hãn sóng năng lượng đột nhiên bay lên trời cao, hướng về đại tuyết sơn oanh kích tới. Một tiếng. Tại này cổ cường hãn sóng năng lượng đánh vào trên đại tuyết sơn thời điểm, trên đại tuyết sơn lập tức đưa tới tuyết lở. Trắng toát đống tuyết từ trên núi tuyết chút xuống. Trong nháy mắt đem vừa vặn Diệp Thần Phong đứng địa phương bao phủ lại rồi, tại đại tuyết sơn phát sinh tuyết lở thời điểm, Diệp Thần Phong ngay đầu tiên đem thiên địa đấu chuyển trận cho thu hồi nhẫn không gian. Thế giới này đấu chuyển trận vẫn có thể sử dụng 3 lần, Diệp Thần Phong cũng không làm được lãng phí một cách vô ích, huống hồ hắn trong không gian giới chỉ còn lại hắc vẫn mỏ toàn bộ dùng để xây dựng thiên địa đấu chuyển trận, hắn cũng không có còn lại hắc vẫn khoáng thạch có thể dùng rồi. Nhìn thấy thiên địa này đấu chuyển trận oanh kích đại tuyết sơn tạo thành hậu quả, đây là để Diệp Thần Phong vô cùng hài lòng. Hắn chỉ cần cố ý hấp dẫn thiên minh người đứng ở đại tuyết sơn trước mặt. Đến lúc đó hắn xuất kỳ bất ý kích phát thiên địa đấu chuyển trận. Thiên minh người nhất định là chạy không thoát này chút xuống tuyết lở, đến lúc đó thiên minh người chỉ có bị chôn sống phần. Tại có thế giới này đấu chuyển trận về sau, Diệp Thần Phong là có thể yên tâm đi tìm Thẩm Minh Hiên đám người, bởi Diệp Thần Phong cũng không biết Thẩm Minh Hiên đám người vị trí cụ thể, hắn chỉ là tùy tiện xác nhận một phương hướng, hắn liền đem người bên trong linh hồn lực đề được đưa lên. Một bên chạy nhanh, một bên thời khắc chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Ước chừng sau một tiếng, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy phía trước có linh hồn lực chấn động truyền đến, này làm cho Diệp Thần Phong là nhíu mày đến, hắn vội vàng đi lên mấy bước, đi tới một tòa đại tuyết sơn trước, đem trong không gian giới chỉ thiên địa đấu chuyển trận trực tiếp đặt ở đại tuyết sơn trước. Rất nhanh, một đạo bóng người quen thuộc liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt. Đạo thân ảnh này không phải là Lâm Hân Di ma. Giờ khắc này Lâm Hân Di trên người bị thương thế nghiêm trọng, sắc mặt hiện ra phải vô cùng trắng xanh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng.
Tại Diệp Thần Phong nhìn thấy Lâm Hân Di thời điểm, Lâm Hân Di cũng nhìn thấy Diệp Thần Phong, này làm cho Lâm Hân Di đôi mắt đẹp bên trong bắn ra ánh sáng hy vọng đến. Tại Lâm Hân Di đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh lúc, người gấp vội mở miệng nói ra, Diệp Thần Phong, đi mau, đằng sau ta có hai tên thiên minh tôn cấp cường giả đỉnh cao, ta là lợi dụng địa hình nơi này, mới miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, hắn không có lập tức rời đi ý tứ, nói ra, Hân Di, chúng ta ngay ở chỗ này chờ bọn hắn được rồi, vừa vặn để cho bọn họ có đi mà không có về, các loại giải quyết xong bọn hắn, chúng ta lại đi tìm Minh Hiên bọn hắn. Diệp Thần Phong, bọn hắn nhưng là hai tên tôn cấp cường giả đỉnh cao, người chắc chắn có thể giết chết bọn hắn. Lâm Hân Di nghi vấn đạo. Tại Lâm Hân Di lời nói âm mới vừa hạ xuống xong, hai lao người bóng xuất hiện tại trước mặt bọn họ, cái này hai tên đàn ông trung niên đồng dạng là thiên minh 10 tôn một trong, bọn hắn phân biệt gọi Hoàng Phương Lập cùng Thạch Hưng Nguyên, người trước trên trời minh 10 tôn bên trong thứ 8, người sau trên trời minh 10 tôn bên trong thứ 9. Nhìn xem xuất hiện Hoàng Phương Lập cùng Thạch Hưng Nguyên, Diệp Thần Phong nói ra, bằng vào ta thực lực trước mắt giết không được hai tên tôn cấp cường giả đỉnh cao. Nghe được Diệp Thần Phong như thế trắng ra trả lời, này làm cho Lâm Hân Di là tức đỏ mặt, nói ra, Diệp Thần Phong, vậy ngươi còn nói để cho bọn họ có đi mà không có về. Hoàng Phương Lập cùng Thạch Hưng Nguyên hai người này, bọn hắn nhìn thấy không chỉ có Lâm Hân Di ở nơi này, liền ngay cả Diệp Thần Phong cũng ở nơi đây, này để hai người bọn họ khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Hoàng Phương Lập thuyết nói, lão Thạch, xem ra lúc này vận khí của chúng ta đến rồi, chúng ta trước đem Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di cho cầm nã rồi. Nam liền trước khống chế lại, về phần nữ ma. Chúng ta tại đây trời đông giá rét thế giới, phải hay không phải làm vận động. Nắm Diệt Thiên Minh phó minh chủ con gái làm vận động ngẫm lại đều kích thích. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Thật không biết đây là một nơi quái quỷ gì. Thạch Hưng Nguyên bĩu môi nói ra. Diệp Thần Phong trực tiếp kéo lại Lâm Hân Di thủ, này làm cho Lâm Hân Di hơi hơi ngẩn người, bất quá, tại Lâm Hân Di chả chưa kịp phản ứng thời điểm. Diệp Thần Phong liền kéo Lâm Hân Di từ từ hướng về sau lui đi, này làm cho Lâm Hân Di không khỏi nói ra, Diệp Thần Phong, chúng ta bây giờ đi có phải là quá muộn hay không một điểm. Diệp Thần Phong cũng không trả lời Lâm Hân Di vấn đề, mà Hoàng Phương Lập cùng Thạch Hưng Nguyên hai người bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong lùi về sau, bọn hắn nhưng là từng bước đi tới, rất nhanh, hai người bọn họ liền đi tới thiên địa đấu chuyển trận bên cạnh rồi. Bọn hắn cũng không hề chú ý tới một bên những này hắc vẫn khoáng thạch. Diệp Thần Phong, vẫn là cho ta ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Như vậy chúng ta vẫn có thể cho ngươi thiếu được một ít thống khổ. Hoàng Phương Lập cười lạnh nói. Ta xem hẳn là phải ngoan ngoan bó tay chịu trói chính là bọn ngươi hai cái, chỉ sợ các ngươi sau đó liền không cười được. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực đột nhiên hướng về Hoàng Phương Lập cùng Thạch Hưng Nguyên hai người tập kích tới. Hoàng Phương Lập giơ tay lên, nói ra, Diệp Thần Phong, bằng ngươi loại công kích này, ngươi cũng muốn thương đến chúng ta, ngươi quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, chính lúc Hoàng Phương Lập muốn hóa giải Diệp Thần Phong linh hồn lực lúc công kích, chỉ thấy Diệp Thần Phong linh hồn lực đột nhiên cải biến công kích phương hướng, hướng về Hoàng Phương Lập bên trái trên mặt đất tập kích tới, chính xác chui vào thiên địa đấu chuyển trận trong mắt trận. Thiên địa này đấu chuyển trận được kích phát rồi sau đó nhất thời hào quang chói lọi, nhất cổ cường hãn năng lượng phóng lên trời, mãnh liệt đánh vào trên đại tuyết sơn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cả tòa đại tuyết sơn nhất thời xảy ra tuyết lở, Diệp Thần Phong tại đem thiên địa đấu chuyển trận thu hồi trong không gian giới chỉ sau, hắn trước tiên lôi kéo Lâm Hân Di nhanh chóng lui về. Về phần, đứng ở đại tuyết sơn dưới đáy Hoàng Phương Lập cùng Thạch Hưng Nguyên hai người này. Bọn hắn nhìn xem từ đỉnh đầu chút xuống đống tuyết, bọn hắn vừa vặn phản ứng lại muốn trốn khỏi, đáng tiếc là đã muộn một bước, thâm hậu tuyết lớn đem hai người bọn họ cho nhanh chóng chôn sống rồi. Chương 1096, hội hợp, 05 băng tuyết liên hoa. Thời gian loáng một cái, hai ngày một cái chớp mắt đã trôi qua rồi. Tại đây băng tuyết thế giới trong, không có ban ngày cùng buổi tối phân chia, từ đầu tới cuối là một mảnh trắng xóa. Cũng may Diệp Thần Phong trong không gian giới chỉ có điện thoại, hắn có thể đủ từ trên điện thoại di động thời gian, đến biết tại đây băng tuyết thế giới bên trong bao lâu trôi qua.
Tại hai ngày trước lợi dụng thiên địa đấu chuyển trận đem thiên minh hai tên tôn cấp đỉnh phong cao thủ chôn sống, sau đó Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di liền ám lên tìm kiếm Thẩm Minh Hiên đám người lộ trình, bởi Diệp Thần Phong trong không gian giới chỉ có sung túc thức ăn nước uống, cho nên Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di cũng không dùng vì ăn mà dầu dĩ, bằng không trong thế giới trắng mịt mờ này, chỉ có thể rửa sạch nước mà sống rồi, ngược lại là Thẩm Minh Hiên đám người tình huống để Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di là khá là lo lắng. Tại trong hai ngày này, Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di cũng không có gặp phải thiên minh người rồi, hai người bọn họ linh hồn lực một mực nằm ở phóng ra ngoài giai đoạn, tỉ mỉ cảm ứng tình huống chung quanh, bọn hắn nhất định phải mau sớm tìm tới Thẩm Minh Hiên đám người, bằng không Thẩm Minh Hiên đám người cho dù không bị thiên minh giết đi, e sợ cuối cùng cũng sẽ chết đói. Diệp Thần Phong, lẽ nào chúng ta ngay ở chỗ này lung tung không có mục đích tìm đi xuống sao? Như vậy căn bản không tìm được Lý Thúc cùng Minh Hiên bọn hắn. Lâm Hân Di có phần nôn nóng nói. Vậy ngươi nói vẫn có thể làm sao bây giờ? Chúng ta liền nơi này là địa phương nào cũng không biết. Nơi này đến tột cùng có bao nhiêu cũng không biết. Chúng ta chỉ có thể như thế tìm đi xuống. Diệp Thần Phong nhíu chặt mày nói ra. Tại Diệp Thần Phong nói chuyện với Lâm Hân Di giữa, bọn hắn vòng qua một tòa đại tuyết sơn, tại trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái rừng cây. Trong rừng cây cây cối phi thường xanh tại thân cây cùng trên lá cây là chất đầy bạch tuyết. Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di trực tiếp bước chân vào trong rừng cây, phóng ra ngoài linh hồn lực cảm ứng chu vi tình huống. Tại trong rừng cây đi lại sau một tiếng, Diệp Thần Phong khẽ nhíu chân mày, nói ra ta cảm giác được ở mặt trước có yếu ớt linh hồn lực tồn tại, lấy linh hồn lực để phán đoán đối phương nằm ở phi thường hư nhược trạng thái. Chúng ta trước tiên đi xem tình huống rồi nói sau. Nếu như là thiên minh người, tại bọn hắn nằm ở trạng thái hư nhược thời điểm, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể đem bọn hắn giết chết rồi, nếu như là Minh Hiên bọn hắn nơi đó liền không thể tốt hơn rồi. Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di thận trọng hướng về phía trước tới gần, ước chừng lại đi sau 5 phút, bọn hắn xem đến mặt đất thượng được đào bới ra một cái lỗ thủng to, yếu ớt linh hồn lực chính là từ cái hang lớn này bên trong truyền tới. Tại hoàn toàn dựa vào gần rồi sau đó Diệp Thần Phong cảm giác được cái hang lớn này bên trong linh hồn lực không chỉ một cỗ, có tới 4 cỗ nhiều, này làm cho Diệp Thần Phong có phần khẳng định, bên trong cái hang lớn người hay là chính là Lý Gỗ Lim, Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn 4 người này. Diệp Thần Phong thận trọng chuyển qua chỗ cửa động, đột nhiên, một vệt bóng người từ bên trong cái hang lớn bay vụt đi ra, này lau người bóng trong tay cầm một cái sáng như tuyết chủy thủ. Bay thẳng đến Diệp Thần Phong yết hầu đâm đi qua. Làm Diệp Thần Phong nhìn thấy này lao người bóng thời điểm, trong miệng hắn không khỏi hô, Lý Thúc, là ta. Này lao người bóng chính là Diệp Thiên Minh tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim, mà Lý Gỗ Lim đang nhìn đến là Diệp Thần Phong sau, hắn lập tức lỏng tay ra, một cái sáng như tuyết chủy thủ trực tiếp rơi vào trên mặt đất, Lý Gỗ Lim cũng đúng lúc đình chỉ động tác, thân thể lảo đảo một cái, trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di đem Lý Gỗ Lim cho đỡ lên, Lý Gỗ Lim âm thanh có phần hư nhược nói ra, Diệp Thiếu, Hân Di, hai người các ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi, vừa vặn ta còn tưởng rằng là thiên minh người tìm đến nơi này, Minh Hiên bọn hắn đều ở trong động, chúng ta đi vào trước lại nói. Lại đi tiến bên trong cái hang lớn sau đó Diệp Thần Phong nhìn thấy mỗi một người đều suy yếu vô cùng Thẩm Minh Hiên đám người. Hắn lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều nước cùng loại thịt đồ ăn, nói ra, Lý Thúc, Minh Hiên, các ngươi trước tiên ăn một chút gì. Nhìn thấy trước mặt một đống lớn thực vật, Trình Đại Hổ là trực tiếp mở ra một túi chân không bao trang đùi gà, hung hăng cắn một cái, nói ra, Thần Phong, ngươi thật đúng là tới thật là kịp thời, mấy ngày nay chúng ta đều là uống tuyết thủy, ăn vỏ cây sống lại, chúng ta cũng muốn đi tìm các ngươi, nhưng là chúng ta bị phi thường thương thế nghiêm trọng. Lại tăng thêm trên người không có thức ăn bổ sung, cuối cùng chúng ta chỉ có thể ở lại chỗ này rồi. Trước mặt này một đống lớn đồ ăn, được Trình Đại Hổ đám người là quét một cái sạch sành xanh, ở bên trong thân thể bổ sung nhiệt lượng sau đó Diệp Thần Phong lại phân biệt giúp Lý Gỗ Lim đám người trị liệu một cái thương thế. Rất nhanh, Lý Gỗ Lim đám người lần thứ hai khôi phục xanh long hoạt hổ dáng vẻ. Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di cũng đúng Lý Gỗ Lim đám người nói một lần bọn hắn mấy ngày nay tình huống. Khi bọn họ nghe được Diệp Thần Phong lợi dụng trận pháp chôn sống thiên minh 10 tôn bên trong hai người, này làm cho Lý Gỗ Lim đám người là từng cái không bội phục cũng không được. Thần Phong,
người tại trước khi tới đây, người không phải là cầm một đóa băng tuyết liên hoa đấy sao? Người chẳng lẽ còn không có hấp thu cái kia đóa băng tuyết liên hoa sao? Bằng không thực lực của ngươi như nào đây không hề tăng lên? Thẩm Minh Hiên nghi ngờ hỏi. Diệp Thần Phong nói ra, ta tại lúc tỉnh lại, nguyên bản cầm trong tay băng tuyết liên hoa liền biến mất rồi, nơi này hết sức quỷ dị, chúng ta cũng không biết hiếu làm sao rời đi. Trình Đại Hổ cũng mở miệng nói ra, Thần Phong, dù sao chúng ta đều đi tới nơi này, hai ngày trước chúng ta phát hiện một cái cực kỳ chỗ đặc thù, nơi đó nhiệt độ cực kỳ những chỗ khác lạnh giá rất nhiều lần, lúc đó ta cùng Lý Thúc thân thể bọn họ quá hư nhược rồi. Căn bản vô pháp tăng lên linh hồn lực đi chống cự loại kia lạnh giá, chỗ bằng vào chúng ta chỉ có thể tạm thời buông tha cho, nếu như ta đoán không lầm lời nói, nơi đó có lẽ có băng tuyết liên hoa tồn tại, thực lực của chúng ta bây giờ khôi phục. Chỉ bằng cứ đi bên kia xem một chút đi. Đối với đề nghị của Trình Đại Hổ, Diệp Thần Phong tại đơn giản suy tư một lát sau, hắn liền lập tức đồng ý, đã đến rồi thì nên ở lại, nếu bây giờ không tìm được rời đi nơi này phương pháp xử lý. Đi Trình Đại Hổ trong miệng chỗ nói chỗ đó nhìn xem cũng không tệ, vạn nhất nơi đó thật sự có băng tuyết liên hoa, như vậy Diệp Thần Phong bọn hắn cũng không tính không công đến một chuyến. Tại Lý Gỗ Lim đám người dẫn dắt đi, ước chừng nửa giờ sau, Diệp Thần Phong liền đi tới Trình Đại Hổ trong miệng chỗ nói chỗ đó. Lúc này, Diệp Thần Phong bọn hắn đã đi ra mảnh rừng cây kia rồi, đi tới một tòa thật to núi băng trước mặt, tại tòa băng sơn này thượng có một cái một người cao cửa động. Chỗ cửa động được sương mù trắng xóa cho bao phủ, càng tiếp cận cửa động, chung quanh nhiệt độ thì càng là lạnh giá. Mà Diệp Thần Phong bởi thân thể bên ngoài được một tầng thật mỏng sương mù cho bao phủ, hắn nhưng là không cảm giác được bất kỳ lạnh giá, về phần Lý Gỗ Lim đám người là không tự chủ đem linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, dùng này đến chống cự chung quanh lạnh giá. Mọi người cẩn thận một chút, Diệp Thần Phong cái thứ nhất bước chân vào núi băng trong động khẩu. Lý Gỗ Linh cùng Thẩm Minh Hiên đám người đi sát Diệp Thần Phong phía sau. Đi vào cửa động sau đó bốn phía đều là phi thường ánh sáng băng bích, nhiệt độ so với bên ngoài là càng thêm lạnh giá rồi. Một bước hướng về bên trong đi đến, ước chừng lại đi sau 3 phút, Lý Gỗ Linh đám người cho dù có linh hồn lực hộ thể, thân thể của bọn họ cũng không kiềm hãm được run lên. Mà bị thật mỏng sương mù bao vây lấy Diệp Thần Phong, hắn cũng cảm thấy từng tia một lạnh giá. Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực cảm ứng một thoáng, nói ra, mọi người lại kiên trì một hồi, hẳn là lập tức liền có thể đi tới cuối. Lại đi qua một cái chỗ khúc quanh sau. Diệp Thần Phong đám người nhất thời trợn to hai mắt, tại bọn hắn xuất hiện trước mặt một đóa lớn vô cùng băng tuyết liên hoa, này đóa khổng lồ băng tuyết liên hoa lớn lên ước chừng 2 mét, rộng lớn ước chừng hơn một thước, cao lớn ước chừng hơn một thước, đây là băng tuyết liên hoa sao? Nếu như thanh này đóa băng tuyết liên hoa cho hấp thu, như vậy thực lực có thể tăng lên bao nhiêu? Dĩ nhiên là ngàn năm băng tuyết liên hoa. Chẳng trách cực địa sông băng sẽ phát sinh như thế chuyện cổ quái rồi, có người nói phàm là có ngàn năm băng tuyết liên hoa xuất hiện địa phương, liền sẽ tự mình hình thành một cái đặc thù băng tuyết thế giới, chúng ta phải là tại đây ngàn năm băng tuyết liên hoa sáng tạo băng tuyết thế giới bên trong. Tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim trong miệng một bên hít lấy hơi lạnh, vừa nói. Ngàn năm băng tuyết liên hoa. Trình Đại Hổ hưng phấn hét lớn, Lý Thúc, lúc này chúng ta nhưng là kiếm bộn rồi, này ngàn năm băng tuyết liên hoa đều bị chúng ta cho gặp, chúng ta yếu làm sao hấp thu năng lượng của nó. Lý Gỗ Lim cau mày, nói ra, Đại Hổ, ngươi nhưng ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, này ngàn năm băng tuyết liên hoa nhưng là vô cùng nguy hiểm. Sơ ý một chút chúng ta đều phải bỏ mạng tại này, theo ta thấy chúng ta vẫn là không muốn cúi chào năm băng tuyết liên hoa chủ ý rồi, chúng ta vẫn là trực tiếp rời đi đi. Chương 1097, đóng băng. Nghe được Lý Gỗ Lim nhắc nhở sau đó không chỉ có Trình Đại Hổ gương mặt tiếc hận, liền ngay cả Diệp Thần Phong mấy người cũng có phần không bỏ, Diệp Thần Phong bọn hắn cũng không biết này ngàn năm băng tuyết liên hoa độ nguy hiểm. Thậm chí bọn hắn lúc trước đều chưa từng nghe nói ngàn năm băng tuyết liên hoa. Diệt Thiên Minh tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong đám người trên mặt biểu lộ sau đó hắn giải thích, ta cũng là lúc trước tại một lần tình cờ từ Minh Chủ cùng Phó Minh Chủ trong miệng nghe nói này ngàn năm băng tuyết liên hoa, lấy Minh Chủ cùng Phó Minh Chủ ý tứ trên thế giới này tồn tại ngàn năm băng tuyết liên hoa tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể, cho nên tại Diệt Thiên Minh tương quan sổ tay thượng cũng không có ghi chép này ngàn năm băng tuyết liên hoa.
Lý Gỗ Lim nhìn xem phía trước mặt to lớn ngàn năm băng tuyết liên hoa, cảm thụ từ ngàn năm băng tuyết liên hoa trên người tản mát ra cực hạn hàn ý, hắn nuốt một ngụm nước bọt sau đó tiếp tục nói, bất quá, theo minh chủ cùng phó minh chủ từng nói, một khi ngàn năm băng tuyết liên hoa hình thành, đây cũng không phải là phổ thông băng tuyết liên hoa, coi như là đế cấp cường giả cũng tốt nhất không nên đi chiêu chọc này ngàn năm băng tuyết liên hoa, bây giờ chúng ta tại đây ngàn năm băng tuyết liên hoa sinh ra băng tuyết thế giới trong. Có thể nói này ngàn năm băng tuyết liên hoa là chúa tể của nơi này, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này phương pháp xử lý cũng không nghĩ ra, lại đi chiêu chọc này ngàn năm băng tuyết liên hoa là một kiện phi thường không sáng suốt sự tình. Khi nghe đến Lý Gỗ Lim giải thích cặn kẽ sau đó Diệp Thần Phong bọn hắn cũng không lại đi động ngàn năm băng tuyết liên hoa chủ ý rồi, được thật mỏng sương mù bao vây lấy Diệp Thần Phong, hắn liếc nhìn ngàn năm băng tuyết liên hoa sau đó nói ra, Lý Thúc, vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Lý Gỗ Lim gật gật đầu, nói ra, các ngươi cũng không cần cảm thấy đáng tiếc, ta nghe minh chủ cùng phó minh chủ từng nói, phàm là sinh trưởng ra ngàn năm băng tuyết liên hoa địa phương. Liền nhất định sẽ có rất nhiều phổ thông băng tuyết liên hoa, chúng ta tại đây băng tuyết thế giới bên trong có thể một bên tìm kiếm lối thoát, một bên tìm kiếm phổ thông băng tuyết liên hoa, nói không chắc chúng ta còn sẽ có một ít thu hoạch. Mà chính lúc Diệp Thần Phong đám người muốn rời khỏi chỗ này sinh trưởng ngàn năm băng tuyết liên hoa băng động lúc, cái kia đóa dài chừng 2 mét, bề rộng chừng hơn một thước, cao chừng hơn một thước ngàn năm băng tuyết liên hoa, trong chớp mắt lắc lư trái phải lên. Theo này ngàn năm băng tuyết liên hoa lắc lư trái phải, toàn bộ trong động băng nhiệt độ lại là độ hạ thấp, cảnh này khiến Lý Gỗ Lim đám người nhất thời cảm giác nhất cổ lạnh giá tập kích tiến xương cốt của bọn hắn bên trong, thân thể lập tức đông đến không cách nào hành động. Về phần được thật mỏng sương mù bao vây lấy Diệp Thần Phong, này lạnh giá ngược lại vẫn là ở hắn trong phạm vi chịu đựng, thân thể bị đông cứng đến không cách nào hành động Trình Đại Hổ, trong miệng hắn lạnh lắp ba lắp bắp hỏi, Lý Thúc, này, chuyện gì thế này? Lý Gỗ Lim bên trong thân thể tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực là tuôn ra, hắn nhíu nhíu mày, âm thanh có phần cứng ngắc nói, có thể là chúng ta ra quấy nhiễu đến nơi này ngàn năm băng tuyết liên hoa, nó đối với chúng ta đưa ra cảnh cáo. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Ở đây duy nhất vẫn có thể hành động Diệp Thần Phong, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tráng kiện dây thừng. Dùng cây này dây thường lần lượt trói lại Lý Gỗ Lim đám người eo, hắn chuẩn bị đem Lý Gỗ Lim đám người lôi xuất chỗ này trong động băng. Nhưng lại tại Diệp Thần Phong vừa vặn buộc ở tất cả mọi người eo lúc, cái kia đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa dĩ nhiên từ từ xoay tròn, kèm theo này đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa xoay tròn, toàn bộ trong động băng thổi lên lạnh lẽo gió lạnh đến, băng tuyết tại đây trong động băng khắp nơi tùy ý, chung quanh nhiệt độ là hạ thấp lại hạ thấp. Cóng đến Lý Gỗ Lim đám người môi đều tím bầm, tại tiếp tục như vậy e sợ Lý Gỗ Lim đám người sẽ trực tiếp tươi sống bị đông cứng chết. Vù vù, vù vù, vù vù. Đột nhiên, một trận quỷ dị âm thanh từ ngàn năm băng tuyết liên hoa nội bộ phát ra, làm Diệp Thần Phong được âm thanh này hấp dẫn, tò mò quay đầu lại liếc mắt nhìn thời điểm, từ ngàn năm băng tuyết liên hoa thượng sinh ra nhất cổ cực kỳ cường hãn sức hút, cỗ lực hút này lôi kéo Diệp Thần Phong thân thể. Vừa mới bắt đầu Diệp Thần Phong lợi dụng trong cơ thể tông cấp đỉnh phong linh hồn lực, hắn vẫn có thể miễn cưỡng đứng vững gót chân, nhưng theo thời gian trôi đi, cỗ lực hút này là càng lúc càng lớn. Trực tiếp đem Diệp Thần Phong cho hút tới chỉnh đóa băng tuyết liên hoa nội bộ. Cỗ lực hút này thật giống chỉ là nhằm vào Diệp Thần Phong, đối với Lý Gỗ Lim đám người là hào không ảnh hưởng, môi cóng đến phát tím Lý Gỗ Lim đám người. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong được hút vào băng tuyết liên hoa nội bộ sau đó bọn hắn con ngươi từng cái hiện lên vẻ lo âu. Được hút vào ngàn năm băng tuyết liên hoa nội bộ Diệp Thần Phong, nguyên bản bao vây ở trên người hắn tầng kia sương mù trong nháy mắt biến mất rồi, nhất cổ cực hạn lạnh giá đột nhiên ăn mòn Diệp Thần Phong thân thể, làm cho Diệp Thần Phong hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Này đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa tại đem Diệp Thần Phong hút vào nội bộ sau đó nó nhưng vẫn là không ngừng xoay tròn, ước chừng lại xoay tròn sau 5 phút, chỉnh đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa đột nhiên biến mất không thấy, trên mặt đất chỉ còn lại có một cái hình hộp chữ nhật khối băng, mà Diệp Thần Phong nhưng là bị băng phong ở cái này hình hộp chữ nhật khối băng bên trong. Được không hiểu ra sao đóng băng Diệp Thần Phong, trái tim của hắn đã ngừng đập, nhưng quỷ dị chính là trong đầu hắn ý thức vẫn tồn tại. Hắn cảm giác được suốt cái kia đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa rút nhỏ sau đó trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn,
khi tiến vào trong cơ thể hắn sau đó này băng tuyết liên hoa là tùy ý đóng băng Diệp Thần Phong các loại khí quan cùng nội tạng. Chính lúc Diệp Thần Phong ý thức càng ngày càng mơ hồ thời điểm, chiếm giữ khi hắn bên trong đan điền đoàn kia hồng sắc khí thể nhanh chóng tràn ra ngoài. Này đoàn hồng sắc khí thể xuất hiện sau đó tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể ngàn năm băng tuyết liên hoa thật giống trở nên bất an, chỉ cần này đoàn hồng sắc khí thể khẽ dựa gần, ngàn năm băng tuyết liên hoa liền lập tức lùi về sau, như thế một tiến một thối, đến cuối cùng này đoá ngàn năm băng tuyết liên hoa trực tiếp được này đoàn hồng sắc khí thể cho bước vào Diệp Thần Phong bên trong đan điền. Hồng sắc khí thể tại đem ngàn năm băng tuyết liên hoa đẩy vào bên trong đan điền sau. Nó đột nhiên đem ngàn năm băng tuyết liên hoa cho bao trùm rồi, nỗ lực muốn đem này ngàn năm băng tuyết liên hoa cho thôn phệ, nhưng này ngàn năm băng tuyết liên hoa cũng không phải ngồi không, nó tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền không ngừng xoay tròn, nó đem tự thân cùng hồng sắc khí thể trực tiếp băng nhốt lại, như vậy làm cho hồng sắc khí thể cũng không gây thương tổn nó. Nằm ở đóng băng bên trong Diệp Thần Phong, hắn quan sát bên trong đan điền nhất cử nhất động, hắn hiện tại duy có ý thức tồn tại. Còn lại các loại trong cơ thể khí quan phảng phất đều đình chỉ vận tác, này làm cho trong cơ thể hắn căn bản là tăng lên không nổi bất kỳ một tia linh hồn lực đến, này làm cho trong lòng của hắn là càng ngày càng bất an. Trong động băng, theo ngàn năm băng tuyết liên hoa tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể, Diệp Thần Phong bị băng phong ở khối băng bên trong, chung quanh phong tuyết đình chỉ, nhiệt độ cũng trở về thăng một chút, 3-4 phút sau, Lý Gỗ Lim đám người là triệt để khôi phục năng lực hoạt động. Bọn hắn đem bên hông dây thừng mở ra sau đó bọn hắn lập tức đi tới bị băng phong Diệp Thần Phong trước mặt. Trình Đại Hổ một mặt lo lắng hỏi, Lý Thúc, chuyện gì thế này? Ngàn năm băng tuyết liên hoa đi nơi nào? Thần Phong làm sao sẽ biến thành khối băng? Lý Gỗ Lim ngồi xổm xuống thân thể, đem bàn tay của hắn đặt tại khối băng bên trên. Hồi lâu sau, hắn nói ra, Diệp Thiếu đã đình chỉ nhịp tim, e sợ đây đều là ngàn năm băng tuyết liên hoa đang dở trò quỷ. Nói không chắc này ngàn năm băng tuyết liên hoa đã tiến vào Diệp Thiếu bên trong thân thể rồi, Diệp Thiếu trong cơ thể các loại cơ năng đều bị ngàn năm băng tuyết liên hoa cho đóng băng, Diệp Thiếu có thể sống sót tỷ lệ phi thường thấp. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, này Lý Gỗ Lim lông mày là càng nhăn càng chặt rồi. Không thể, không thể, Thần Phong tại sao có thể có việc đâu này, bằng không chúng ta trực tiếp đem này khối băng cho đập ra chứ. Trình Đại Hổ dùng sức lắc đầu nói ra. Lý Gỗ Lim trực tiếp trận lại nói, Đại Hổ, người không cần làm ẩu. Bây giờ Diệp Thiếu thân thể là bị triệt để đóng băng, nói không chắc chúng ta đập ra khối băng đồng thời, thân thể của hắn cũng sẽ trở nên chia năm xẻ bảy, đến lúc đó Diệp Thiếu liền thật sự hết thuốc chữa. Đại Hổ, Lý Thúc nói không sai, chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói, Thần Phong lúc trước cũng không có thiếu đã cho ta nhóm kinh hỉ. Thẩm Minh Hiên tuy rằng trong lòng cũng phi thường lo lắng, nhưng hắn nói như vậy đều chỉ là vì tìm kiếm một ít tự mình an ủi mà thôi. Đúng, Đại Hổ, Thần Phong tuyệt đối không có việc gì, ta tin tưởng. Tiêu Lập Viễn cũng phụ họa nói. Một bên Lâm Hân Di, người nhưng là khẽ cắn môi, nhìn xem đóng băng bên trong Diệp Thần Phong, của nàng một viên trái tim không tự chủ tóm lên, không biết từ lúc nào bắt đầu, Diệp Thần Phong dần dần trong lòng nàng chiếm cứ một vị trí rồi, điểm này liền bản thân nàng còn chưa phát hiện đây. Chương 1098, giữ lại bọn hắn còn có tác dụng. Sau một ngày, này băng tuyết thế giới giữa bầu trời hạ xuống hoa tuyết là càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên bọn người ở tại rời đi băng động sau đó bọn hắn đem một cái dây thừng quấn vào niêm phong lại Diệp Thần Phong khối băng thượng, dùng này đến kéo khối băng tiến lên, tại hoa tuyết càng rơi xuống càng lớn sau, Lý Gỗ Lim đám người đi tốc độ chạy rõ ràng cho thấy chậm lại. Trải qua một ngày một đêm tuyết lớn, Lý Gỗ Lim đám người mỗi bước ra một bước, trên mặt đất tuyết lớn là trực tiếp lan tràn đến bên hông của bọn họ rồi, có thể nói đi bước đi là trở nên vô cùng khó khăn. Không những như thế, tại Diệp Thần Phong bị băng phong sau đó Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người liền đồ ăn cũng không có, bọn hắn chỉ có thể lần nữa rửa sạch nước cùng vỏ cây mà sống rồi, tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, liền ngay cả ngủ đều phải duy trì linh hồn lực để chống đỡ lạnh giá. Vừa không có thức ăn bổ sung, Lý Gỗ Lim thân thể của bọn họ là càng ngày càng suy yếu. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một hồi đi, Lý Gỗ Lim mở miệng nói ra, liền ngay cả hắn như vậy tôn cấp đỉnh phong cao thủ, trong cơ thể linh hồn lực cũng tiêu hao quá chừng rồi, chớ nói chi là Trầm Minh đi cùng Lâm Hân Di đám người.
Kéo Niêm Phong lại Diệp Thần Phong khối băng trình đại hổ, hắn là đem dây thường tạm thời buông lỏng ra, trực tiếp đặt mông ngồi ở trong đống tuyết, nhìn xem bị phong tại khối băng bên trong Diệp Thần Phong, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, Thần Phong, người mau chút từ cái này đáng chết khối băng bên trong tỉnh lại đi. Này liên tục một ngày, khối băng bên trong Diệp Thần Phong thủy chung là không có phản ứng chút nào, mà Lý Gỗ Lim đám người thỉnh thoảng biết dùng linh hồn lực dò xét tra một chút Diệp Thần Phong tình huống. Diệp Thần Phong trái tim thủy chung là nằm ở dừng lại trạng thái, này làm cho Lý Gỗ Lim các loại trong lòng người càng ngày càng không ôm ấp hy vọng. Đại hổ, lấy tình huống bây giờ đến xem, hay là Diệp thiếu cả đời cũng không tỉnh lại. Lý Gỗ Lim thở dài nói ra. Trình đại hổ nắm thật chặt nắm đấm, nói ra, cho dù Thần Phong không tỉnh lại, chúng ta cũng phải đem hắn mang ra cái này đáng chết địa phương a hát. Lúc trước Thần Phong đã cứu ta nhiều lần như vậy. Lúc này đến phiên ta để báo đáp Thần Phong rồi. Sắc mặt cóng đến có phần đỏ lên Lâm Hân Di, người khi nghe đến Lý Gỗ Lim cùng Trình Đại Hổ lời nói sau, của nàng hai cái mày liễu vi vi nhéo nhéo, người đột nhiên mở miệng nói, Diệp Thần Phong hội tỉnh lại, Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ tỉnh lại. Nghe được Lâm Hân Di cố chấp cùng khẳng định lời nói sau, này làm cho Thẩm Minh Hiên bọn hắn đều nghi hoặc nhìn Lâm Hân Di, bọn hắn cũng bắt đầu cho rằng Diệp Thần Phong không tỉnh lại. Dù sao Diệp Thần Phong tim đập đã đình chỉ một ngày rồi, nhưng thời điểm này Lâm Hân Di lại nói ra những lời này, này để cho bọn họ cảm thấy hay là Lâm Hân Di thật sự bất trí bất giác đối Diệp Thần Phong sinh ra một loại nào đó hảo cảm. Nằm ở đóng băng bên trong Diệp Thần Phong, ý thức của hắn từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh trạng thái, mà ở hắn bên trong đan điền ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể, theo thời gian trôi đi. Đem chính mình cùng hồng sắc khí thể đồng thời đóng băng lại ngàn năm băng tuyết liên hoa, phía ngoài tầng băng đang từ từ đã hòa tan, rất nhanh, hồng sắc khí thể liền từ trong tầng băng thoát ly đi ra. Trải qua cùng ngàn năm băng tuyết liên hoa lần đầu giao thủ, này hồng sắc khí thể đối ngàn năm băng tuyết liên hoa phảng phất cũng có một chút kiêng kỵ, tại Diệp Thần Phong trong đan điền, chỉ là cùng ngàn năm băng tuyết liên hoa như thế đối lập. Mà ngàn năm băng tuyết liên hoa tại cảm thấy được hồng sắc khí thể không công kích nữa, sau đó nó tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền chung quanh lắc lư lên, theo ngàn năm băng tuyết liên hoa chung quanh lắc lư, chỉ có ý thức tồn tại Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên cảm thấy cực hạn lạnh giá, này ngàn năm băng tuyết liên hoa lạnh giá, dĩ nhiên lạnh đến ý thức của hắn chúng rồi. Này không khỏi cũng quá nghiêu một điểm chứ. Ta còn muốn nằm ở trạng thái như thế này tới khi nào? Vạn nhất thời điểm này gặp phải thiên minh người. Vậy coi như thật sự thảm. Diệp Thần Phong ở trong lòng thầm nghĩ, nằm ở đóng băng bên trong Diệp Thần Phong, hắn thần kỳ có thể cảm ứng được bên ngoài nhất cử nhất động, cái này có thể là ngàn năm băng tuyết liên hoa tác dụng. Cách đó không xa, một tòa phi thường cao tuyết trên núi, năm bóng người là không ngừng hướng về chỗ cao đi tới, này năm bóng người bên trong tam đạo không phải là thiên minh 10 tôn bên trong thiên tôn quý phi thuyền, mà tôn trương hình thiên cùng diệt thiên minh kẻ phản bội Điền Phong Đức Ma. Về phần hai người khác, bọn hắn cũng là thiên minh 10 tôn một trong, hai người bọn họ phân biệt gọi Ô Kỳ Thắng cùng Trái Lập Phát, người trước tại 10 tôn bên trong thứ 5, người sau tại 10 tôn bên trong thứ 6, bọn hắn 5 người này là trước hết chạm trán. Mà sở dĩ thiên tôn quý phi thuyền đám người yếu hướng về tuyết sơn cao hơn hành tẩu, bọn họ là cân nhắc đứng cao, tầm mắt của bọn họ là có thể càng trống trải, nhìn xem có thể hay không ở xung quanh phát hiện thiên minh người. Hoặc là Diệp Thần Phong bọn hắn mấy tên khốn kiếp này. Lại đi thượng tương đối cao vị trí, sau đó thiên tôn quý phi thuyền đám người hướng về bốn phía phóng tầm mắt tới lên, diệt thiên minh kẻ phản bội, như hôm nay minh 10 tôn một trong Điền Phong Đức, ngón tay hắn chỉ vào nơi xa, nói ra, bên kia thật giống có bóng người. Ô Kỳ Thắng cũng nhìn hướng Điền Phong Đức chỉ địa phương, trong miệng nói ra cũng không biết là người của chúng ta. Vẫn là Diệp Thần Phong bọn hắn. Thiên tôn quý phi thuyền vượt trước một bước, nói ra, các ngươi tránh ra, để ta xem một chút. Nghe vậy, Ô Kỳ Thắng đám người lập tức rời thân thể, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến này quý phi thuyền, hắn có luôn luôn đặc thù bản lãnh, chỉ cần quý phi thuyền đem linh hồn lực tập trung đến trên ánh mắt, thị lực của hắn đem tăng lên trên diện rộng thật nhiều lần. Quý phi thuyền đem linh hồn lực tập trung đến con ngươi thượng, sau đó hắn cau mày nói ra, là diệt thiên minh những kia dư nghiệt. Bọn hắn một cái đều còn chưa có chết đây. Bất quá, ta không có nhìn thấy Diệp Thần Phong thân ảnh. Quý phi thuyền mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Lý Gỗ Lim đám người đại thể tướng mạo, về phần bị băng phong tại khối băng bên trong Diệp Thần Phong,
hắn đương nhiên là không nhìn thấy được rồi. Đi, chúng ta lập tức chạy tới. Trước tiên đem các loại dư nghiệt trị phục lại nói, chúng ta bị vây ở nơi quỷ quái này, đều là những người này gây ra đó. Thiên tôn quý phi thuyền sau khi nói xong, thân thể hắn liền nhanh chóng hướng về phía dưới núi tuyết chạy như bay rồi. Về phần mà tôn trương hình thiên đám người nhưng là theo sát ở thiên tôn phía sau, trong lúc nhất thời trên núi tuyết là hoa tuyết tung tóe. Lý gỗ lim đám người nghỉ ngơi địa phương. Bọn hắn nhìn lên bầu trời trung hạ không ngừng hoa tuyết, cùng với cảm thụ cực độ đói bụng đói, hiện tại bọn hắn liền sống mà đi ra nơi này nắm chắc cũng không có. Lý gỗ lim vỗ vỗ trên người hoa tuyết, đứng lên nói ra chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Lúc này, đổi lại Tiêu Lập Viễn lôi kéo trói chặt khối băng dây thừng rồi, làm Tiêu Lập Viễn vừa vặn cầm lấy dây thừng thời điểm, Lý gỗ lim ánh mắt hướng về phía sau nhìn lại rồi, nói ra có người ở nhanh chóng tiếp cận nơi này, chỉ sợ là thiên minh 10 tôn bên trong người. Lý gỗ lim lại nhìn một chút bị băng phong Diệp Thần Phong, nếu như mang theo bị băng phong Diệp Thần Phong, bọn hắn những người này nhất định là trốn không thoát đâu rồi, nhưng bọn họ lại không thể đủ trực tiếp bỏ lại Diệp Thần Phong. Thẩm Minh Hiên đám người phảng phất cũng đọc hiểu Lý Gỗ Lim trên mặt biểu lộ, Thẩm Minh Hiên nói ra, Lý Thúc, chúng ta không thể bỏ lại Thần Phong, dù sao cũng không biết có đi hay không được ra nơi này, chẳng qua chết ở thiên minh trong tay người. Trình Đại Hổ cũng nghĩa khí lẫm liệt nói, đúng, Thần Phong là ta Đại Hổ huynh đệ, ta Đại Hổ nếu như bỏ lại Thần Phong. Như vậy ta đều hội xem thường của mình, chẳng qua chính là vừa chết, ta Trình Đại Hổ chả chưa từng biết sợ đây. Lâm Hân Di nhưng là không tự chủ đứng ở Niêm Phong lại Diệp Thần Phong khối băng bên cạnh, người thật giống yếu chính mình tới bảo vệ Diệp Thần Phong, trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt chính là nhìn chằm chằm phương xa, bên trong thân thể đem tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực đề được đưa lên. Không bao lâu thời gian, thiên tôn quý phi thuyền đám người bóng người liền xuất hiện tại Lý Gỗ Lim bọn hắn trong tầm mắt. Thiên tôn đám người nhìn thấy Lý Gỗ Lim bọn hắn không có đào tẩu ý tứ, này để trên mặt bọn họ là hiện lên một vệt nụ cười. Thiên tôn quý phi thuyền, nói ra, sau đó trước tiên không nên trực tiếp nhìn trời minh những này dư nghiệt hạ sát thủ, bọn hắn đối với chúng ta có vô cùng trọng yếu tác dụng, đặc biệt là tại hoàn cảnh này bên dưới. Quý ca, những này diệt thiên minh dư nghiệt đối với chúng ta hội có tác dụng gì? Minh Phong Đức không hiểu hỏi. Những người còn lại cũng nghi hoặc nhìn thiên tôn quý phi thuyền. Quý phi thuyền ẩn hàm thâm ý nói ra, chúng ta còn không biết yếu tại nơi quỷ quái này khốn bao lâu. Những ngày qua chúng ta đều là rửa sạch nước cùng vỏ cây mà sống, này mấy ngày còn có thể ứng phó, nhưng sau một quãng thời gian chúng ta sẽ trực tiếp bị chết đói, lẽ nào các ngươi muốn được đói bụng chết ở chỗ này sao? Mà nếu mà có được diệt thiên minh những này dư nghiệt, chúng ta tại không có biện pháp dưới tình huống. Chúng ta có thể bắt bọn họ đến tạm thời mà sống. Nghe được quý phi thuyền đề nghị này sau đó mà tôn trương hình thiên đám người là nhất thời sởn cả tóc gáy, này quý phi thuyền lại muốn ăn Lý Gỗ Lim đám người. Này làm cho trương hình thiên đám người trong cổ họng không tự chủ chật vật nuốt nước miếng một cái. Chương 1099, chỉ phục. Cũng không lâu lắm, thiên minh thiên tôn quý phi thuyền cùng mà tôn trương hình thiên các loại năm người. Bọn hắn liền xuất hiện tại Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người trước mặt, trên mặt che kín nụ cười khinh thường, lúc trước nếu không phải Diệp Thần Phong từ đó trộn lẫn, bọn hắn cũng sẽ không đi tới cái địa phương đáng chết này rồi. Mà nói thực lực, trên trời tôn quý phi thuyền đám người xem ra, Lý Gỗ Lim đám người căn bản vô pháp cùng bọn họ đánh đồng với nhau, cho nên bọn hắn căn bản không dùng tới thanh Lý Gỗ Lim đám người coi là chuyện to tát. Làm sao, xuất hiện tại các ngươi lại trốn a hát? Các ngươi ngược lại là lại cho ta trốn a hát, diệt thiên minh kẻ phản bội Điền Phong Đức, hắn là cười lạnh kêu gào lên, hoàn toàn một bộ chó săn dáng dấp, dù sao hắn lúc trước là diệt thiên minh thành viên, muốn hòa vào thiên minh trong, hắn nhất định muốn đạt được thiên tôn cùng mà tôn đám người tán đồng. Thiên tôn quý phi thuyền ra hiệu Điền Phong Đức tạm thời im lặng, sau đó, hắn mở miệng nói, Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia đi nơi nào? Lẽ nào các ngươi vẫn không có gặp phải sao? Chỉ muốn các ngươi mấy cái không phản kháng, để cho ta niêm phong lại các ngươi trên người huyệt vị, ta đúng là có thể tạm thời không giết các ngươi, đối với các ngươi như vậy, đối với chúng ta đều có chỗ tốt, dù sao tại như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, chúng ta cũng không muốn lãng phí thể lực. Tính cách kích động, tính khí nóng nảy Trình Đại Hổ, hắn cũng không có hướng về kẻ địch chịu thua thói quen, lại mà cho dù bọn hắn nhận thua, thiên minh người liền thật sự hội buông tha bọn hắn sao?
Trình Đại Hổ dáng vẻ tuy rằng thô cuồng, nhưng hắn cũng không phải là một cái không đầu não ngớ ngẩn, hắn bĩu môi, nói ra, đừng nói nhảm nhiều rồi, muốn để cho chúng ta bó tay chịu trói là không thể nào, ta Trình Đại Hổ tình nguyện chết trận, cũng không muốn làm các ngươi những ngày qua minh xúc sinh dưới tay tù binh. Một bên Thiên Minh 10 tôn bên trong thứ 5 Ô Kỳ Thắng, hắn đột nhiên nhìn thấy Lâm Hân Di sau lưng một cái cự đại khối băng. Hắn trực tiếp nhìn thấy Niêm Phong ở khối băng bên trong Diệp Thần Phong rồi, hắn mở miệng nói ra, quý ca, người mau nhìn. Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này cũng ở nơi đây, chỉ bất quá hắn hiện tại biến thành một cây nước đá rồi. Tại Ô Kỳ Thắng mở miệng sau đó Thiên Tôn Quý Phi Thuyền cùng mà Tôn Trương Hình Thiên đám người, bọn hắn dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Hân Di sau lưng hình hộp chữ nhật khối băng, khi bọn họ nhìn thấy bị triệt để đóng băng Diệp Thần Phong sau. Mà Tôn Trương Hình Thiên trong miệng là ha ha bắt đầu cười lớn, nói ra, Diệp Thần Phong. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ngươi cũng có hôm nay a hát. Tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão, dám to gan cùng chúng ta Thiên Minh đối nghịch. Ngươi nên sẽ nghĩ tới có một ngày như thế rồi. Thiên Minh 10 tôn bên trong thứ 6 trái lập phát, hắn cười nói, quý ca, ta xem Diệp Thần Phong bị băng phong như thế triệt để, hắn sinh cơ cũng hoàn toàn không cảm ứng được rồi. Chỉ sợ hắn cũng sớm đã là chết, chỉ cần chúng ta trực tiếp thanh khối băng đập ra, Diệp Thần Phong thân thể nói không chắc hội theo khối băng đồng thời chia năm xẻ bảy, đến lúc đó thiếu chủ cũng không cách nào trách tội chúng ta, dù sao Diệp Thần Phong không phải chết ở chúng ta trên tay. Thiên Tôn Quý Phi Thuyền tán đồng gật gật đầu, nói ra, lập phát, ngươi nói không sai, nếu là Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này làm hại chúng ta vây ở chỗ này, mấy ngày nay chúng ta cũng không có thật tốt ăn xong rồi. Như vậy chúng ta liền trước từ nơi này Diệp Thần Phong bắt đầu đi. Muốn ở chỗ này sống tiếp, chúng ta nhất định muốn bổ sung nhiệt lượng rồi. Lần nữa nghe được Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đề nghị, mà Tôn Trương Hình Thiên đám người cũng không cảm thấy buồn nôn như vậy rồi, đặc biệt là mà Tôn Trương Hình Thiên, hắn nhìn xem nằm ở đóng băng bên trong Diệp Thần Phong, hắn hận không thể ăn Diệp Thần Phong thịt, uống Diệp Thần Phong huyết, mà bây giờ hắn nguyện vọng này không là có thể thực hiện sao. Lý Gỗ Lim, mấy người các ngươi cũng không cần lại chống cự rồi, các ngươi cần phải cũng một mực không ăn đồ ăn chứ. Dù sao này Diệp Thần Phong đã bị chết, các ngươi liền ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta hay là vẫn có thể để cho các ngươi đồng thời thưởng thức Diệp Thần Phong thịt đây. Điền Phong Đức cười nói. Nghe được Thiên Minh đám xúc sinh này dĩ nhiên muốn ăn Diệp Thần Phong thịt. Này làm cho Thẩm Minh Hiên đám người nhất thời lên cơn giận dữ lên. Phải biết bọn hắn lúc trước không biết được Diệp Thần Phong cứu qua bao nhiêu lần rồi, nếu như lúc này liền Diệp Thần Phong thân thể đều không bảo vệ được, này để cho bọn họ là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Trong lúc nhất thời, Thẩm Minh Hiên đám người dồn dập đem linh hồn lực đề được đưa lên, trên mặt là một bộ thể sống chết biểu lộ. Mà Lâm Hân Di trên trán sợi tóc theo gió lạnh vi vi di động, trên người nàng là tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực nhấp nhô, giờ khắc này. Hai chân của nàng làm xong như sinh đinh sắt bình thường không nhúc nhích đứng ở Niêm Phong lại Diệp Thần Phong khối băng trước mặt. Thời khắc này, người chỉ muốn bảo vệ cẩn thận Diệp Thần Phong, cho dù chết cũng không sao cả. Cố ý niệm này tại người sâu trong nội tâm là càng diễn ra càng mãng liệt, liền bản thân nàng cũng không biết vì sao lại đột nhiên bốc lên ý nghĩ như thế đến. Nằm ở đóng băng bên trong Diệp Thần Phong, ý thức của hắn có thể rõ ràng nghe phía bên ngoài đối thoại, cùng cảm ứng được tình huống bên ngoài. Khi hắn biết được Thiên Minh người tìm tới, đồng thời nghe được này một loạt đối thoại sau, này làm cho trong lòng của hắn là càng ngày càng bất an. Nếu như hắn một mực nằm ở loại này không cách nào chân chính tỉnh lại trạng thái, chỉ sợ hắn thật sự muốn biến thành thiên tôn bọn hắn trong miệng đồ ăn rồi. Diệp Thần Phong lợi dụng ý thức muốn điều động khởi thân thể bên trong linh hồn lực, đáng tiếc tất cả những thứ này đều là uổng công vô ích, đang suy tư chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong thầm nghĩ, mặc kệ. Chết thì chết đi. Cuối cùng lại đụng một cái. Diệp Thần Phong ý thức vọt thẳng tiến vào bên trong đan điền của hắn. Lúc này, hắn bên trong đan điền một nửa được hồng sắc khí thể chiếm lấy rồi, nửa kia được ngàn năm băng tuyết liên hoa chiếm lấy rồi. Tại Diệp Thần Phong ý thức sau khi tiến vào, hồng sắc khí thể đúng là không có đặc biệt mãnh liệt phản ứng, nhưng ngàn năm băng tuyết liên hồ đối Diệp Thần Phong đến sinh ra bất mãn, cực hạn hàn ý nhất thời hướng về Diệp Thần Phong tập kích đi qua. Cũng may, Diệp Thần Phong hiện tại thuần túy chỉ có nhất cổ ý thức tồn tại, cái này cũng là hắn liều mạng lần gắng sức cuối cùng rồi, bất chấp tất cả, hắn bay thẳng đến ngàn năm băng tuyết liên hoa vào tới,
này cực hạn hàn ý dường như muốn đem Diệp Thần Phong ý thức đều đóng băng đi lên, này làm cho Diệp Thần Phong cực kỳ chật vật tốc độ con rùa đến gần ngàn năm băng tuyết liên hoa. Mỗi tới gần một bước, Diệp Thần Phong ý thức liền mơ hồ một phần, này làm cho trong lòng của hắn đại cảm giác không ổn, tại ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ thời điểm, một bên không nhúc nhích hồng sắc khí thể rốt cuộc là có điều hành động rồi, hồng sắc khí thể trực tiếp đem Diệp Thần Phong ý thức cho bao trùm rồi, này làm cho Diệp Thần Phong ý thức lập tức khôi phục lại, hơn nữa hắn cũng không cảm giác được lạnh giá rồi. Tại có hồng sắc khí thể trợ giúp sau đó Diệp Thần Phong ý của ta chính là nhanh chóng tiếp theo ngàn năm băng tuyết liên hoa, trực tiếp nhảy lên ngàn năm băng tuyết liên hoa nội bộ, hồng sắc khí thể nhưng là giúp ở Diệp Thần Phong công kích ngàn năm băng tuyết liên hoa. Này ngàn năm băng tuyết liên hoa hẳn là cảm giác được nguy hiểm, nó lần thứ hai muốn tự mình đóng băng lại, nhưng lần này hồng sắc khí thể cùng Diệp Thần Phong ý thức kết hợp được sau đó này làm cho hồng sắc khí thể sức mạnh tăng mạnh, từ hồng sắc khí thể bên trong tản ra cực hạn nhiệt độ cao, đem ngàn năm băng tuyết liên hoa nhiệt độ hoàn toàn hóa giải rồi, làm cho ngàn năm băng tuyết liên hoa căn bản vô pháp tự mình đóng băng lại. Hồng sắc khí thể tán phát nhiệt độ cao không ngừng xâm nhập ngàn năm băng tuyết liên hoa, làm cho ngàn năm băng tuyết liên hoa tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền chung quanh đi loạn, không lâu lắm thời gian, chỉnh đóa màu trắng ngàn năm băng tuyết liên hoa thượng hiện lên nhàn nhạt màu đỏ, đây cũng là được hồng sắc khí thể cho làm. Ngàn năm băng tuyết liên hoa tại phát hiện không thể thoát khỏi Diệp Thần Phong cùng hồng sắc khí thể sau, theo hắn nội bộ phát ra ô ô, ô ô, ô ô, thanh âm, Diệp Thần Phong tuy rằng nghe không hiểu ý tứ, nhưng thân tâm của hắn thật giống cùng ngàn năm băng tuyết liên hoa dung hợp, này ngàn năm băng tuyết liên hoa là ở cầu xin tha thứ. Tại cảm thấy được điểm này sau, chỉ có ý thức tồn tại Diệp Thần Phong lập tức đình chỉ công kích, mà hồng sắc khí thể cũng thoát ly ra, ngồi ở ngàn năm băng tuyết liên hoa thượng Diệp Thần Phong. Hắn cảm giác được ngàn năm băng tuyết liên hoa tại hướng về hắn truyền lại một loại thiện ý, tiếp lấy, từng tia năng lượng từ ngàn năm băng tuyết liên hoa nội bộ, truyền đưa cho chỉ có ý thức tồn tại Diệp Thần Phong, này làm cho Diệp Thần Phong cảm thấy cả người sảng khoái. Đồng thời, Diệp Thần Phong cùng ngàn năm băng tuyết liên hoa ở giữa cảm ứng là càng tăng mạnh hơn rồi, hắn có thể đủ cảm giác được suốt này ngàn năm băng tuyết liên hoa không cách nào rời đi thân thể của hắn rồi. Về sau chỉ có thể ở tại đan điền của hắn bên trong rồi, cho nên này ngàn năm băng tuyết liên hoa nguyện ý trở thành Diệp Thần Phong một phần, vĩnh viễn ở lại bên trong đan điền của hắn. Tại cảm ứng được ngàn năm băng tuyết liên hoa thiện ý sau đó Diệp Thần Phong cũng là an tâm xuống, sờ sờ băng tuyết liên hoa lá cây, dùng ý thức truyền đạt nói, ngươi có thể ở tại đan điền của ta bên trong, bất quá, ngươi cũng hẳn phải biết ta tình cảnh bây giờ, ngươi nhất định muốn giúp ta giải quyết nguy cơ trước mắt. Bằng không ta chết đi, e sợ ở trong đan điền ngươi cũng không sống nổi. Chương 1100, phá phong, cực hạn hàn ý, băng tuyết thế giới bên trong. Như là lông ngỗng nhẹ bay hoa tuyết là bay múa đầy trời, thiên minh thiên tôn quý phi thuyền đám người và lý gỗ lim đám người là cùng nhìn nhau, có thể nói tình thế là đã đến động một cái liền bùng nổ giai đoạn. Thiên tôn quý phi thuyền nói ra, nếu những người này không biết sống chết, như vậy các ngươi đem bọn hắn trước tiên bắt lại. Quý phi thuyền không ý định động thủ rồi, mấy ngày nay uống tuyết thủy, ăn vỏ cây, trong cơ thể nhiệt lượng là tiêu hao nghiêm trọng, cho nên hắn không có ý định tự mình ra tay rồi. Mà Tôn Trương Hình Thiên cũng thuận miệng nói ra, phải giải quyết mấy người này, có ba người các ngươi liền chắc chắc có thừa, ta ở một bên giúp các ngươi nhìn xem, nếu như phát sinh là cái gì ngoài ý muốn, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Ô Kỳ Thắng, Trái Lập Phát cùng Điền Phong Đức ba người này, bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó từng cái bên trong thân thể đem tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực đề được đưa lên, bóng người lập tức hướng về Lý Gỗ Lim đám người vọt tới. Mà Lý Gỗ Lim bọn hắn đã từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, bất quá, chỉ có Lý Gỗ Lim một người là tôn cấp đỉnh phong cao thủ, Thẩm Minh Hiên cùng Trình Đại Hổ bọn hắn nhưng căn bản không phải Ô Kỳ Thắng đối thủ của bọn họ, coi như là liên thủ lại cũng đánh không lại tôn cấp đỉnh phong cao thủ. Điền Phong Đức đối chiến Lý Gỗ Lim, Điền Phong Deppy Lý Gỗ Lim thực lực mạnh thượng sai một bậc, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau đó Lý Gỗ Lim rất nhanh sẽ nằm ở yếu thế, ầm. Một tiếng, ngực bị nện một quyền Lý Gỗ Lim, thân thể của hắn trực tiếp ném tới ở trong đống tuyết, trong lúc nhất thời thì không cách nào từ dưới đất đứng lên rồi. Về phần Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ, Lâm Hân Di cùng Tiêu Lập Viễn bốn người này, bọn hắn như thế nào lại là hai tên tôn cấp đỉnh phong cao thủ đối thủ?
Âu Kỳ Thắng cùng trái lập phát đối phó Thẩm Minh Hiên đám người là phi thường ung dung, tiện tay liền đem Thẩm Minh Hiên đám người kích ngã xuống trên mặt đất, sau đó, Âu Kỳ Thắng bay thẳng đến Niêm Phong lại Diệp Thần Phong khối băng đi tới. Được đánh ngã xuống đất Thượng Lâm Hân Di, người liều lĩnh vào tới khối băng bên, đem Âu Kỳ Thắng đường đi chặn lại. Âu Kỳ Thắng trong cơ thể tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực phóng ra ngoài, cực kỳ cường hãn linh hồn lực trực tiếp tập kích ở Lâm Hân Di trên người, phốc. Một tiếng, Lâm Hân Di trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tiên huyết chiếu vào Niêm Phong lại Diệp Thần Phong khối băng thượng. Về phần Lâm Hân Di thân thể nhưng là lần thứ hai ngã sấp xuống rồi, sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, muốn từ dưới đất đứng lên, nhưng là dù như thế nào cũng không làm được rồi. Mà Tôn Trương Hình Thiên xem đại chiến đấu kết thúc sau đó hắn nói ra, Kỳ Thắng, để cho ta tới đập ra khối băng. Ô Kỳ Thắng nghe vậy, hắn lập tức đình chỉ động tác, trên đất Tôn Trương Hình Thiên đi tới khối băng bên cạnh thời điểm, Thiên Tôn mấy người cũng tụ tập lại đây, nằm trên đất mất đi năng lực chiến đấu Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Hình Thiên nỗ lực yếu đập ra khối băng rồi. Các ngươi những này rùa đen vương bát đản. Có loại dựa vào ngươi Trình gia ra đến, ngươi Trình gia ông mày bảo đảm liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nằm ở trong đống tuyết Trình đại hổ trong cổ họng là điên cuồng gầm hét lên. Diệp thiếu đã không có tim đập một ngày nhiều thời giờ rồi, lẽ nào các ngươi liền để cho hắn một cái toàn thây cũng không được sao? Khóe miệng tràn ra từng tia tiên huyết Lý Gỗ Linh cau mày nói ra. Diệp Thiên Minh kẻ phản bội Điền Phong Đức, hắn liếc nhìn Lý Gỗ Linh. Nói ra, người bây giờ có tư cách cùng chúng ta nói chuyện điều kiện sao? Lý Gỗ Lim a hát, Lý Gỗ Lim, nếu như ngươi khi đó cũng đi theo gia nhập Thiên Minh. Hiện tại chỉ sợ sẽ là mặt khác một phen cục diện, là ngươi quá ngu chung rồi, kết cục của ngươi nhất định sẽ phi thường thê thảm. Nằm ở đóng băng bên trong Diệp Thần Phong, hắn cảm giác được Lâm Hân Di vì hắn liều lĩnh hành vi, trong lòng của hắn thầm nghĩ, lại là một cái nữ nhân ngốc. Mà Thiên Minh địa Tôn Trương Hình Thiên, nội tâm hắn đã là không thể chờ đợi, hắn đem trong cơ thể tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực đề được đưa lên, nắm đấm đột nhiên hướng về khối băng oanh kích đi xuống, miệng quát, Diệp Thần Phong. Tự coi như ngươi chết rồi, ta cũng sẽ không cho ngươi lưu lại toàn thi. Kèm theo ầm một tiếng vang lên, nằm ở một bên Lâm Hân Di trong miệng quát, không, không. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Hình hộp chữ nhật khối băng thượng xuất hiện từng cái vết rạn nứt, rất nhanh, khối băng thượng vết rạn nứt tựu như cùng mạng nhện giống như rồi. Tại vết rạn nứt không ngừng tăng nhanh sau, toàn bộ hình hộp chữ nhật khối băng trong nháy mắt vỡ vụn, ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Diệp Thần Phong thân thể cũng không hề theo khối băng đồng thời nát, này làm cho mà Tôn Trương Hình Thiên, nói ra, được, hiện tại chúng ta có thể bữa ăn ngon một bữa. Muốn ăn ta Diệp Thần Phong thịt. Ta liền sợ ngươi không có cái số ấy. Nằm trên mặt đất thượng, thân thể được nát bấy vụn băng bao trùm Diệp Thần Phong, hắn bỗng nhiên mở ra hai con mắt, từ hai con mắt của hắn bên trong tránh qua một đạo ánh sáng màu trắng, uy nghiêm đáng sợ thanh âm lạnh như băng từ hàm răng của hắn khe trong bật đi ra. Cùng lúc đó, từ Diệp Thần Phong bên trong thân thể nhất thời tản ra nhất cổ cực hạn lạnh giá, này cỗ lạnh giá lập tức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Thiên Tôn cùng mà Tôn các loại không một người không dồn dập biến sắc, dưới chân bước chân là hung hăng lui về phía sau chừng 10 thước xa mới dừng lại. Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong, ngươi còn chưa có chết. Một bên khóe miệng lưu lại vết máu Lâm Hân Di, hai tròng mắt của nàng bên trong là bắn ra một loại nào đó dị thải. Cách đó không xa Trình Đại Hổ, hắn cười láo lĩnh nói, Thần Phong chính là Thần Phong. Ta xem Thần Phong cũng không như là đoản mệnh người. Hắn làm sao có khả năng chết ở chỗ này đâu này. Diệp Thần Phong một cái lý ngư đả đính, nhẹ nhõm từ trên mặt đất đứng lên, khi hắn đứng lên sau, từ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong lỗ chân lông tràn ra màu trắng hơi lạnh, này cỗ hơi lạnh rất mau đem Diệp Thần Phong cho bao trùm rồi. Diệp Thần Phong trên mặt phảng phất cũng bị mông thượng một tầng xương lạnh, giờ khắc này, cả người hắn khí chất cho người một loại lạnh lẽo cùng thánh khiết cảm giác. Phảng phất là loại kia không chiếm bất kỳ khói lửa nhân gian cảm giác. Làm sao, các ngươi không phải là muốn ăn của ta thịt sao? Đến a hát, cứ việc lại đây. Diệp Thần Phong từng bước hướng về Thiên Tôn Quý Phi thuyền đám người đến gần rồi, dưới chân hắn đi qua địa phương, trong nháy mắt kết thành dày đặc khối băng, bốn phía nhiệt độ là trong giây lát giảm xuống,
này làm cho Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đám người có loại phi thường dự cảm không tốt. Thiên Tôn Quý Phi Thuyền cùng mà Tôn Trương Hình Thiên đám người, thần sắc trên mặt bọn họ trở nên ngưng trọng lên, từ trên người Diệp Thần Phong tản mát ra hàn khí để cho bọn họ khiếp đảm, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông Diệp Thần Phong trong cơ thể làm sao sẽ có bực này hàn khí. Sớm biết sẽ là kết quả này, bọn hắn thì sẽ không lỗ mãng đập ra niêm phong lại Diệp Thần Phong khối băng rồi, bọn hắn bỗng nhiên có loại bê đá tự đập vào chân của mình cảm giác. Diệp Thần Phong chân phải đột nhiên đạp ở trên mặt băng, thân thể nhanh chóng hướng về Thiên Tôn đám người tiếp cận, nhất cổ cực hạn vô cùng hàn ý, giống như một đầu băng xương cự long bình thường hướng về Thiên Tôn đám người cuốn sạch lấy. Đứng ở phía trước nhất Thiên Tôn Quý Phi Thuyền cùng mà Tôn Trương Hình Thiên, bọn hắn nhìn thấy tình huống không ổn, bọn họ là liều lĩnh lùi về sau, chỉ có tại 10 tôn bên trong thứ 6 trái lập phát, hắn hơi hơi ngẩn người, nhưng chính là cái này ngây người, để Diệp Thần Phong hoàn toàn đến gần rồi hắn. Đợi được trái lập phát tỉnh hồn lại thời điểm, hắn phát xuất hiện thân thể của mình bị đông cứng không cách nào hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong trắng xanh vô cùng bàn tay khoác lên trên bờ vai hắn. Tại Diệp Thần Phong bàn tay chạm vào trái lập phát vai lúc, chỉ thấy trái lập phát từ vai bắt đầu, cả người đang không ngừng kết băng, chỉ là ngăn ngắn một phút, trái lập phát liền hoàn toàn biến thành một cái băng nhân rồi. Một quyền. Diệp Thần Phong nắm tay phải là trực tiếp đánh vào trái lập phát trên thân thể, biến thành băng nhân trái lập phát, thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, rải rác đầy đất. Đường đường thiên minh 10 tôn bên trong thứ 6 trái lập phát, hắn cứ như vậy đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay. Này làm cho thấy cảnh này Thiên Tôn Quý Phi Thuyền cùng mà Tôn Trương Hình Thiên đám người trong cổ họng là khổ sở nuốt nước miếng, bọn hắn bây giờ là hối hận ruột đều thanh, sớm biết như thế, cho dù buộc bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý đập ra niêm phong lại Diệp Thần Phong khối băng. Đến A Hát, mấy người các ngươi có thể cùng tiến lên, ta chờ các ngươi ăn của ta thịt. Diệp Thần Phong ngữ khí lạnh lẽo nói ra. Ánh mắt chính là không nháy một cái nhìn hướng Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đám người. Nằm sau lưng Diệp Thần Phong cách đó không xa Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người, bọn hắn bị trước mặt tình cảnh này cho sợ ngây người, nguyên bản bọn hắn bởi vì Diệp Thần Phong thức tỉnh mà cao hứng, đã quên trước mắt tình thế rồi, nhưng đang nhìn đến Diệp Thần Phong nhìn trời tôn đám người ra tay, trong lòng bọn họ bắt đầu lo lắng, nhưng kết quả Diệp Thần Phong trực tiếp đem Thiên Minh 10 tôn bên trong thứ 6 trái lập phân phát miểu sát. Này, chuyện này quả thật quá trâu bò hò hét một chút chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.